Nhưng hôm nay, ẩn thánh dưới quyền Phong Vân nhị sứ, lần nữa xuất thế, nhưng trực tiếp ở thái thượng thế giới bên trong, nhấc lên sóng to gió lớn. Và trước kia như nhau, Phong Vân nhị sứ cũng là khắp nơi thuyết phục, nói phụng ẩn thánh mệnh lệnh, thành mời thái thượng thế giới các phái võ giả, đi ẩn đảo cộng nhân xâm đại lộ. Chư phái võ giả, đều biết đi ẩn đảo, thì không thể trở lại nữa, đều là thì không muốn đáp lại. Nhưng, Phong Vân nhị sứ và trước kia như nhau, cũng là cầm ra rất nhiều thiên tài địa bảo, thành tựu dẫn dụ. Có rất nhiều võ giả, bọn họ thuộc môn phái, vì những thiên tài địa bảo kia, đều là cưỡng bách bọn họ đi ẩn đảo. Lại có chút võ giả, không nhịn được tò mò chi tâm, muốn đi ẩn đảo một giò ngó chân tướng. Dẫu sao, Phong Vân nhị sứ cam kết, tuyệt sẽ không làm thương tổn bất kỳ một người nào đi ẩn đảo người, thiên địa có thể chứng, nhật nguyệt chứng giám. Bọn họ lời hứa, vạn cổ tới nay, cho tới bây giờ không có đưa tới thiên địa thay đổi, cái này thì đồng nghĩa với, bọn họ từ đầu đến cuối không có làm trái lời hứa. Tất cả đi ẩn đảo người, cũng không có bị bọn họ tổn thương qua. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là không người có thể từ ẩn đảo trở về. Quỷ dị như vậy tình huống, thật là làm người suy đoán không ra. Vì vậy, có lòng hiếu kỳ người, liền muốn đi ẩn đảo xem. Dĩ nhiên, cũng không phải tất cả người, đều có tư cách đi ẩn đảo. Ngược lại, có tư cách đi ẩn đảo người, hoặc là thái thượng thế giới thiên tài trẻ tuổi, hoặc là thế hệ trước cường giả, không có một cái là hạng người bình thường. Phong Vân nhị sứ có đặc thù thư mời, chỉ có bị bọn họ mời, mới có tư cách đi ẩn đảo. Yên lặng trăm năm Phong Vân nhị sứ, ngày hôm nay lần nữa sống động. Diệp Thần trong lòng phỏng đoán, đây nhất định và Dạ Mẫu có liên quan. Quả nhiên, ở Phong Vân nhị sứ khắp nơi hoạt động thời điểm, Diệp Thần cũng nghe được liền Phong Ngữ Oanh thanh âm. Diệp Thần, ta giúp ngươi liên lạc ẩn đảo sứ giả. Bọn họ nói, ngươi muốn gặp ẩn thánh mà nói, phải tự mình đi gặp. Phỏng đoán không bao lâu, bọn họ liền sẽ hạ xuống, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện này, sau lưng thiên cơ, ta cũng không cách nào xác định. Diệp Thần nghe được Phong Ngữ Oanh mà nói, nội tâm căng thẳng. Muốn hắn tự mình đi ẩn đảo, đó thật đúng là nguy hiểm. Dẫu sao, cho tới bây giờ không có bất kỳ người, có thể từ ẩn đảo đã trở lại. Diệp Thần đợi hai ngày, rốt cuộc, vậy hai vị ẩn đảo sứ giả, đi tới tinh nguyệt giới. Cái này thời gian hai ngày, Diệp Thần vậy phái người hỏi thăm ngoại giới tình huống. Hắn biết được, Kiếm Môn đã từng là trưởng giáo Trương Thanh Vũ, Thiên Thanh Minh Minh Chủ Diệp Lâm Uyên, Vạn Khư Thần Điện Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, cũng được mời. Bất quá, xem Vũ Hoàng Cổ Đế, Ma Tổ Vô Thiên, Thiên Nữ, Nhâm Phi Phàm cùng Tuyệt Thế Tiên Đế Cường Giả, cũng không có bị mời. Tinh Nguyệt Giới trên bầu trời, mưa gió chấn động, khí tượng mênh mông. Hai đạo thân ảnh già nua, một người bái phục đao, một người mang kiếm, từ bầu trời đáp xuống, chính là tới tự ẩn đảo Phong Vân nhị sứ. Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Võ Giao, Diệp Lạc Nhi các người, sớm đang đợi. Thấy Phong Vân nhị sứ hạ xuống, Diệp Thần liền chắp tay, nói tại hạ Diệp Thần, gặp qua hai vị sứ giả. Phong Vân nhị sứ đều là gật đầu mỉm cười, vậy giữ eo bội kiếm Phong sứ giả, bước ra một bước. Vậy hướng Diệp Thần đáp lễ nói, nghe tiếng đã lâu luân hồi chi chủ đại danh, hôm nay được gặp tôn phạm, không khỏi vinh hạnh. Diệp Thần nói, Phong sứ giả quá khen, mời vào bên trong. Liền muốn mời Phong Vân nhị sứ vào bên trong. Phong sứ giả khoát tay một cái, nói, không cần, chúng ta muốn đuổi trước đi chỗ khác, luân hồi chi chủ, phần này thư mời là ngươi, mời ngươi ở ba ngày sau, chuẩn bị xong và chúng ta cùng nhau đi ẩn đảo. Vừa nói liền lấy ra một phần thư mời, cung kính đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần mở ra vừa thấy, phía trên có dấu hắn tên chữ. Hắn khép lại thư mời, cười hỏi, chỉ mời ta một người sao? Phong sứ giả nói, đúng vậy, ta ẩn đảo nhỏ hẹp, mời không được bao nhiêu người, lần này chuẩn bị số người 1000, thái thượng thế giới rất nhiều địa phương, đều là muốn cướp, nhưng phần lớn danh ngạch, đảo chủ đại nhân cũng quyết định tên chữ, chỗ trống danh ngạch vô cùng thiếu. Anh em hai chúng ta cũng là khó xử à. Hắn thật giống như rất sợ Diệp Thần sẽ mở miệng, hỏi hắn đòi quá mức danh ngạch, cho nên trước thời hạn nói khó xử. Diệp Thần nghe lời nói này, nhất thời chau mày. Hạ Nhược Tuyết kéo hắn cánh tay, chân mày cau lại, hướng vậy Phong Vân nhị sứ nói. Không được, ta không thể để cho Diệp Thần đi theo các ngươi đi, ta phải cùng đi.
Ngụy Dĩnh cũng lên trước một bước, khoác ở Diệp Thần bên kia cánh tay, nói ta cũng phải đi, các ngươi vậy ẩn đảo quỷ bí như vậy, Diệp Thần nếu là đi, vạn nhất không về được làm thế nào. Võ Giao cũng đã làm giòn ôm lấy Diệp Thần eo, từ phía sau thò đầu ra, nói ta cũng đi, vậy ẩn đảo quá nguy hiểm, ta phải bảo vệ Diệp Thần ca ca. Diệp Lạc Nhi yên lặng đứng ở một bên, thanh âm nhưng cũng là vô cùng kiên định nói, ta cũng muốn đi theo Diệp đại ca. Ẩn đảo quỷ bí, để cho các nàng đặc biệt lo âu. Đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không người nào có thể từ ẩn đảo trở về, các nàng làm sao yên tâm để cho Diệp Thần đi. Phong Vân Nhị Sứ thấy vậy, đều là không biết làm sao. Phong Sứ giả nói, vài vị cô nương, bây giờ không có dư thừa số người. Võ Giao bĩu môi, nói các ngươi không phải nói, còn có mấy cái chỗ trống danh ngạch sao. Các ngươi ẩn đảo đảo chủ, trước kia thiếu ta một cái mạng, hiện tại vậy đến báo ân thời điểm. Phong Vân Nhị Sứ nhìn chăm chăm vừa thấy, nhất thời nhận ra Võ Giao thân phận, hoảng vội vàng hành lễ, nói, nguyên lai là Võ Giao tiểu thư. Phong Sứ giả khom người lại, nói, Võ Giao tiểu thư, các ngươi Thiên Võ Tiên Môn, đúng là từng đã cứu đảo chủ tánh mạng. Nhưng, cái này nhân quả, đã trả sạch à? Võ Giao hừ một tiếng, nói ta đây chính là ân cứu mạng, lớn như vậy ân tình, vậy ẩn thánh tùy tiện truyền thụ mấy đạo ma công, là có thể trả sạch. Lời nói này là Dạ Mẫu đã nói với nàng, nàng hiện tại lấy ra dùng, giọng lộ vẻ được hùng hổ dọa người. Vậy Phong Vân Nhị Sứ, cũng là mồ hôi lạnh nhễ nhại, tự biết phần này nhân quả, 10 phần trọng đại, đúng là không phải tùy tiện có thể trả hết nợ. Năm đó cựu Nhật chi chủ Võ Tuyệt Thần, lòng dạ lỗi lạc, mới để cho ẩn thánh tùy tiện rời đi. Thật muốn so đo, ẩn thánh cũng không có chân chính trả hết nợ ân cứu mạng. Phong Sứ giả bất đắc dĩ nói, Võ Giao tiểu thư, vậy ta cho ngươi một phần thư mời là được. Võ Giao nói, không được, còn có Nhược Tuyết tỷ tỷ, Ngụy Dĩnh tỷ tỷ, Lạc Nhi tỷ tỷ, Tư Thanh tỷ tỷ, ngươi đều phải cho. A, Tư Thanh tỷ tỷ nàng đi ra ngoài, không ở nơi này, nhưng các ngươi cũng phải làm tốt thư mời, không thể chậm trễ nàng. Nàng là 10 phần quan tâm, cũng không có nói muốn độc chiếm Diệp Thần, muốn kéo lên Hạ Nhược Tuyết chư vai nữ một dậy, bầu bạn Diệp Thần, bỏ mặc sống chết, mọi người vậy có thể chiều ứng lẫn nhau. Hạ Nhược Tuyết chư nữ nghe được Võ Giao mà nói, cũng là khá là cảm động. Phong Sứ giả nhất thời cảm thấy làm khó, nói cái này. Nhiều người như vậy, sợ rằng không dễ làm sao. Thái thượng thế giới, có thiên thiên vạn vạn cái giới vực, lần này ẩn đảo chuẩn bị số người 1000, thường thường một cái đại giới vực, cũng chỉ là mời 1 người, tuyệt sẽ không mời thêm. Giống như là Vũ Hoàng thiên giới, Kiếm Môn thế giới, Thiên Thanh vực, bọn họ cũng chỉ là mời 1 người. Nhưng ở cái này Tinh Nguyệt giới, Võ Giao nhưng là đòi hỏi nhiều. Phải đem Diệp Thần hậu cung Hồng Nhan, toàn bộ mời đi qua, nhất thời để cho Phong Vân Nhị Sứ, cảm thấy vô cùng làm khó. Võ Giao mày liễu dựng lên, nói, không được sao. Chẳng lẽ các ngươi muốn vong ân phụ nghĩa? Phong Sứ giả hoảng hốt vội nói, không phải, không phải. Hắn cùng Vân Sứ giả nhìn nhau, hai người lại cúi đầu trò chuyện một hồi. Cuối cùng, Vân Sứ giả ngẩng đầu, hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ. Nghe tiếng đã lâu ngươi võ đạo thông trời, như vậy đi, nếu như ngươi có thể ở một nén hương trong thời gian, đánh bại anh em chúng ta 2 người, chúng ta đáp ứng ngươi, để cho ngươi mang hồng nhan chi kỷ của ngươi, vậy cùng đi ẩn đảo. Diệp Thần nghe vậy, không khỏi được cười khổ. Hắn nhìn xem Phong Vân Nhị Sứ tu vi, chỉ là vô lượng cảnh trung kỳ, không tính là quá mạnh mẽ. Muốn hắn ở một nén hương trong thời gian, đánh bại bọn họ, cũng không tính là quá khó khăn. Nhưng vấn đề là, Diệp Thần căn bản chẳng muốn Võ Giao các người đi theo đi. Ẩn đảo quá quỷ bí, nếu là Võ Giao các nàng đi theo đi, xảy ra chuyện làm thế nào? Võ Giao, Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Lạc Nhi, các ngươi ở lại chỗ này liền tốt, ta một người đi là được. Diệp Thần sờ một cái Võ Giao tóc, lại hướng chư nữ nói. Không được. 4 nữ nhưng là 2 miệng đồng thanh, tuyệt không muốn Diệp Thần một người đi mạo hiểm. Diệp Thần cười khổ, trong lòng lại là cảm kích, than thở một tiếng, nói, được rồi, đa tạ các ngươi, vậy chúng ta liền đồng sanh cộng tử, xem vậy ẩn đảo có gì bí ẩn. Võ Giao 4 nữ nghe được Diệp Thần đáp ứng, đều là vui mừng. Phong Sứ giả, Vân Sứ giả, mời. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, làm một khiêu chiến động tác tay. Từ tổng hợp sức chiến đấu tới xem,
Diệp Thần chiếm cứ ưu thế. Nhưng, Phong Vân nhị sứ, xuất thân ẩn đảo, bọn họ tu vi thần thông, tuyệt không phải bề ngoài nhìn như thế đơn giản, tất nhiên có chỗ hơn người. Nếu như không có độc đáo địa phương, bọn họ điểm này tu vi, tuy nói không kém, nhưng đối mặt thái thượng thế giới vô số cường giả, đã sớm bị chìm ngập, không thể nào sống động đến hiện tại. Mời! Phong Vân nhị sứ đồng loạt hướng Diệp Thần chắp tay. Lập tức, ba người liền ở tinh nguyệt giới trên vùng đất, bày ra dáng điệu, chuẩn bị so tài. Diệp Thần một thân một mình, đối chiến Phong Vân nhị sứ. Võ Giao, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Diệp Lạc Nhi bốn nữ, khẩn trương đứng bên ngoài bên xem cuộc chiến. Diệp Thần đan điền có vết rách, nhưng chỉ là ảnh hưởng võ đạo căn cơ, ảnh hưởng tương lai đột phá, cũng không ảnh hưởng hôm nay sức chiến đấu. Tự do dực, mở. Diệp Thần biết rõ thời gian ngắn ngủi, chỉ có một nén hương, phải tốc chiến tốc thắng. Hắn quanh thân nếp sống nổ, sau lưng lập tức triển khai sáng chói tự do dực, cánh chớp mắt, thân thể như điên gió vậy bạo giết ra, trong tay luân hồi thiên kiếm hiện lên, một kiếm chém chết hướng Phong Vân nhị sứ. Phong Vân nhị sứ muốn né tránh, nhưng kinh hãi phát hiện, dưới chân của mình, không biết khi nào thì bắt đầu, không gian vặn vẹo, hiện ra một tòa khổng lồ thiên đường. Đó là luân hồi thiên quốc thế giới. Diệp Thần đang hô hấp tới giữa, liền thúc giục luân hồi thiên kiếm, nổ ra luân hồi thiên quốc khí tượng, đem Phong Vân nhị sứ phong tỏa ở. Sắt thép hồng trần, phá. Diệp Thần hít sâu một hơi, trong kiếm phong nổ lên sắt thép lạnh lùng sáng bóng, lại hòa lẫn hồng trần vạn kiếp hơi thở, ác liệt vô cùng. Hắn một kiếm này, nhũ hợp thiết ngai vàng cùng hồng trần kiếp đạo thư năng lượng, cương nhu gom lại, quả thực là hết sức hung hãn. Nếu như là tầm thường vô lượng cảnh trung kỳ cường giả, đối mặt Diệp Thần uy mãnh như vậy một kiếm, chỉ có bị nháy mắt giết kết quả. Mưa gió hợp bích, vô địch thiên hạ. Phong Vân nhị sứ thấy vậy, cũng là cảm giác sâu sắc nguy hiểm, ở ngàn một phần vạn sát vậy thời gian bên trong, hai người linh khí bộc phát ra, đao kiếm giao nhau, cũng hoàn mỹ liên hiệp. Cái này một tí mưa gió hợp bích, đao kiếm giao minh, nhất thời nổ lên một cái mênh mông mãnh liệt mưa gió thế giới, khắp nơi quy luật sụp đổ, mưa gió gầm thét, long hổ cuồn cuộn. Diệp Thần luân hồi thiên quốc khí tượng, cũng bị cái này mưa gió thế giới nhiễu loạn. Phong Vân nhị sứ lập tức rút người ra lui về phía sau, nguy hiểm lại càng nguy hiểm, tránh ra Diệp Thần một kiếm. Bọn họ né tránh sau đó, lại hội tụ thời không cùng linh khí, hóa ra từng đạo linh khí tấm thuẫn, chỉ làm phòng thủ, tuyệt không chủ động tấn công. Bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần có thể kiên trì một nén hương thời gian bất bại, coi như thắng, không cần phải tấn công. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, thân thể bị vậy mưa gió thế giới bao phủ, sau lưng tự do rực, cũng có chút lảo đảo lắc lư. Cái này Phong Vân nhị sứ hợp bích, bộc phát ra năng lượng, tuyệt không phải bình thường. Nếu như bọn họ phải liều mạng nói, Diệp Thần vậy tuyệt đối không dễ chịu. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn họ cũng không có liều mạng ý, chính là cố thủ phòng ngự, càng để cho Diệp Thần cảm thấy khó giải quyết. Võ cực thiên hạ, núi cao trấn áp, đi. Diệp Thần tự nhiên sẽ không mặc cho bọn họ an tâm phòng thủ, lập tức sử dụng một trang đạo thư. Đó là võ cực thiên hạ trang sách. Võ cực thiên hạ, thần tích tụng đời điển chương 7, đại biểu võ đạo chân lý, thần uy khủng bố mà mạnh mẽ, thậm chí so với hoàn mỹ thế giới, mạnh hơn được hơn. Diệp Thần có, tuy chỉ là một trang, nhưng uy lực cũng là cực kỳ cường hãn. Liền gặp vậy một trang võ cực đạo thư, hóa thành một tòa thật to núi cao, ùng ùng từ trên trời hạ xuống, đè bạo trùng trùng thời không, hung hăng hướng Phong Vân nhị sứ chấn rơi xuống đi. Năm đó Phong Hỏa Linh Tổ con gái Tiêu Tính, có thủy thần thiên tôn đạo thống, cũng là bị một trang này võ cực đạo thư, hung hăng chấn áp. Cái này võ cực đạo thư mạnh mẽ, có thể tưởng tượng được. Liền gặp Phong Vân nhị sứ bày ra trùng trùng linh khí tấm thuẫn, còn có nhất trọng trọng cấm pháp, toàn bộ nổ tung, hoàn toàn không chịu nổi vậy vũ cực núi cao chấn áp. Không tốt. Phong Vân nhị sứ thần sắc đại chấn, không nghĩ tới Diệp Thần lại có võ cực đạo thư, đây chính là không không lúc nào không bên trong đồ, coi như chỉ có một trang, vậy đủ để nghiền chết vô lượng cảnh trung kỳ cường giả. Vậy vô lượng cảnh trung kỳ cường giả, ở nơi này trang đạo thư nghiền ép hạ, sẽ không so con kiến cường thượng nhiều ít. Phong Vân nhị sứ bày ra tất cả phòng ngự, đều không cách nào ngăn cản. Diệp Thần cảm thấy tự thân linh khí, vậy đang nhanh chóng tiêu hao. Thúc giục võ cực đạo thư, đối hắn mà nói,
hiển nhiên cũng không phải chuyện dễ dàng. Cái này dẫu sao là thần thích tụng đời điển chương 7, uy năng quá kinh khủng. Mưa gió biến hóa, đấu chuyển tinh di. Mắt xem vậy Phong Vân nhị sứ, sẽ bị vũ cực núi cao sống sờ sờ đập chết, nhưng sống chết trước mắt, bọn họ thân thể, lại có thể đột phá diệp thần hơi thở áp chế, phân biệt hóa thành một món gió mát, một món mây trôi. Oanh! Diệp thần vũ cực núi cao, hung hăng đập xuống, mặt đất chấn động, bản khối rạn nứt, ngàn trượng xuống đất để nham thạch nóng chảy, đều bị rung đi ra, nhô lên lên trời, tạo thành nguy nga ngọn lửa cột. Nhưng, Phong Vân nhị sứ, cũng không có bị tổn thương chút nào. Ở nguy cấp bên trong, bọn họ thân thể, phân biệt hóa thành chân chính gió cùng mây, chỉ có bề ngoài, không có thật thể. Diệp thần vũ cực núi cao, coi như uy áp lại khủng bố, vậy không tổn thương được bọn họ. Nguy hiểm thật. Phong Vân nhị sứ khó khăn lắm né tránh diệp thần nhất kích, đã toát ra cả người mồ hôi lạnh. Bọn họ thật sâu cảm nhận được, diệp thần mạnh mẽ cùng đáng sợ. Đặc biệt là ở tinh nguyệt giới địa bàn bên trong, diệp thần chiếm hết địa mạch phong thủy ưu thế, coi như chính xác tiên đế hạ xuống, đều có thể phải bị hắn chém chết, chớ nói chi là cái này Phong Vân nhị sứ. Diệp thần nhất kích không trúng, hô to thương tiếc. Một nén hương thời gian, đã đến nhanh, diệp thần cơ hội không nhiều lắm. Nếu như chỉ hoãn tiếp nữa, vẫn không thể đánh bại Phong Vân nhị sứ, hắn coi như bị thua. Cái này Phong Vân nhị sứ, có thể ở thái thượng thế giới sống động nhiều năm, quả nhiên có chút con đường. Diệp thần trong lòng suy nghĩ. Phong Vân nhị sứ thần thông, khá là quỷ bí, có thể đem thân xác đổi thành là mưa gió, né tránh võ đạo cùng phép tắc tổn thương, trước không nói bọn họ sức chiến đấu như thế nào, chỉ là ngón này bảo vệ tánh mạng bản lãnh, liền để cho bọn họ có tư cách trên đời gian độc hành. Nếu võ đạo thần thông không đả thương được các ngươi, vậy thì thử một chút ta phệ hồn châu. Diệp thần ánh mắt lẫm liệt, lập tức sử dụng người đồ sát thánh bôi. Vù vù. Khảm nạm ở thánh bôi phía trên phệ hồn châu, nhất thời phát ra kịch liệt ông minh, cuồng bạo phệ hồn khí tức, giống như là máu loãng vậy lan tràn, hóa thành máu tươi ma chảo, hướng Phong Vân nhị sứ bắt đi. Tuy nói Phong Vân nhị sứ, thân xác chuyển hóa thành gió cùng mây, nhưng thần hồn của bọn họ, như cũ tồn tại. Chỉ cần thần hồn tồn tại, thì có thể gặp phải phệ hồn châu ăn mòn. Phệ hồn châu, cái loại này không vô thần khí, đang có ăn mòn thần hồn hiệu quả. Diệp thần không hề hy vọng xa vời có thể hoàn toàn chiếm đoạt Phong Vân nhị sứ linh hồn, chỉ cần đem thân xác của bọn chúng, ép hồi nguyên hình, như vậy là đủ rồi. Nguy rồi. Phong Vân nhị sứ nhất thời kinh hãi, thoáng chốc tới giữa, thần hồn liền được to lớn ăn mòn tổn thương, thống khổ khó chịu. Vậy một món gió mát, một món mây trôi, đều bắt đầu vặn vẹo. Hạ một sát, Phong Vân nhị sứ, đều không cách nào duy trì nữa Phong Vân hình thái, chỉ có thể khôi phục thân xác hình thái, thần bảo hộ hồn. Chỉ có thân xác, mới là thần hồn bảo vệ tốt nhất xác. Có thân thể phòng ngự, bọn họ cuối cùng miễn cưỡng chặn lại phệ hồn châu ăn mòn. Nhưng, bọn họ thân xác bại lộ, diệp thần cũng sẽ không khách khí, lập tức lao ra một quyền, thần tượng băng thiên, gầm thét thiên địa, đánh giết hướng hai người. Thằng nhóc này, rốt cuộc còn có nhiều ít lá bài tẩy. Phong Vân nhị sứ hoàn toàn kinh hãi, diệp thần liên tục thi triển luân hồi thiên kiếm, võ cực đạo thư, người đồ sát thánh bôi cùng phệ hồn châu, còn có một quyền này thần tượng băng thiên, từng chiêu đòi mạng, lật đổ bọn họ tưởng tượng. Ở võ cực đạo thư ra chỉ xuống, diệp thần cái này thần tượng một quyền, uy mãnh đến đủ để nghiền bạo vũ trụ tinh không bước, nếu là đánh vào Phong Vân nhị sứ trên thân thể, đủ để đem bọn họ đánh giết thành mảnh giấy vụn. Thoáng chốc tới giữa, Phong Vân nhị sứ rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Nếu như hóa thành mưa gió tư thái, thần hồn mất đi thân xác bảo vệ, sẽ bị phệ hồn châu chiếm đoạt. Nếu như giữ thân xác hình thái, sẽ bị diệp thần một đấm đánh bể. Thân ở như vậy hung hiểm tình cảnh, Phong Vân nhị sứ nhìn nhau, ngưng trọng gật đầu, hai tay đồng loạt kết ấn. Rồi sau đó, một màn kinh người xuất hiện. Thân xác của bọn chúng, liên quan thần hồn, cùng tại chỗ biến mất. Nơi biến mất, còn có bọn họ tất cả tồn tại dấu vết. Diệp thần cái này vô cùng một quyền, nhất thời rơi vào khoảng không. Luân hồi chi chủ, người bại. Bất quá, có thể đem chúng ta ép đến tình cảnh này, người vậy coi là vô địch, bội phục bội phục. Phong Vân nhị sứ thanh âm, từ trong hư không truyền tới, nhưng không nhìn thấy hai người bọn họ bóng người. Các ngươi hóa thành ảo tưởng.
Diệp Thần trong lòng rét một cái, nhất thời bắt được cái gì. Hắn mơ hồ tới giữa, thật giống như bắt được Phong Vân nhị sứ hơi thở, nhưng không phải thực tế hơi thở, mà là ảo tưởng hơi thở. Không sai, có thể ép được hai chúng ta huynh đệ, vận dụng ảo tưởng bảo toàn tánh mạng thủ đoạn, người vậy coi là vạn cổ người thứ nhất. Phong sứ giả thanh âm, từ trong hư không truyền xuống. Bọn họ đã từ chân thực tồn tại, hóa thành ảo tưởng khái niệm. Quỷ dị như vậy thủ đoạn, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, là chân chính không không thủ đoạn. Võ Giao, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Diệp Lạc Nhi các người, thấy một màn này, cũng là kinh hãi không thôi. Hiển nhiên, Phong Vân nhị sứ đi theo ẩn thánh dưới quyền, cũng là học được một ít không không bí pháp. Không không bí pháp, nhất địa phương quỷ dị, chính là có thể ở chân thực cùng ảo tưởng tới giữa, lẫn nhau đổi thành. Thứ chân thật, có thể hóa thành ảo tưởng khái niệm. Ảo tưởng khái niệm, cũng có thể biến thành chân thực. Ví dụ như thiên tội cổ kiếm, thiên đế kim luân, thiên ma tinh hải, viêm hoàng đế ấn vân. Vân trí cao tới vĩ pháp bảo, đều là tự ảo tưởng trong khái niệm, đổi thành tới. Có rất nhiều không không thời không cường giả, vì né tránh giết hại, lại sẽ đem mình thân thể linh hồn, thay đổi thành hư ảo khái niệm. Thật chân huyễn huyễn, không ngừng biến hóa, đây chính là không không lúc nào không. Phong Vân nhị sứ biến hóa thủ đoạn, còn không coi là quá tuyệt diệu, chỉ có thể coi là miễn cưỡng mò tới chút ra mao. Chỉ ít, Diệp Thần có thể cảm giác được, bọn họ trong ảo tưởng hơi thở, khái niệm tồn tại mảnh thiên địa này gian. Bất quá điểm này ra lông thủ đoạn, vậy đủ để cho Diệp Thần kinh hãi. Từ chân thực biến thành hư ảo, miễn dịch hết thảy sát thương, đơn giản là vô địch. Không, ta còn không thất bại. Một nén hương thời gian, còn không hoàn toàn đi qua. Tiếp ta một chiêu nữa. Diệp Thần cắn răng, từ không cam lòng lúc này nhận thua, quả đấm nắm chặt, huyết mạch cũng là kịch liệt bốc cháy. Ha ha, ngươi còn có cái gì chiêu số? Coi như ngươi vận dụng thiên địa mẫu nguyên trưởng, nhân hoàng thánh đao, cũng là không tổn thương được chúng ta, hai chúng ta huynh đệ, chỉ tồn tại ở ảo tưởng bên trong, ngươi thì như thế nào có thể kích phá ảo tưởng? Phong Vân nhị sứ cũng nhịn không được bật cười, bọn họ thừa nhận, Diệp Thần đúng là lợi hại. Nhưng, bọn họ đối mình thuật pháp, còn có tuyệt đối lòng tin. Coi như Vũ Hoàng cổ đế tới, bọn họ đều có lòng tin, sẽ không bị thương. Bởi vì, bọn họ đã hóa thành trong ảo tưởng khái niệm, thế giới hiện thật thủ đoạn, coi như lợi hại hơn nữa, lại làm sao có thể chạm đến ảo tưởng. Long đằng mệnh tinh, cho ta trấn áp. Diệp Thần đột nhiên gầm thét, long đằng mệnh tinh trực tiếp mở. Luân hồi thiên quốc khí tượng, lần nữa lững lờ. Thiên đường bên trong, hàng tỷ rồng thần gầm thét nổ tung, huyết long cao cứ ở trên trời, thần uy vô địch. Thiên đường trên bầu trời, viên kia long đằng mệnh tinh, lóng lánh ra nhất ánh sáng sáng chói. Ở long đằng mệnh tinh ánh sáng ánh chiếu hạ, nguyên phiến thiên địa, cũng bao phủ ở luân hồi phép tắc thần uy dưới. Bất kể là thực tế đồ, vẫn là cái gì quy luật, cái gì ảo tưởng khái niệm, đều bị luân hồi uy nghiêm bao phủ. Ông ông ông, hư không chấn động, không gian vặn vẹo. Hai đạo thân ảnh, tự ảo tưởng khái niệm, bị vặn vẹo thành chân thực tồn tại. Chính là Phong Vân nhị sứ. Bọn họ ảo tưởng thủ đoạn, đúng là tuyệt diệu, nhưng dẫu sao chỉ là gia lông. Diệp Thần luân hồi huyết mạch, nhưng là bao trùm chư thiên, thậm chí bao trùm ở ảo tưởng bên trên. Phong Vân nhị sứ ảo tưởng thuật pháp, ở Diệp Thần long đằng mệnh tinh nghiền ép hạ, lập tức liền bị phá hư. Bóng người bọn họ, lần nữa biến thành chân thực. Cái này không thể nào. Luân hồi huyết mạch lực lượng, lại có thể khủng bố như vậy, lại liền ảo tưởng vậy có thể phá. Phong Vân nhị sứ hoàn toàn kinh hãi, nhìn chung quanh vô số gầm thét dữ tợn rồng thần, còn có cao cứ ở trên trời huyết long, bọn họ thân thể đang phát run. Sắt thép long chảo, cho ta trấn áp. Trên bầu trời huyết long, long chảo nổ lên thiết ngai vàng năng lượng, hóa thành lạnh lùng thiết màu đen, hòa lẫn kinh khủng luân hồi quy luật uy áp, hung hăng từ không trung rơi xuống. Phong Vân nhị sứ hoảng hốt, không thể chống đỡ, ở luân hồi uy nghiêm hạ, hù được quỳ sụp xuống đất, cùng kêu lên hướng Diệp Thần cầu xin tha thứ, luân hồi chi chủ, tha mạng. Diệp Thần sắc mặt hờ hững, để cho huyết long dừng tay, cũng thu hồi long đằng mệnh tinh thở mạnh voi, nói, là các ngươi thua. Phong Vân nhị sứ như đưa đám không biết làm sao, nói chúng ta thua. Vạn cổ tới nay,
hai bọn họ người độc bộ thái thượng thế giới, vô luận đi tới chỗ nào, cũng chịu hết tôn sùng cùng kính sợ. Nhưng ngày hôm nay, bọn họ nhưng quỳ xuống Diệp Thần trước mặt nhận thua. Võ Giao, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Diệp Lạc Nhi bốn nữ, thấy Diệp Thần thật đánh bại Phong Vân nhị sứ, cũng là sợ ngây người. Các nàng tiến một bước cảm nhận được, luân hồi huyết mạch mạnh mẽ, liền ảo tưởng cũng có thể kích phá. Diệp Lạc Nhi trong đầu nghĩ, luân hồi huyết mạch cường đại như này, như ta cũng có thể bị giao phó cho luân hồi lực lượng, là có thể tốt hơn đến giúp Diệp đại ca. Nàng xem Hạ Nhược Tuyết và Ngụy Dĩnh, cuối cùng ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, gò má không khỏi được hơi đỏ lên, tâm hồn thiếu nữ không ngừng nhảy, lại có điểm không biết làm sao cùng phiền muộn. Coi như nàng chịu hiến thân, chỉ sợ hôm nay Diệp Thần, vậy sẽ không tiếp nhận. Kết thúc chiến đấu, Phong Vân nhị sứ y theo ước định, là Võ Giao, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Diệp Lạc Nhi bốn nữ, cũng luyện chế một phần thư mời, lại ngoài định mức là Kỷ Tư Thanh chế tạo một phần, cùng nhau giao cho Diệp Thần. Kỷ Tư Thanh đi ra ngoài lịch luyện, không có ở đây tinh nguyệt giới, Diệp Thần cũng không có kêu gọi nàng trở về. Dẫu sao, lần đi ẩn đảo, hung hiểm trùng trùng, không mang theo Kỷ Tư Thanh, vậy là chuyện tốt. Thậm chí, nếu như không phải là Võ Giao các nàng cố ý yêu cầu, Diệp Thần cũng không muốn mang theo các nàng, miễn cho ra chuyện. Luân hồi chi chủ, ba ngày sau, chúng ta liền lên đường, các ngươi chuẩn bị xong. Phong Vân nhị sứ bất đắc dĩ nói. Ừ. Diệp Thần gật đầu một cái, liền đưa Phong Vân nhị sứ rời đi. Cùng Phong Vân nhị sứ đánh một trận, Diệp Thần hao tổn không nhỏ. Đêm đó, hắn một mình ở trong phòng nghỉ ngơi điều dưỡng, khôi phục hơi thở. Bỗng nhiên, dưới ánh trăng, có một đạo bóng đẹp, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, lại trở tay đóng cửa lại, động tác có chút khẩn trương cùng bức rức. Lạc Nhi. Diệp Thần sửng sốt một tí, nhưng gặp tiến vào hắn gian phòng, lại là Diệp Lạc Nhi. Chỉ gặp Diệp Lạc Nhi gò má đỏ bừng, hô hấp dồn dập, cặp mắt nhu tình cùng nóng rực xen lẫn. Nàng tiến vào trong phòng, không nói một lời, liền chạy tới Diệp Thần trên giường nhỏ, ôm Diệp Thần, thật sâu hôn hắn. Lạc Nhi, ngươi làm gì? Diệp Thần nhất thời ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Lạc Nhi như thế chủ động cùng to gan. Diệp đại ca, ta cũng muốn trở thành là phụ nữ của ngươi. Diệp Lạc Nhi hít sâu một hơi, ngực phập phồng, hô hấp càng dồn dập, thổ lộ ra mình tiếng lòng. Nàng ngày hôm nay tiến một bước thấy được luân hồi huyết mạch lợi hại, vậy muốn lấy được luân hồi bồi bổ, trở thành Diệp Thần người phụ nữ. Như vậy, nàng tu vi, liền có thể tiến một bước mạnh mẽ, là Diệp Thần dốc sức. Lạc Nhi, cái này, còn chưa tới thời điểm. Diệp Thần bật cười khanh khách, lắc đầu một cái, ngược lại là không có rõ ràng cự tuyệt Diệp Lạc Nhi, chỉ là nói bây giờ còn chưa phải lúc. Tại sao? Diệp Lạc Nhi vành mắt ửng đỏ, nàng tối nay chạy tới nơi này, như vậy nhớ nhung trong lòng, đã là gồ lên lớn nhất dũng khí, không ngờ vẫn bị Diệp Thần cự tuyệt. Hôm nay ta, không thích hợp dính quá nhiều nhân quả, đa tạ ngươi. Việc giữa chúng ta, chờ ta tấn thăng thiên huyền cảnh, nói sau được không? Diệp Thần ôn nhu sờ một cái Diệp Lạc Nhi mái tóc, nhẹ giọng nói. Diệp Lạc Nhi cắn môi. Nhu tình như lửa vậy nhìn Diệp Thần, tối nay không được sao? Diệp Thần cười khổ nói, sau này hãy nói đi, ta cũng không phải là cố ý cự tuyệt ngươi, chỉ là hôm nay còn chưa tới thời điểm. Diệp Thần ôm Diệp Lạc Nhi eo, động tác cũng là 10 phần nhẹ nhàng. Diệp Lạc Nhi nội tâm đại động, cũng không bỏ rời đi Diệp Thần, nói, vậy, Diệp đại ca, ta tối nay chỉ là bầu bạn ngươi có thể không? Ta tuyệt không quấy rầy ngươi. Diệp Thần nhìn Diệp Lạc Nhi lửa kia nhiệt lại ánh mắt thương hại, than thở một tiếng, cuối cùng là không biết làm sao gật đầu, nói, được rồi. Diệp Lạc Nhi đại hỉ, như gà con mổ thóc hôn Diệp Thần một hơi, đa tạ. Lập tức, nàng liền bầu bạn ở Diệp Thần bên người. Diệp Thần trong lòng 10 phần bất đắc dĩ. Thật là, tương tư gặp nhau biết ngày nào, lúc này đêm này khó vì tình. Kế tiếp 3 ngày, Diệp Lạc Nhi cũng bầu bạn ở Diệp Thần bên người. Đó là chốc lát cũng không từng rời đi. Diệp Thần đàng hoàng trì trọng, từ đầu đến cuối không có vượt ranh giới nửa bước. Cái này 3 ngày thời gian, cũng là thoáng một cái rồi biến mất. Rốt cuộc, lên đường đi ẩn đảo thời gian đến. Ngày này sáng sớm, một chiếc to lớn thiên thuyền, phá không xuyên vân, ùng ùng lái vào tinh nguyệt giới. Ngày trước thuyền nguy nga to lớn, quanh thân sáng mở nhô lên,
lại không ngừng ở chân huyễn tới giữa lóe lên, thật giống như tùy thời muốn biến mất ở trong hư không. Diệp Thần trong mắt hơi co lại, liền cảm thấy chiếc này thiên thuyền, tuyệt không phải thế giới hiện thật sản vật, rõ ràng cho thấy đến từ không không lúc nào không, mang theo một chút ảo tưởng hơi thở. Vậy Phong Vân Nhị Sứ, đang trôi dạt đứng ở mũi thuyền bên trên. Bọn họ thân thể, ở trên trời thuyền linh khí bao phủ hạ, cũng là lộ vẻ được tựa như thật như ảo, ở chân thực cùng ảo tưởng tới giữa, không ngừng biến hóa. Diệp Thần có thể khẳng định, coi như là tiên đế cấp cường giả khác, cũng không thể tùy tiện thương tổn tới cái này Phong Vân Nhị Sứ. Bởi vì, Phong Vân Nhị Sứ mượn thiên thuyền, tùy thời có thể trốn vào ảo tưởng trạng thái, miễn dịch hết thảy sát phạt tổn thương. Chỉ có Diệp Thần luân hồi huyết mạch, mới có nghiền nát ảo tưởng có thể. Những người khác, cho dù là Vũ Hoàng Cổ Đế, đều khó oanh phá ảo tưởng, bởi vì vậy căn bản không phải thực tế thủ đoạn lợi hại hơn nữa, cũng là vô dụng. Phong Vân Nhị Sứ chỉ có chính là hai người, liền dám điều khiển thiên thuyền, ở thái thượng thế giới chư vực hoành hành, chính là bởi vì bọn họ nắm trong tay ảo tưởng biến hóa bí pháp. Dĩ nhiên, cái này ảo tưởng bí pháp, cũng chỉ có thể bảo đảm bọn họ sẽ không bị thương, cũng không thể để cho bọn họ xưng bá. Muốn xưng bá thực tế, cuối cùng phải có thực tế lực lượng. Diệp Thần sớm đã dẫn người đang đợi, Võ Giao, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Diệp Lạc Nhi, cũng đứng ở hắn bên người. Diệp Thần ca ca, ẩn đảo sứ giả tới. Võ Giao kêu lên. Ừ. Diệp Thần gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía thiên thuyền. Phong Vân Nhị Sứ vậy nhìn hắn, trong đó Phong Sứ giả lớn tiếng kêu lên, luân hồi chi chủ, mời lên đi. Diệp Thần gật đầu, hướng Võ Giao chúng nữ ánh mắt tỏ ý, sau đó tung người bay đi thiên thuyền. Võ Giao bốn nữ cũng là đi theo Diệp Thần phía sau. Vù vù. Nhưng mà, thiên trên thuyền có một tầng cấm pháp, nhưng ngăn lại bọn họ bước chân. Phong Sứ giả nói, trình thư mời, liền có thể vào. Diệp Thần liền cầm ra thư mời, quả nhiên thì ung dung phá vỡ cấm pháp, thuận lợi leo lên thiên thuyền. Cái này thư mời cũng là lên thuyền đặc thù bằng chứng. Võ Giao, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Diệp Lạc Nhi bốn nữ theo luật làm theo, cũng là thuận lợi lên thuyền. Chỉ gặp trên thuyền, đã có không thiếu võ giả. Bọn họ thấy Diệp Thần các người lên thuyền, nhất thời đưa mắt đầu tới đây, xì xào bàn tán. Không nghĩ tới luân hồi chi chủ, lại có thể cũng phải đi ẩn đảo. Vậy chúng ta liền an toàn. Luân hồi khí vận khổng lồ, muốn đến sẽ không bị ẩn đảo làm hại. Rất nhiều võ giả một hồi an tâm, nhìn về Diệp Thần trong ánh mắt, cũng là tràn đầy sùng bái ngưỡng mộ. Tại chỗ võ giả bên trong, có không ít người là bị môn phái sư trưởng bức bách lên thuyền. Bọn họ nội tâm tràn đầy sợ hãi, rất sợ đi ẩn đảo liền không về được. Nhưng hiện tại, thấy Diệp Thần bóng người, bọn họ liền yên tâm nhiều. Dẫu sao Diệp Thần khí vận, là nổi danh mạnh mẽ, coi như ẩn đảo lại khủng bố, cũng không khả năng trấn áp Diệp Thần. Nói cách khác, chỉ cần có Diệp Thần ở đây, bọn họ lần đi ẩn đảo, rất có thể sống trở về. Luân hồi chi chủ, mời. Phong Vân Nhị Sứ hướng Diệp Thần chắp tay, thái độ cũng là khá là cung kính. Nghe nói các ngươi còn mời kiếm môn trưởng giáo, Diệp Lâm Uyên, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết các người, làm sao không gặp bọn họ. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, vậy không thấy nhiều ít quen thuộc khuôn mặt, càng không Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Diệp Lâm Uyên các người. Phong Sứ giả nói, chúng ta đang chuẩn bị đi mời, luân hồi chi chủ an tâm một chút chớ nóng. Nhưng, ở ẩn thuyền bên trên, cấm chỉ đấu nhau, xin luân hồi chi chủ thứ lỗi. Diệp Thần nói, ta biết. Phong Sứ giả gật đầu một cái, lập tức liền cùng Vân Sứ giả cùng thúc giục thiên thuyền, rời đi tinh nguyệt giới. Lúc rời tinh nguyệt giới sau đó, thiên thuyền qua lại hư không, rất nhanh là đến thiên thanh vực bên trong. Thiên thanh vực, chính là thiên thanh minh địa bàn. Chỉ gặp rất nhiều thiên thanh minh cường giả, vây quanh hai người, đang đợi trước. Hai người đó, một người là Diệp Lâm Uyên, một người khác lại là Diệp gia lão tổ Diệp Thuần Quân. Diệp Lâm Uyên chặn một cái cánh tay trái, chỉ còn lại cánh tay phải, cụt một tay đón gió đứng, so với trước kia bể râu tiểu tụy rất nhiều, tóc lại bạc hết. Nhưng trong tròng mắt tinh mang, cũng không từng chút nào suy yếu. Hắn ngưng mắt nhìn thiên thuyền, liếc mắt liền thấy Diệp Thần, trong mắt lại là lướt qua một chút sát khí. Lâm Uyên, ẩn đảo người tới. À, như bánh xe hồi huyết mạch truyền thừa, vốn là thuộc về ngươi, nhưng thiên mệnh không có ở đây ngươi bên này,
ngươi liền nhận mệnh thôi. Vận mệnh không thể trái gánh, ngươi cùng luân hồi chi chủ nói lời xin lỗi, sau này quy thuận ở hắn dưới quyền, có thể bảo vạn thế vinh hoa, tôn quý không lo. Đứng ở một bên Diệp Thuần Quân, thấy được Diệp Lâm Uyên ánh mắt, lại thấy được thiên trên thuyền Diệp Thần, bùi ngùi một tiếng thở dài, khuyên nhủ. Hắn lại là muốn khuyên Diệp Lâm Uyên, trực tiếp quy thuận Diệp Thần. Diệp Thần tự nhiên cũng là nghe được bọn họ nói, cũng nhìn thấy Diệp Lâm Uyên bể dâu tiểu tụy, nhưng lại đầy áp sát khí hình dáng. Hắn nghe nói Diệp Lâm Uyên bị mời đi ẩn đảo, vốn là cự tuyệt, nhưng Phong Vân Nhị Sứ rất nhiều hạ trọng lợi, nói có thể giúp hắn hồi phục Diệp Thuần Quân, hắn liền đáp ứng. Ở Diệp Lâm Uyên trong lòng, Diệp Thuần Quân là hắn lão tổ, cũng là hắn giống như phụ thân tồn tại. Ban đầu Diệp Thuần Quân, bị Vũ Hoàng Cổ Đế làm tế phẩm, cầm tới bổ sung không vô thần khí truyền thuyết trượng năng lượng, cơ hồ vẫn diệt. Diệp Lâm Uyên vẫn luôn muốn cứu chữa, đáng tiếc không có cách nào. Là các ngươi cứu Diệp Thuần Quân. Diệp Thần nhìn về phía Phong Vân Nhị Sứ, hỏi. Phong Sứ giả nói, nhưng hy sinh vậy Diệp Lâm Uyên cánh tay trái, giá phải trả cũng là không nhỏ. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, hắn thật ra thì cũng đã nghe nói qua. Diệp Thuần Quân yếu ớt tình huống quá nghiêm trọng, Phong Vân Nhị Sứ coi như hồi phục, cũng cần trả một cái giá thật là lớn. Giá phải trả này, chính là Diệp Lâm Uyên một cánh tay. Diệp Lâm Uyên gãy một cánh tay, lại không cách nào sống lại, khí huyết nội tình thật to suy yếu, nhưng muốn đến hắn là sẽ không hối hận. Bởi vì giờ khắc này Diệp Thuần Quân, đã hoàn toàn hồi phục. Diệp Thần nhìn Diệp Thuần Quân, trong mắt cũng là lướt qua vẻ kiêng kỵ ý. Diệp Thuần Quân là Diệp gia lão tổ, cùng Diệp Thần có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu như Diệp Thuần Quân hiến tế hoặc tự bạo, hắn uy áp, đủ để ảnh hưởng đến Diệp Thần luân hồi huyết mạch. Mà lúc này, Diệp Lâm Uyên nghe được Diệp Thuần Quân khuyên, nhưng là trực tiếp coi thường, nói, lão tổ, ta chính là chết, cũng không khả năng đầu dựa vào vậy tiểu tử. Ta mới thật sự là luân hồi chi chủ, hắn bất quá là một cái ăn cắp người. Ngươi chờ đó, ta sẽ lấy lại thuộc về ta hết thảy, ngày này sắp tới. Nghe được Diệp Lâm Uyên lời này, Diệp Thuần Quân than thở lắc đầu, oan nghiệt, oan nghiệt. Diệp Lâm Uyên không nói gì nữa, cầm thư mời, lắc người một cái, liền leo lên thiên thuyền, đứng ở Diệp Thần bên người cách đó không xa, mắt lom lom nhìn hắn. Diệp Thần trong mắt cũng là lướt qua một chút cảnh giác, đề phòng. Phong Sứ giả vội vàng ngăn ở trong hai người lúc đó, nói, mọi người nhớ, ẩn thuyền bên trên, cấm chỉ đấu nhau, nếu như không tuân theo cấm lệnh, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Diệp Thần và Diệp Lâm Uyên, đều là sắc mặt âm trầm, mắt mang ý định giết người, nhưng ở ngày này thuyền bên trên, cũng không tiện động thủ, hai người đều gìn giữ khắc chế. Phong Vân Nhị Sứ ám ngầm thở phào một cái, liền đem Diệp Thần an bài ở đầu thuyền, đem Diệp Lâm Uyên an bài ở đuôi tàu, e sợ cho bọn họ sinh loạn. Thiên thuyền tiếp tục chạy, ở xuyên qua hết mấy giới vực sau đó, lại tới đến một cái Diệp Thần quen thuộc giới vực. Là kiếm môn thế giới. Ma tổ vô thiên địa bàn. Chỉ gặp cái này kiếm môn thế giới, mặt đất phong mạo như cũ, nhưng bầu trời nhưng thay đổi, biến thành một phiến quỷ dị biển đen. Cái này phiến biển đen, tràn ngập tiếng sấm, khắp nơi nổ tung trước hơi thở tử vong, vô số xương trắng thi hài nổi lơ lửng. Đây lại là thiên ma tinh hải khí tượng. Ở thiên ma tinh hải bao phủ hạ, nguyên chiếc thiên thuyền, bầu không khí đổi được vô cùng kiềm chế, có chút tu vi hơi yếu võ giả, ngửa mặt trông lên thiên ma tinh hải thời điểm, càng bị kinh khủng kia tử vong ma khí, đánh vào được con người cũng thiếu chút nữa nổ, hét thảm lên. Đây là, thiên ma tinh hải. Ma tổ vô thiên thật sắp tấn vị tử thần. Diệp Thần con người nhất thời có giúp lại, thiên ma tinh hải dĩ nhiên còn ở không lúc nào không, trước mắt không người có thể điều động. Kiếm môn bầu trời phù động thiên ma tinh hải, thật ra thì chỉ là khí tượng đầu ánh. Nhưng cho dù là khí tượng, vậy cổ bàng bạc uy thế kinh khủng, vậy đủ để làm người ta kinh hãi. Diệp Thần thật sâu lo âu, nếu là thiên ma tinh hải, thật bị ma tổ vô thiên ăn cắp, vậy thì phiền toái. Ma tổ vô thiên nếu là đạt được thiên ma tinh hải mà nói, hắn tuyệt đối có tư cách tấn vị tử thần, trực tiếp chứng đạo không, trở thành thần minh. Mà thân độ uyển nhi chỗ ở ma thần cung, nếu là mất đi thiên ma tinh hải, đó đúng là đả kích chí mạng. Diệp Thần lại cẩn thận bắt, cũng cảm giác được ở trên trời bên trong, vậy thiên ma tinh hải khí tượng bên trong, tựa hồ cất giấu ma tổ vô thiên hơi thở.
Ma tổ vô thiên khẳng định ở nơi này thiên ma tinh hải bên trong, yên lặng tiềm tu, đang không ngừng tăng tiến tu vi, là phi thăng không không làm chuẩn bị. Nếu là thật bị hắn nắm trong tay thiên ma tinh hải, vậy thì thật là muốn lật trời. Phải biết, tôn di còn bị khốn tại thiên ma tinh hải bên trong, nếu như thiên ma tinh hải rơi vào ma tổ vô thiên trong tay, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp thần tuyệt đối chẳng muốn để cho loại chuyện này phát sinh, hắn rút ra luân hồi thiên kiếm, bàn tay gân xanh nổi lên, liền muốn một kiếm phá hết bầu trời hải ma khí tượng. Nhưng, Hạ Nhược Tuyết nhẹ nhàng đè lại hắn bả vai, mắt đẹp ngắm nhìn hắn, lắc đầu một cái. Diệp thần nhất thời không biết làm sao, buông xuống thiên kiếm. Nơi này dẫu sao là kiếm môn địa bàn, ở chỗ này động thủ, cùng tự tìm cái chết kém không nhiều. Huống chi, vậy thiên ma tinh hải mênh mông vô biên, tiên đế so sánh với, cũng chỉ là một viên vi trần. Ma tổ vô thiên muốn nắm trong tay thiên ma tinh hải, hiển nhiên không phải một sớm một chiều có thể làm được sự việc, Diệp thần cũng không cần quá mức lo lắng. Hiện tại trọng yếu nhất, chính là đánh vào thiên huyền cảnh. Tại chưa có bước vào thiên huyền cảnh trước, hết thảy chiến đấu, đều là vô ích, chỉ sẽ không lãng phí tinh lực. Kiếm môn nơi này cường giả, vậy sớm đang đợi. Lần này kiếm môn bị mời đi ẩn đảo, cũng không phải là ma tổ vô thiên, mà là trưởng giáo Trương Thanh Vũ. Trương Thanh Vũ tuy là trưởng giáo, nhưng bất quá là ma tổ vô thiên trong tay một con cờ, chỉ có thể coi như là kiếm môn nhân vật số 2. Chỉ gặp Trương Thanh Vũ bay đến thiên trên thuyền, hướng chung quanh võ giả chắp tay, không nói gì, tự giác đứng ở một cái tĩnh lặng trong góc. Diệp thần gặp trán hắn trên, so trước kia nhiều hơn một cái ma đạo dấu vết, trong lòng ngầm ám cảnh giác. Muốn đến cái này Trương Thanh Vũ, cũng là đạt được ma tổ vô thiên ban phúc, trên trán ma đạo dấu vết, có lẽ có thể trực tiếp câu thông thiên ma tinh hải, có thể mang ra khỏi vô cùng kinh khủng hắc ám năng lượng, tuyệt không thể khinh thường. Nhận được Trương Thanh Vũ sau đó, thiên thuyền tiếp tục chạy, lại lục tục ở rất nhiều giới vực bên trong, sẽ bị mời người từng cái tiếp đón đi lên. Mãi cho đến buổi tối, thiên thuyền lái về phía cái cuối cùng giới vực. Đó là thái thượng thế giới cực điểm nhất, Vạn Khư Thần Điện Sơn Môn ở địa phương đó. Vũ Hoàng Thiên Giới. Diệp thần thấy thiên thuyền đến gần Vũ Hoàng Thiên Giới, tim đập bịch bịch. Trên thuyền các võ giả, cũng là rối loạn rối loạn. Rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên thấy Vũ Hoàng Thiên Giới náo nhiệt. Chỉ gặp thiên thuyền đi chạy nhanh đến Vũ Hoàng Thiên Giới biên giới lối vào, liền bị một tầng cấm pháp chặn lại, không cách nào lại vào đi. Lúc này chính là nửa đêm, đám người nhìn về Vũ Hoàng Thiên Giới nội bộ thế giới, dưới ánh trăng, nhưng gặp thiên khí hòa hợp, thủy hà tràn ngập, tiên thú tiên cầm bôn tẩu bay lượn, quả thực là nhất phái sầm uất minh mông tiên gia khí tượng. Ở đất biên giới, xây dựng trước một tòa thần điện. Thần điện trước, đang thờ phụng Vũ Hoàng cổ đế pho tượng. Bên trong thần điện, truyền ra đinh đinh đương đương rèn sắt tiếng, còn có vô cùng lo lắng ngọn lửa thiết nước ép mùi, từ bên trong truyền ra. Tựa hồ có người nào, ở bên trong thần điện đúc rèn thiết vậy. Diệp thần tim giật mình, mơ hồ tới giữa, hắn tựa hồ bắt được Tiêu Tinh Hà hơi thở, còn có học trò hắn Vũ Hoàng giã. Tiêu tiền bối và học trò ta, ở nơi này bên trong thần điện. Đang chế tạo trước thiên tội cổ kiếm vỏ kiếm. Diệp thần nghĩ thầm, thần sắc cũng là ngưng trọng. Một khi vỏ kiếm đúc thành công, Vũ Hoàng cổ đế có đồ đựng, liền có thể đem hoàn chỉnh thiên tội cổ kiếm, chưa từng không lúc nào không bên trong triệu hoán xuống, đó đúng là luân hồi ngày tận thế. Thế giới hiện thật không có bất kỳ vật gì, có thể ngăn trở thiên tội cổ kiếm mũi nhọn. Diệp thần lại nghĩ tới Vũ Hoàng giã, nơi này là đất biên giới, cùng Vạn Khư Thần Điện Sơn Môn. Đặc biệt đến gần. Vũ Hoàng giã có Vũ Hoàng huyết mạch, như vậy đến gần Vạn Khư Sơn Môn, hắn tùy thời cũng có thể quy theo, từ đó phản bội luân hồi. Diệp thần cảm thấy tương lai mệnh đồ, càng ngày càng hung hiểm. Phải mau sớm tấn thăng thiên huyền cảnh. Đây là, từ vậy thần điện bên trong, đi ra một người cô gái, da thịt như băng tuyết, quanh thân còn quấn một ly băng vân cổ đèn, chính là Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Lần này Vạn Khư bị người mời. Chính là nàng. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thấy thiên thuyền tới, liền muốn lên thuyền. Ngạo Tuyết tiểu thư, chậm đã. Nhưng vào lúc này, một đạo trầm hát tiếng vang lên. Chỉ gặp mặt đất phương xa, một đạo thân ảnh già nua nổ bắn ra tới, chính là Huyền Thiên Kiêu. Bệ hạ nói, ngươi không thể đi ẩn đảo. Huyền Thiên Kiêu ngăn ở Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trước mặt, trầm giọng nói.
vì sao không thể đi? Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cười một tiếng. Vậy ẩn đảo thần bí quỷ dị, cho tới bây giờ không người nào có thể sống trở về, người thân thể nghìn vàng, sao có thể tùy tiện mạo hiểm? Bệ hạ không thể mất đi ngươi, tiểu thư, chớ hồ nháo, cùng ta trở về đi thôi. Huyền Thiên Kiêu vừa nói, liền muốn đi kéo Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cánh tay, đem nàng mang về. Lúc đầu nàng bị mời đi ẩn đảo, Vũ Hoàng Cổ Đế là không đồng ý. Cho dù là Vũ Hoàng Cổ Đế, đối vậy ẩn đảo, cũng là kiêng kỵ ba phần. Năm đó Thiên Võ Tiên Môn, có rất nhiều cao cấp cường giả, đi ẩn đảo liền không trở về, cho hắn giết ngược cơ hội. Nếu như Thiên Võ Tiên Môn khí tượng cường thịnh, hắn muốn phản kháng cựu Nhật chi chủ, mở ra vạn khư kỷ nguyên, tuyệt đối phải gian nan rất nhiều. Hôm nay Vũ Hoàng Ngạo Tuyết phải đi ẩn đảo, hắn là tuyệt đối không cho phép, bởi vì hắn biết ẩn đảo quỷ bí. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết lui về phía sau hai bước, né tránh Huyền Thiên Kiêu tay, rồi sau đó ngự gió tuyết rơi, đi thiên trên thuyền bay đi, cười nói, Thiên Kiêu thúc thúc, người cùng nghĩa phụ nói, ta không có việc gì. Vậy ẩn đảo như vậy thần bí, ta muốn lại xem, người kêu nghĩa phụ không cần lo lắng. Mắt xem Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thật muốn lên thuyền, Huyền Thiên Kiêu khẩn trương, vội vàng tung người bay lên, bàn tay linh khí nhô lên, khí thế như nước thủy triều, hướng Vũ Hoàng Ngạo Tuyết bắt đi, nói. Ngạo Tuyết tiểu thư, ẩn đảo ngươi tuyệt không thể đi, trở lại cho ta. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết ha ha cười một tiếng, thấy Huyền Thiên Kiêu bàn tay giết tới, thong thả, thúc giục băng vân cổ đèn. Một cổ như thật như ảo tinh mang bắn ra, đánh vào Huyền Thiên Kiêu trên mình. Vậy tinh mang tuyết trắng như xương, trong một kích Huyền Thiên Kiêu, người sau nhưng lại không có cách nào ngăn cản ngự, ngay tức thì liền bị đông thành tượng đá, từ không trung rơi xuống. Thiên Kiêu thúc thúc, thật xin lỗi, cái này ẩn đảo ta là nhất định phải đi. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết hé miệng cười một tiếng nói. Huyền Thiên Kiêu hóa thành tượng đá, chỉ có một cặp mắt ra còn có thể chuyển động, cả người không cách nào nhúc nhích. Lại cũng không ngăn cản được Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết phong tư thướt tha, ngự gió bước lên thiên thuyền, da thịt băng tuyết tinh khiết, ánh chiếu ánh trăng, diệp như vậy giống như thần nữ, để cho được thiên người trên thuyền cửa, một hồi hoa mắt lòng say. Cái này tỷ tỷ thật là đẹp à. Võ Giao cũng không khỏi được khen ngợi, biết rõ Vũ Hoàng Ngạo Tuyết là kẻ địch, trong lòng cũng kinh bái phục nàng băng tuyết phong tư, thật giống như băng thần trên đời. Diệp thần, đã lâu không gặp. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cười nhìn về phía Diệp Thần, vậy mang sương tuyết vậy màu sắc trong mắt, cũng là yên tĩnh ngắm nhìn Diệp Thần. Diệp Thần sắc mặt hơi trầm xuống, không nói gì. Hắn cảm thấy Vũ Hoàng Ngạo Tuyết hơi thở, so trước kia cường hãn rất nhiều, băng thần huyết mạch cũng thay đổi được cường đại hơn. Đặc biệt là nàng pháp bảo, băng vân cổ đèn, càng cùng nàng hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, thật to tăng lên nàng tu vi hơi thở. Vậy băng vân cổ đèn vốn là đạo đức thiên tôn đồ. Là ngày xưa băng thần tổ khí, mài mòn khá là nghiêm trọng. Nhưng ở Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trong tay, cái này băng vân cổ đèn, nhưng toát ra trước đó chưa từng có thần mang, lại cũng không có một chút mài mòn bể dấu vết. Hiển nhiên là nàng băng thần huyết mạch, cùng cái này băng vân cổ đèn lẫn nhau thành tựu, chân chính hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, người cùng pháp bảo, đều là lột xác đột phá. Hôm nay Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, chân chính sức chiến đấu, sợ rằng cùng chính xác tiên đế so sánh. Vậy không kém được chỗ nào. Nếu đánh thật, Diệp Thần vậy không chiếm được chỗ tốt gì. Muốn chấn áp Vũ Hoàng Ngạo Tuyết mà nói, trừ phi là tấn thăng thiên huyền cảnh. Tốt lắm, người đều đến đông đủ, hiện tại xuất phát đi ẩn đảo, các ngươi nếu như sợ, có thể lập tức xuống thuyền, nhưng thu ta ẩn đảo chỗ tốt, muốn đem đồ vật toàn bộ phun ra. Phong sứ giả nói, trên thuyền võ giả, có chừng 1.000 người, phần lớn người, cũng thu ẩn đảo chỗ tốt. Bây giờ nghe phong sứ giả mà nói, cũng chỉ có không biết làm sao cười khổ, cúi đầu. Coi như bọn họ muốn đi, vậy đi chưa xong, dẫu sao những cái kia thu nhận chỗ tốt, sớm bị bọn họ sau lưng môn phái, toàn bộ phân chia hết. Diệp Thần ngược lại là không có vấn đề, cùng Võ Giao, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dính, Diệp Lạc Nhi bốn nữ, ngồi ở bong thuyền, theo thuyền lan can nghỉ ngơi. Võ Giao rất thân mật rúc vào trong ngực hắn, ngày này trên thuyền không có khoang thuyền. Tất cả mọi người đều chỉ có thể ở trên bong nghỉ ngơi. Phong Vân Nhị Sứ thúc giục thiên thuyền, định rời đi Vũ Hoàng Thiên Giới, lái về phía ẩn đảo. Ai dám mang ta đi nhà Ngạo Tuyết? Bỗng nhiên, phương xa chân trời, truyền tới một đạo giận dữ thanh âm già nua. Chính là Vũ Hoàng Cổ Đế thanh âm. Nghĩa phụ,
Vũ Hoàng Ngạo Tuyết lấy làm kinh hãi, nhìn về chân trời. Ùm ùm, chỉ gặp chân trời khí lưu nổ, tiếng sấm chấn động, một cái kinh thiên bàn tay, từ nửa đêm tầng mây gian bạo giết xuống, hướng thiên tuyển chấn áp đi. Đây chính là Vũ Hoàng cổ đế bàn tay. Hắn hẳn là đang bế quan, không có tùy tiện hiện thân. Nhưng hạ xuống hạ một bàn tay, vậy đủ biểu dương ra hắn tiên đế thần uy. Ở Vũ Hoàng cổ đế bàn tay chấn áp xuống, chiếc kia to lớn thiên thuyền, như một phiến lá cây vậy suy nhược, ở trong hư không lay động không chừng, mắt xem sẽ bị Vũ Hoàng cổ đế bàn tay, rất miễn cưỡng nghiền nát. Diệp thần lấy làm kinh hãi, xem Vũ Hoàng cổ đế mãnh liệt như vậy hình dáng, sợ là thiên người trên thuyền, đều phải toàn bộ bị nghiền nát, bao gồm hắn ở bên trong. Trên thuyền võ giả, kinh hoàng hô kêu, không ít người vẫn là lần đầu tiên thấy Vũ Hoàng cổ đế ra tay, tiên đế linh áp nổ tung, đơn giản là khủng bố. Diệp thần trong lòng rét một cái, cùng võ giao bốn nữ đứng dậy, trong tay nắm luân hồi thiên kiếm, liền chuẩn bị nghênh kích. Nhưng lúc này, Phong Vân nhị sứ bóp một cái dấu tay, nguyên sâu thiên thuyền, lại có thể một tí biến hóa, liền hóa thành hư ảo. Vũ Hoàng cổ đế kinh thiên bàn tay, từ hư ảo thiên trong thuyền xuyên qua, giống như là xuyên qua không khí, cũng không có thể cho thiên thuyền tạo thành tổn thương chút nào. Ảo tưởng bí pháp, không không thời không thủ đoạn. Thấy vậy, Vũ Hoàng cổ đế thanh âm cũng là đổi được tức giận, muốn sẽ ra tay, phá hỏng cái này ảo tưởng thuật pháp. Nhưng, Phong Vân nhị sứ động tác nhanh chóng, đã cưỡi thiên thuyền, nhanh chóng rời đi Vũ Hoàng thiên giới. Lúc rời Vũ Hoàng thiên giới sau đó, ngày trước thuyền vậy từ hư ảo hình dáng, lần nữa biến thành chân thực. Phong Vân nhị sứ đều là lau mồ hôi, sợ. Phong sứ giả hướng Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nói, Ngạo Tuyết tiểu thư, nhà các ngươi lão tổ thật đúng là khủng bố, chúng ta thiếu chút nữa thì bị hắn cho xóa bỏ. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết khẽ mỉm cười, nói, nghĩa phụ hắn chỉ là một lòng xung động, cũng không ý xúc phạm hai vị sứ giả. Phong sứ giả gật đầu một cái, nói, ngươi và luân hồi chi chủ, đều là đảo chủ chỉ đích danh người muốn gặp vật, ngươi chịu theo chúng ta đi, hai chúng ta huynh đệ có cái giao nộp, vô cùng cảm kích. Vừa nói liền chắp tay một cái. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cười khẽ, vậy băng cơ ngọc cốt hình dáng, ở nửa đêm dưới ánh trăng lộ vẻ được đặc biệt suy mỹ, nói, không biết các ngươi ẩn đảo, mời ta và luân hồi chi chủ đi qua, là có chuyện gì? Phong sứ giả nói, là muốn hiểu. Nói tới chỗ này, bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười khan một tiếng, nói, Ngạo Tuyết tiểu thư muốn biết, cùng đi ẩn đảo liền rõ ràng. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cười nói, chỉ sợ ta đi ẩn đảo sau đó, liền lại cũng không về được. Phong sứ giả không có đón thêm nói, cùng vân sứ giả cưỡi thiên thuyền, một đường lái ra thái thượng thế giới, nhưng lọt vào một chỗ bí ẩn trong thế giới. Mảnh thế giới này, là một nơi bao phủ sương mù dày đặc đại dương, khắp nơi tràn ngập khí tức thần bí. Diệp thần cẩn thận cảm ứng, phát hiện cái này phiến sương mù dày đặc đại dương thế giới, tựa như thật như ảo, lại có thể không có cụ thể tọa độ, hình như là trong ảo tưởng thế giới, thực tế căn bản không tồn tại vậy. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Diệp Lâm Uyên, Trương Thanh Vũ, còn có rất nhiều võ giả, cũng là cảm thấy mảnh thế giới này quỷ dị, đều là đề phòng. Thiên thuyền rơi vào trên biển, ở sương mù dày đặc bên trong chạy. Các vị mời nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai sắp có ba đạo khảo nghiệm, chờ đợi các vị. Phong sứ giả nói, Diệp thần trong lòng rét một cái, xem ra muốn đi ẩn đảo, so hắn tưởng tượng còn muốn khó khăn, lại còn muốn thông qua cái gì khảo nghiệm. Hắn lấy lại bình tĩnh, liền cùng võ giao bốn nữ ở trên bong nghỉ ngơi. Võ giao và Diệp Lạc Nhi, cũng muốn cùng Diệp thần thân cận. Diệp thần không biết làm sao, đành phải trái ôm phải ấp, ôm hai cô gái nghỉ ngơi. Hạ Nhược Tuyết và Ngụy Dĩnh, chính là mang nụ cười, dựa vào ở trái và phải. Rất nhiều các võ giả, cũng là điều tức nghỉ ngơi, là ngày mai khảo nghiệm làm chuẩn bị. Vội vã một đêm trôi qua, thiên thuyền đã lái vào biển khơi chỗ sâu, nơi này sương mù dày đặc càng đậm đà, trong không khí tràn ngập đè nén hơi thở. Từng trận tê thiên liệt đất tiếng gầm gừ, từ phương xa trong sương mù truyền tới. Thỉnh thoảng có tất cả to lớn dữ tợn hung thú bóng người, ở trong sương mù hiện lên, làm người ta sợ hãi. Trên thuyền các võ giả, cũng tỉnh lại, cảm nhận được chung quanh nguy hiểm hơi thở, đều là đề phòng. Phong sứ giả đứng ở đầu thuyền trên, thấy mọi người tỉnh, liền cất cao giọng nói, các vị, ngày hôm nay các ngươi muốn đi ẩn đảo, phải đi qua ba đạo khảo nghiệm, thấy trong sương mù hung thú liền sao.
những thú dữ kia, phần lớn là ảo nghĩ tạo vật, cực kỳ hung tàn, cái này đạo thứ nhất khảo nghiệm, bắt đầu từ hung thú nanh vuốt hạ, còn sống sót. Hắn tiếng nói rơi xuống, sau lưng rào một tiếng, nước biển nổ, một đầu dữ tợn vặn vẹo hung thú, hiện ra bóng người. Cái này đầu hung thú, tuyệt đối không phải thế giới hiện thật tạo vật, bởi vì thân hình cực kỳ vặn vẹo, lời nói không cách nào hình dạng, hơi thở cực kỳ khủng bố. Hống! Hung thú gầm thét, đột nhiên rút ra một cái màu hồng xúc tu, vượt qua Phong Vân nhị sứ, hướng thân thuyền lên võ giả vỗ tới. Cái này hung thú tựa hồ có linh trí, không có công kích Phong Vân nhị sứ, chỉ đi tổn thương người trên thuyền. Thân thuyền trên, có mấy cái võ giả bất ngờ không kịp đề phòng, bị vậy hung thú xúc tu đánh trúng, tại chỗ phát ra kêu thảm thiết, bị đánh thành trọng thương. Oanh! Bên trái thân thuyền hạ, nước biển chỗ sâu, lại lao ra một đầu hung thú, đầu lưỡi một quyền, liền đem vậy mấy cái trọng thương võ giả, toàn bộ cuốn đến trong miệng, miệng to nhai bể, cắn nuốt. Cuối cùng, cái này hai đầu hung thú, lại nhanh chóng chìm nghỉm ở trong nước biển, chỉ thấy chúng thân ảnh khổng lồ, ở trong nước biển như ẩn như hiện, không biết khi nào chả sẽ nhô ra, làm người ta tủng sợ hãi. Mọi người thấy những thú dữ kia, tới lui như gió, hung tàn như vậy hình dáng, đều là run rẩy. Cái này ba đạo khảo nghiệm, chỉ cần có một đạo làm khó dễ, vậy liền chỉ có một con đường chết, các ngươi bây giờ có thể lựa chọn thối lui ra, nhưng vẫn quy củ cũ, phải cầm thu lấy chỗ tốt, toàn bộ phun ra. Phong sứ giả lớn tiếng nói, đám người võ giả đều là sợ hãi, nhưng không thể làm gì, cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp nhận khảo nghiệm. Tất cả võ giả, rút binh khí ra, sử dụng pháp bảo, linh khí vận chuyển, để phòng hung thú tập kích. Diệp Thần, Diệp Lâm Uyên, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Trương Thanh Vũ các người, ngược lại là không có nhiều ít khẩn trương. Bởi vì những thú dữ này tuy có thể sợ, nhưng còn không đả thương được bọn họ. Cũng dựa vào tới đây, tiết kiệm thể lực, không muốn lãng phí. Diệp Thần hướng võ giao bốn nữ vẫy tay, bước chân đạp một cái, liền gọi ra luân hồi thiên quốc, ở thân thuyền trên mở ra mở một cái thế giới luân hồi. Oanh, oanh, oanh. Đây là, trong biển khơi, từng đạo cột nước vọt lên, nước hoa bạo nứt ra, tất cả hung thú, từ dưới đáy biển lao ra, dương nanh múa vuốt, lớn tiếng gào thét, hướng trên thuyền võ giả, phát động công kích. Thậm chí có không thiếu hung thú, trực tiếp vọt tới trên thuyền, muốn đại khai sát giới. Diệp Thần cùng võ giao bốn nữ, ở luân hồi thiên quốc bên trong, thản nhiên tự tại, im lặng nhìn chung quanh chém giết cảnh tượng. Những thú dữ kia, vô luận như thế nào tàn phá, đều không cách nào đột phá luân hồi thiên quốc phòng ngự. Ở một phiến máu tanh trong thế giới, Diệp Thần luân hồi thiên quốc, phảng phất là vô cùng vui thiên đường, không nhiễm tiêm trần. Chung quanh các võ giả, chính là thảm thiết cùng hung thú đánh giết, không ít người bị thương chết đi. Những thú dữ kia, cũng có không thiếu bị giết chết, nhưng không có thi thể lưu lại, tất cả hung thú chết sau đó, liền hóa thành lưu quang tiêu tán. Những thú dữ này, trên thực tế là ảo tưởng tạo vật, đến từ ẩn đảo đảo chủ, ẩn thánh ảo tưởng, cho dù chết đi, cũng sẽ không có thi thể lưu lại, chỉ sẽ lần nữa quy về ảo tưởng. Mà mới hung thú, lại sẽ làm lại trong ảo tưởng sản sinh ra tới, đơn giản là vô cùng vô tận. Ngay trước mắt, ít nhất có mấy chục cái võ giả, chết ở những thứ này ảo tưởng hung thú nanh vuốt hạ. Luân hồi chi chủ, cứu mạng. Ta nguyện quy thuận luân hồi, cầu luân hồi chi chủ che chở. Rất nhiều võ giả cũng sợ hãi, thấy thiên đường ở giữa Diệp Thần, giống như là thấy được thần chí cao minh, rối rít hướng thiên đường chạy tới, hy vọng có thể đạt được che chở. Diệp Thần ở trên trời quốc chi bên trong, thân thể kim quang nhô lên, tiên khí muôn vàn, cho dù ngoại giới máu tươi giết hại như thế nào thảm thiết, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Những thứ này ảo tưởng hung thú, còn không tư cách thương tổn tới hắn. Thấy rất nhiều võ giả vọt tới, muốn tìm kiếm che chở, Diệp Thần khẽ cau mày, ở trên trời nước biên giới bảy cấm pháp, cấm tuyệt hết thảy người đến gần. Tất cả đến gần thiên đường người, đều bị vô tình văng ra. Diệp Thần ca ca, bọn họ thật đáng thương à. Võ giao tại tim không đành lòng, nói. Không nên tùy tiện dính nhân quả. Diệp Thần bình tĩnh nói. Được rồi. Võ giao có chút không biết làm sao, nhưng nghe vẫn là từ Diệp Thần mà nói, không có làm ra bất kỳ đại phát thiện tâm cử động, yên lặng cúi đầu. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết bên kia, chính là mượn băng vân cổ đèn, chế tạo ra một cái băng tuyết lãnh vực, cũng là ung dung chặn lại hung thú tập kích.
Diệp Lâm Uyên một cánh tay đón gió đứng, không gặp hắn chút nào phòng ngự, nhưng hắn trên người tán phát ra chính xác tiên đế hơi thở, nhưng để cho tất cả hung thú, cũng không dám xúc phạm. Còn có kiếm môn trưởng giáo Trương Thanh Vũ, sử dụng một giọt nước mắt hình dáng đen nhánh giọt nước, ma khí nhô lên, huyễn hóa ra một cái thiên ma lãnh vực. Đen nhánh kia giọt nước, hiển nhiên là thiên ma tinh hải năng lượng biến thành, cực kỳ khủng bố. Nơi biến thành thiên ma lãnh vực, có thể chế bay lên trời ma quái vật. Có hung thú tập kích qua tới, Trương Thanh Vũ lập tức thúc giục lãnh vực, chế sinh ra thiên ma, cùng hung thú đối kháng, tự thân không chịu tổn thương chút nào. Diệp Thần gật đầu một cái, xem ra cái này đạo thứ nhất khảo nghiệm, hắn và Diệp Lâm Uyên, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Trương Thanh Vũ các người, đều có thể ung dung thông qua. Hu hu hu. Bỗng nhiên, trên trời sương mù dày đặc bên trong, nếp sống lưu chuyển, không gian vặn vẹo, một tôn hình người bóng người, xuất hiện ở trên trời. Vậy tôn hình người bóng người, cũng không phải là người sống, mà là một đạo chiến khôi, cả người da tràn ngập lạnh lùng kim loại ánh sáng màu, con người trống rỗng, không có một chút người sống cảm tình. Chiến khôi xuất hiện, nhất thời làm được chung quanh không gian, cũng xuất hiện hàng loạt vặn vẹo thay đổi. Từng tầng một không gian vặn vẹo dưới, lại hiển hóa ra vô số vũ trụ thế giới, ở đó chiến khôi sau lưng lững lờ, trời trăng sao lưu chuyển, lộ vẻ được đặc biệt nguy nga. Diệp Thần, Diệp Lâm Uyên, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Trương Thanh Vũ đám người ánh mắt, nhìn về phía đầu kia chiến khôi, nhất thời rét một cái. Bởi vì bọn họ đều cảm giác được, đầu này chiến khôi hơi thở, cực kỳ mạnh mẽ, so những thứ khác hung thú, cường đại hơn rất nhiều, thậm chí lộ ra một cổ không không uy nghiêm. Ở chiến khôi sau khi xuất hiện, tất cả hung thú, đều là ngưng công kích, toàn bộ ẩn núp nhập đáy biển bên trong đi. Thân thuyền trên, một cái cổ thi thể nằm lê lết, ít nhất có 200 cái võ giả, bị hung thú giết chết, còn có rất nhiều người bị thương rên rỉ. Chiến khôi trôi lơ lửng ở trên trời, nhưng là để cho tất cả mọi người cảm thấy nguy hiểm. Đây cũng là khảo nghiệm một phần chia sao. Có người lớn tiếng hỏi. Đúng vậy. Phong sứ giả gật đầu. Oanh! Hắn vừa dứt lời, vậy chiến khôi liền từ bầu trời bên trong, bạo giết xuống, lạnh lùng quả đấm, không có chút nào xinh đẹp, lại hướng Diệp Thần thân thể đánh tới. Diệp Thần thiên đường phòng ngự, cũng khó mà ngăn trở một quyền này đánh. Đây là... Diệp Thần lấy làm kinh hãi, cũng là vung ra một quyền, thần tượng băng thiên, hung hăng cùng vậy chiến khôi quả đấm, đụng vào nhau. Hai quả đấm va chạm, nhất thời kích thích làn sóng kinh thiên. Chiến khôi trống rỗng trong mắt, nhưng tựa như mang vĩnh hằng sát ý, tiếp tục vung động quả đấm, mãnh công Diệp Thần. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, cùng vậy chiến khôi thành khẩn va chạm, từ trên thuyền đánh tới trên trời. Cái này chiến khôi, là tử thần giáo đoàn hộ pháp. Diệp Thần liếc mắt liếc về hướng phong sứ giả, hỏi. Hắn từ nơi này chiến khôi trên mình, bắt được tử thần giáo đoàn hơi thở. Phong sứ giả cười một tiếng, nói, luân hồi chi chủ, quả nhiên thật là tinh mắt, cái này chiến khôi khi còn sống, nhưng thật ra là tử thần giáo đoàn ghế thứ 8 hộ pháp, biệt hiệu là không, tên là không thiên tôn, là loạn thiên tôn sư đệ. Không thiên tôn. Diệp Thần trong mắt hơi co lại, thiên cơ thấy rõ dưới. Hắn liền cảm thấy phong sứ giả nói không ngoa. Cái này không thiên tôn, người cũng như tên, nắm giữ cực hạn không gian bí pháp, đối không gian thuật vận dụng, có chỗ độc đáo. Cái này không thiên tôn, nửa tháng trước từng hạ xuống ẩn đảo, muốn uy bách nhà ta đảo chủ đầu thuận, bị nhà ta đảo chủ giết chết, luyện thành con rối. Phong sứ giả nói. Diệp Thần vừa nghe trước phong sứ giả mà nói, một bên cùng chiến khôi không thiên tôn tướng chiến. Cái này không thiên tôn thành khẩn nổ, lại hàm chứa không gian chi lực, mỗi một quyền đánh ra, cũng giống như mang một cái vũ trụ thế giới uy áp, đánh phía Diệp Thần. Diệp Thần áp lực to lớn, cái này không thiên tôn cường hãn, vậy để cho hắn cảm thấy nguy hiểm. Đến đây, tử thần giáo đoàn hạ 6 tiệc hộ pháp, Diệp Thần đã toàn bộ kiến thức qua, theo thứ tự là Loạn, Không, Vô Diện Nhân, Bạo Quân, Mộc Ngẫu, Tu La. Ở nơi này hạ 6 tiệc hộ pháp bên trong, cái này không thiên tôn, có thể nói là Diệp Thần gặp qua cường đại nhất tồn tại, so với Vô Diện Nhân, Loạn Thiên Tôn, đều mạnh hơn. Loạn Thiên Tôn là hỗn loạn thuật pháp quỷ dị, tự thân võ đạo ngược lại là bình thường. Nhưng cái này cái không thiên tôn, nhưng là thành khẩn nổ tung, uy thế kinh khủng, đã đến gần tiên đế. Kinh khủng như vậy tồn tại,
lấy Diệp Thần trước mắt tu vi, muốn đối kháng, dĩ nhiên là đặc biệt cố hết sức. Tại sao cái này không thiên tôn, chỉ công kích ta? Diệp Thần cắn răng, liên tục quả đấm đụng nhau dưới, lấy hắn thân xác cường độ, lại cũng cảm nhận được một chút đau đớn, chỉ có thể lui về phía sau né tránh. Không thiên tôn truy kích lên, từng quyền đánh giết, hoàn toàn không có thả qua Diệp Thần ý. Phong sứ giả và Vân sứ giả nhìn nhau, thấp giọng nghị luận đôi câu. Rồi sau đó, Phong sứ giả nói, có thể là bởi vì ngươi giết chết Loạn Thiên Tôn, cho nên cái này không thiên tôn, trong lòng để lại cừu hận, vừa nhìn thấy ngươi, liền muốn giết ngươi trả thù. Diệp Thần nói, Loạn Thiên Tôn bị Hoàn Mỹ Đại Thánh mang đi, ta lúc nào giết hắn. Phong sứ giả cười hắc hắc, nói, Loạn Thiên Tôn bị mang về Tử Thần giáo đoàn, người đoán ma nữ sẽ không bỏ qua hắn. Hắn cuối cùng là bởi vì ngươi mà chết. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, mới biết Loạn Thiên Tôn lúc đầu đã chết. Sổ nợ này, lại bị coi là đến hắn trên đầu tới. Muốn ta một người đối chiến không thiên tôn, cái này không công bình. Diệp Thần trong mắt lướt qua một chút hàn mang, vốn là khảo nghiệm quy củ, là tất cả võ giả chung nhau đối mặt. Không thiên tôn tuy mạnh lớn, thậm chí đã đến gần tiên đế, nhưng tất cả võ giả, bao gồm Diệp Thần, Diệp Lâm Uyên, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết đám người ở bên trong, cùng nhau đối mặt mà nói, vấn đề cũng không lớn. Nhưng hiện tại, muốn Diệp Thần một thân một mình đối mặt, vậy áp lực quá lớn. Hắn thậm chí có bị đánh chết nguy hiểm. Diệp Lâm Uyên, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Trương Thanh Vũ các người thấy vậy, ngẩn người sau đó, đều lộ ra mịt mờ nụ cười. Không thiên tôn uy thế như vậy khủng bố, nếu như bọn họ đơn độc đối mặt nói, chỉ sợ cũng muốn nguy hiểm. Hiện tại Diệp Thần một mình khổ chiến, bọn họ cũng vui vẻ gặp hắn hỏa. Lại nghĩ tới vậy ẩn đảo đảo chủ ẩn thánh, lại có thể giết chết không thiên tôn, thậm chí đem luyện chế thành con rối, đám người trong lòng lại là dè chừng và sợ hãi chấn động phố. Diệp Thần ca ca, ta tới giúp ngươi. Võ Giao mắt xem Diệp Thần gặp nguy hiểm, nhất thời nóng nảy, phi thân vọt tới bầu trời, muốn trợ chiến. Diệp Lạc Nhi, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh ba phụ nữ, cũng là muốn đi lên trợ chiến. Nhưng, vậy không thiên tôn trong mắt lạnh như băng, hàn mang chớp mắt, vung tay lên, thiên địa không gian quy luật nổ, lại có thể rất miễn cưỡng triển khai một cái không gian lãnh vực. Ở nơi này không gian lãnh vực bên trong, chỉ có hắn và Diệp Thần tồn tại, ngoại nhân không cách nào đến gần. Võ Giao bốn nữ tới gần một chút đi lên, lập tức gặp đến không gian chi lực bài xích, thiếu chút nữa bị đánh bay ra ngoài. Ai yêu? Võ Giao một tiếng gọi, liền cảm thấy vậy không thiên tôn không gian thủ đoạn, dị thường lợi hại quỷ bí, mở ra không gian lãnh vực, cũng là tựa như thật như ảo, lóe lên vũ trụ tinh không đen nhánh thâm thúy, làm người ta không đoán được. Nàng muốn phá vỡ không gian, đi vào giúp Diệp Thần mà nói, chí ít cũng cần hao phí nửa canh giờ thời gian. Cái này thời gian, sợ rằng đủ để cho vậy không thiên tôn, đem Diệp Thần đánh chết. Cơ hội. Diệp Thần ánh mắt nhưng là run lên. Ở trên không thiên tôn mở không gian lĩnh vực ngay tức thì, hắn bắt được hơi thở đối phương xuất hiện chập chờn, lập tức một trưởng bạo giết ra. Vũ cực thiên trưởng, võ cực đạo thư phù văn, ở Diệp Thần lòng bàn tay trên lóe lên. Hắn một trưởng này, hàm chứa võ cực đạo thư khí thế kinh khủng, võ cực thiên hạ, uy chấn bát hoang. Phịch đích một tiếng, Diệp Thần vũ cực thiên trưởng, hung hăng đánh vào không thiên tôn trên ngực, phát ra vang lớn động trời. Không thiên tôn thân thể bị đánh được rơi xuống, nhưng cũng không có rơi ra không gian lãnh vực. Cái này mảnh không gian lãnh vực, nhìn như chỉ có mấy trượng chu vi, nhưng trong thực tế giống như một vũ trụ vậy thật lớn. Không thiên tôn cũng không có rơi ra đi, chỉ là ngực xuất hiện một chút kẽ hở. Lại có thể gây tổn thương cho đến đảo chủ đại nhân luyện chế chiến khôi, thằng nhóc này quả nhiên không đơn giản. Phong sứ giả thấy một màn này, hơi có chút ngạc nhiên nói. Ha ha, nhưng hắn bị không thiên tôn để mắt tới, chỉ sợ vậy trốn không thoát. Vân sứ giả sờ một cái râu, nói. Chỉ để cho hắn một mình đối chiến, có phải hay không xác thực không công bình? Phong sứ giả lại nói. Đạo chủ nếu cầm không thiên tôn thả ra, vậy cũng có thể là cố ý khảo nghiệm, không cần chúng ta bận tâm. Vân sứ giả nói. Phong sứ giả gật đầu, liền lại nữa lời nói, ánh mắt nhìn phía bầu trời. Bầu trời bên trong, vậy mảnh không gian lãnh vực, đen nhánh thâm thúy, trời trăng sao lững lờ, lộ vẻ được đặc biệt nguy nga. Trên thuyền các võ giả,
thấy Diệp Thần bị giam ở trong đó, độc chiến không thiên tôn, không ít người đều lộ ra thần sắc giễu cợt. Đáng đời cái này luân hồi chi chủ, mới vừa không chịu tiếp nhận chúng ta, hiện tại hắn gặp báo ứng. Ha ha, nếu là hắn bị một đầu chiến khôi giết chết, vậy thì có trò hay để nhìn. Diệp Thần nghe phía dưới tiếng cười nhạo, thần sắc hờ hững, cũng không có gì quan tâm, sự chú ý hoàn toàn tập trung ở không thiên tôn trên mình. Không nghi ngờ chút nào, cái này không thiên tôn, cực kỳ mạnh mẽ. Bị luyện chế thành con rối sau đó, thân xác lại là kiên cố đến đáng sợ. Toàn thể thực lực, đã đến chính xác tiên đế đỉnh cấp, cùng chân chính tiên đế so sánh, vậy không kém bao nhiêu. Diệp Thần một thân một mình, muốn độc chiến không thiên tôn, không thể nghi ngờ là khó khăn. Hắn ánh mắt nhìn về không gian lãnh vực ra, Võ Giao, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Diệp Lạc Nhi bốn nữ, cũng đang khẩn trương nhìn hắn, muốn tới gần lại không cách nào đến gần. Nếu như Diệp Thần có thể đi ra ngoài, cùng Võ Giao bốn nữ liên hiệp, tất có thể áp chế không thiên tôn. Oanh! Không thiên tôn tựa hồ cảm thấy được Diệp Thần tâm tư, cũng không có định cho hắn bất kỳ cơ hội. Liền gặp không thiên tôn cách không một quyền, Diệp Thần quanh thân không gian, lại có thể ở trong nháy mắt, toàn bộ bị đánh được nổ. Không gian nổ sau đó, chính là kịch liệt than xúc. Người cần không gian sống sót, nếu như không có bất kỳ không gian, người cũng sẽ bị sống sờ sờ đè chết. Giờ phút này, không thiên tôn đem Diệp Thần quanh thân không gian, toàn bộ đánh bể. Diệp Thần chỗ đứng không gian, lập tức cũng chưa có. Hắn nhất thời cảm giác được, từng cổ một mãnh liệt đè ép lực lượng, phải đem mình sống sờ sờ đè chết, đè ép thành một cái khái niệm lên điểm. Nguyện vọng thiên tinh, lên. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần gọi ra nguyện vọng thiên tinh, rất miễn cưỡng mở ra một cái ngôi sao thế giới, để cho tự thân có hoạt động không gian. Bất quá hắn cái này cái ngôi sao thế giới, cũng là bị không thiên tôn không gian lãnh vực bao phủ, cũng không thể thoát khỏi đi ra ngoài. Nguyện vọng thiên tinh lóe lên, trôi lơ lửng ở nơi này mảnh không gian lãnh vực bầu trời, ánh sáng không ngừng chiếu sáng, nhưng không cách nào xuyên thấu lĩnh vực hạn chế. Cái này mảnh không gian lãnh vực, liền ánh sáng cũng có thể ngăn trở. Oanh! Không thiên tôn ra lại một quyền, thẳng đánh phía Diệp Thần nguyện vọng thiên tinh, lại là muốn đem ngôi sao này vậy đánh bể hết. Diệp Thần ra đầu tê dại, nguy hiểm lại càng nguy hiểm, né tránh không thiên tôn nhất kích. Lòng hắn muốn, cái này không thiên tôn chính là một cái không biết mệt mỏi sát hại máy móc, mình tái chiến tiếp, thua hẳn phải chết, thắng vô ích, nhất định phải mau sớm cởi chiến. Vũ cực núi cao, thiết ngai vàng, phá cho ta. Diệp Thần cơ biến cực nhanh, lập tức sử dụng một trang võ cực đạo thư cùng thiết ngai vàng, cùng nguyện vọng thiên tinh dung hợp. Vù vù. Võ cực đạo thư hóa thành to lớn núi cao, chấn rơi vào nguyện vọng thiên tinh bên trên. Nguyên viên nguyện vọng thiên tinh, lập tức đổi được vô cùng nặng nề. Ngay sau đó, thiết ngai vàng năng lượng, cũng là toàn bộ phun ra, để cho được nguyên viên nguyện vọng thiên tinh, hóa thành một viên đại thiết cầu. Ở võ cực đạo thư và thiết ngai vàng ra chỉ xuống, nguyện vọng thiên tinh sức nặng, đổi được vô cùng khủng bố đến thế giới hiện thật không gian, đều khó chứa. Rắc rắc sát. Không thiên tôn nơi diễn hóa ra không gian lãnh vực, cũng là không chịu nổi gánh nặng, xuất hiện bể tiếng vang. Nguyện vọng thiên tinh đi xuống đè xuống, cái này mảnh không gian lãnh vực, vậy thì không cách nào chịu đựng kinh khủng như vậy sức nặng, bị rất miễn cưỡng đập mặc một cái lỗ thủng. Tốt cơ hội. Diệp Thần cắn răng, thân thể chớp mắt, ở thu hồi nguyện vọng thiên tinh đồng thời, vậy nhanh chóng dọc theo cái này cái lỗ thủng, đi bên ngoài bay đi. Nặng nề như vậy dưới trạng thái nguyện vọng thiên tinh, liền Diệp Thần đều có điểm khó mà chấp trưởng, chỉ có thể là ngắn ngủi sử dụng. Hắn thân thể dọc theo vậy lỗ thủng, đi bên ngoài bay ra. Không thiên tôn thấy vậy, trong mắt lướt qua một chút lạnh lùng, bóp một cái thủ quyết. Nhất thời, Diệp Thần cảm thấy lỗ thủng bốn phương, hư không chảy loạn nổ, hóa thành vô số đao kiếm loạn nhận, hung hăng hướng hắn chém chết tới. Còn có một cổ kinh khủng không gian lực bài xích, không ngừng đi hắn tạng phủ đè ép đi. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, hắn sớm có chuẩn bị, trong cơ thể nham thần máu cháy, hóa ra một cái hộ thuẫn. Nhưng, chung quanh không gian loạn nhận, còn có kinh khủng kia không gian lực bài xích, so hắn tưởng tượng, còn muốn mãnh liệt rất nhiều. Ở đó không gian loạn nhận chém chết hạ, Diệp Thần hộ thuẫn tan vỡ, thân thể bị chém cắt ra không thiếu vết thương. Vậy cổ cường đại không gian lực bài xích,
lại là giống như một quả lựu đạn, hung hăng đánh vào hắn trên thân thể, phịch đích một tiếng, liền đem hắn đánh vào trong nước biển, tạng phủ một hồi kịch liệt chấn động đau. Diệp Thần ca ca. Võ Giao thấy Diệp Thần rơi xuống biển khơi, vừa kinh lại vui, liền muốn đi xuống cứu người. Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Diệp Lạc Nhi ba phụ nữ, cũng là nóng nảy, muốn đi hỗ trợ. Nhưng, lúc này, Không Thiên Tôn giấu tay động một cái, không gian lãnh vực bỗng nhiên khuếch trương, đem Võ Giao bốn nữ, toàn bộ bao phủ đi vào. Cái đó bị Diệp Thần đập đi ra ngoài lỗ thủng, cũng là trực tiếp tu bổ. Võ Giao muốn xông lên đi xuống cứu người, nhưng trực tiếp đụng ở một tầng không gian tinh bích cột lên mặt. Thả ta đi ra ngoài. Võ Giao giận dữ, phẫn hận nhìn chằm chằm Không Thiên Tôn, trong tay sử dụng chân trời trọng kiếm, một cổ xưa võ đạo ý niệm, từ trên người nàng nổ lên. Không Thiên Tôn thực lực, coi như là chính xác tiên đế đỉnh cấp. Mà Võ Giao, là chân chánh tiên đế, tuy thực lực không thể hoàn toàn phát huy, nhưng nếu quả thật muốn bùng nổ nói, nàng đủ để nghiền ép Không Thiên Tôn. Bất quá, cái này cần thời gian. Thiên thuyền bên trên, Diệp Lâm Uyên và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, thấy Diệp Thần bị thương rớt xuống biển, Võ Giao lại tạm thời bị kẹt, hai người nhìn nhau, trong mắt đều là lướt qua ý định giết người. Đây là chu diệt luân hồi tuyệt hảo cơ hội. Ngàn băng lạc tuyết, đóng băng vạn dặm. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thúc giục băng vân cổ đèn, cuồng bạo băng tuyết hơi thở nổ, ngàn vạn dặm vùng biển, nhất thời bay lên tuyết trắng mịt mùng, một phiến phiến hoa tuyết rơi xuống, đem Diệp Thần chỗ ở vậy cái hải vực, hoàn toàn đóng băng ở. Diệp Lâm Uyên một mắt tới giữa, liền thấy băng trong biển, bị đóng băng Diệp Thần. Thằng nhóc, thuộc về ta luân hồi huyết mạch, nên trả cho ta. Phượng Vũ Cửu Thiên. Diệp Lâm Uyên trong mắt ý định giết người nổ tung, cụt một tay một kiếm vung ra, lại là thi triển ra Trảm Thiên Cửu Kiếm cuối cùng một kiếm, Phượng Vũ Cửu Thiên. Một chiêu này Phượng Vũ Cửu Thiên, đại biểu luân hồi huyết mạch ác liệt uy nghiêm, hắn không có luân hồi huyết mạch, lại có thể vậy lĩnh ngộ thành công. Diệp Thần bị đóng băng, cả người nhúc nhích không được, thấy Diệp Lâm Uyên khua kiếm đánh tới, cũng là lấy làm kinh hãi. Xem ra Diệp Lâm Uyên, đối luân hồi huyết mạch, thật sự là quá khát vọng. Hắn nóng rực tâm niệm, thậm chí xúc động trong chỗ u minh quy luật, để cho hắn lĩnh ngộ Trảm Thiên Cửu Kiếm cuối cùng một kiếm. Chỉ gặp màu vàng kim kiếm khí, phóng lên cao, hóa thành phượng hoàng, múa chín tầng trời, chiếu sáng thiên địa, xua tan hết thảy sương mù dày đặc. Diệp Lâm Uyên chính xác tiên đế linh khí, toàn bộ bộc phát ra, một kiếm này ác liệt sắc bén, như muốn chảm thiên diệt, phá sát tinh không, đơn giản là không cách nào hình dung huy hoàng. Toàn trường tất cả người, trong mắt cũng chiếu ngược Diệp Lâm Uyên một kiếm này khí thế. Không tốt, Diệp Thần tim cũng là co rút nhanh, hắn bị đóng băng dưới, đối mặt Diệp Lâm Uyên một kiếm kinh khủng như vậy, chỉ sợ khó mà ngăn cản, không chết cũng phải trọng thương. Cái này Diệp Lâm Uyên, không hổ là gần gũi nhất luân hồi người. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thấy Diệp Lâm Uyên như vậy động trời một kiếm, cũng là lẩm bẩm nói nhỏ, nghĩ thầm cùng Diệp Thần sau khi chết, phải mau sớm ra tay cướp đoạt luân hồi huyết mạch, tuyệt không thể để cho Diệp Lâm Uyên nuốt một mình. Diệp Thần mắt xem Diệp Lâm Uyên Trảm Thiên Cửu Kiếm giết tới, ánh mắt trợn to, luân hồi huyết mạch cháy, liền chuẩn bị liều chết phản kích. Vù vù. Lúc này, luân hồi mộ địa nhưng chấn động đứng lên. Luân hồi đại năng Vĩnh Dạ Ma Thần, bỗng nhiên từ nghĩa địa bên trong lao ra. Hắn thần hồn thân thể, lại là trực tiếp ngăn trở Diệp Thần trước mặt, ngăn cản Diệp Lâm Uyên kinh khủng một kiếm. Còn sống, gặp lại sau. Vĩnh Dạ Ma Thần quay đầu nhìn Diệp Thần một mắt, triển lộ ra một cái nụ cười. Oanh! Sau đó, hắn thần hồn thân thể, bị Diệp Lâm Uyên kinh thiên kiếm khí bao phủ, hoàn toàn tiêu tán vô hình. Thật ra thì nếu như là vậy tỉ thí, Vĩnh Dạ Ma Thần cũng không sợ Diệp Lâm Uyên. Nhưng Diệp Lâm Uyên một kiếm này, là Trảm Thiên Cửu Kiếm, đại biểu luân hồi nhất kiếm khí bén nhọn sát phạt. Xuất thân luân hồi mộ địa Vĩnh Dạ Ma Thần, bị một kiếm này gắt gao khắc chế, căn bản không có bất kỳ phản kháng có thể. Hắn chỉ có thể tự mình hy sinh thần hồn, là Diệp Thần đỡ kiếm. Tiền bối. Diệp Thần thấy Vĩnh Dạ Ma Thần thần hồn tiêu tán, vành mắt hết sức nứt ra, quát to một tiếng. Diệp Lâm Uyên một kiếm bị ngăn trở, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cùng kiếm môn trưởng giáo Trương Thanh Vũ, còn có Phong Vân Nhị Sứ, trên thuyền rất nhiều võ giả, thấy một màn này, cũng là kinh hô lên. Diệp Lâm Uyên, ta muốn ngươi chết.
ta mới là luân hồi chi chủ, ngươi còn chưa xứng. Diệp Thần giận dữ, con ngươi ngọn lửa cháy, đạo linh lửa đột nhiên bùng nổ. Oanh! Cuồng bạo đạo linh lửa, trực tiếp để cho được chung quanh đóng băng, toàn bộ bể tan tành. Diệp Thần thân hình, từ đóng băng trong nước biển sông lên bay ra ngoài. Nóng rực đạo linh lửa, vờn quanh hắn toàn thân, hơi nước suy suy bốc hơi. Diệp Thần giận phát ngất trời, bước ra một bước, luân hồi thiên quốc nổ lên, trong tay sử dụng luân hồi thiên kiếm, huyết mạch cháy dưới, kiếm khí sắc bén khủng bố, chảm phá hư không, thẳng giết Diệp Lâm Uyên. Phượng Vũ Cửu Thiên. Một kiếm này, cũng là chảm thiên cửu kiếm trình độ cao nhất, Phượng Vũ Cửu Thiên. Sáng chói màu vàng phượng hoàng, hòa lẫn đạo linh lửa uy nghiêm, từ Diệp Thần trên thân kiếm biểu chém ra, thì phải một kiếm giết chết Diệp Lâm Uyên. Diệp Lâm Uyên bộ dạng sợ hãi, chỉ cảm thấy Diệp Thần kiếm khí cuồng bạo, liền hắn cái này chính xác tiên đế, đều có chút khó mà chống đỡ. Chú ý! Ngay vào lúc này, kiếm môn trưởng giáo Trương Thanh Vũ, bạo như vậy lao ra, chán ma đạo dấu vết lóe lên, bàn tay vung lên, hào hùng thiên ma hơi thở dâng trào ra. Cái này cổ thiên ma hơi thở, lại có thể mang theo thiên ma tinh hải khủng bố uy nghiêm, hung hăng hướng Diệp Thần dưới chân luân hồi thiên quốc, ăn mòn đi. Trương Thanh Vũ cũng không có trực tiếp phân giải Diệp Thần kiếm thế, cái này Phượng Vũ Cửu Thiên một kiếm, thật là quá mãnh liệt, liền hắn cũng không dám chống lại. Hắn là giải quyết tận gốc, ăn mòn Diệp Thần dưới chân thiên đường, tiến tới làm tan rã Diệp Thần kiếm thế. Quả nhiên, Diệp Thần dưới chân luân hồi thiên quốc, gặp phải thiên ma hơi thở ăn mòn, khí thế bữa suy, trong tay hắn thiên kiếm, kiếm thế cũng là ngay tức thì bị suy yếu. Trương Thanh Vũ thừa dịp này cơ hội, mang Diệp Lâm Uyên lui về phía sau. Xấu hổ! Diệp Lâm Uyên không có giết chết Diệp Thần, ngược lại thiếu chút nữa bị giết ngược, cuối cùng phải bị Trương Thanh Vũ cứu, không khỏi được uyển chuyển than thở, trong mắt ý chí chiến đấu dập tắt rất nhiều. Đừng hoảng hốt, ta và kiếm môn, cũng sẽ đứng ở ngươi bên này. Tuy nói chúng ta tới giữa, có tranh đấu, nhưng hôm nay, luân hồi chính là địch nhân lớn nhất. Phấn khởi, chu diệt luân hồi, chỉ có thể dựa vào ngươi. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết đi tới Diệp Lâm Uyên bên người, nói. Diệp Thần là đại khí vận người, nàng và Diệp Lâm Uyên, Trương Thanh Vũ ba người bên trong, chỉ có Diệp Lâm Uyên, mới có khả năng lớn nhất, chu diệt Diệp Thần. Dẫu sao, Diệp Lâm Uyên là đã từng, gần gũi nhất luân hồi người. Hắn có lần nữa đoạt lại hết thảy có thể. Lập tức, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết và Trương Thanh Vũ, đặc biệt ăn ý, mỗi bên ra một trường, để ở Diệp Lâm Uyên sau lưng, đem tự thân linh khí đưa qua. Oanh! Diệp Lâm Uyên đạt được hai người này linh khí chuyển vận, nhất thời tinh thần phấn chấn, thần thái sáng láng, thậm chí vậy gãy mất cánh tay trái, đều có lần nữa mọc ra từ dấu hiệu. Mà Vũ Hoàng Ngạo Tuyết và Trương Thanh Vũ sắc mặt, cũng là hơi trắng bệch. Bọn họ không chỉ là chuyển vận linh khí, liền tự thân máu tươi năng lượng, cũng bơm vào đến Diệp Lâm Uyên trong cơ thể. Vậy thua thiệt được Diệp Lâm Uyên huyết mạch đặc thù, đến gần nhất luân hồi, có lòng rộng rãi, mới có thể hoàn toàn tiếp nhận tiêu hóa bọn họ dẫn nước. Được, hôm nay liền do ta chu diệt luân hồi. Cùng giết chết vậy tiểu tử sau đó, luân hồi huyết mạch quay về ta, còn như những thứ khác luân hồi pháp bảo binh khí, các ngươi chia là được. Diệp Lâm Uyên trong mắt bên trong, lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu, thân thể hưu đích một tiếng, hướng Diệp Thần cuồng xông lên đi. Hắn một đường cuồng xông lên, mặt biển dưới chân, chính là một đường đóng băng. Hắn đạt được Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trợ lực, trong giơ tay nhấc chân, đều có cuồng bạo băng tuyết uy nghiêm nổ. Thiết huyết thương khung, phá cho ta. Diệp Lâm Uyên một kiếm chém điên cuồng, nhưng là sử xuất hồng hoang tám cấm bên trong thiết huyết thương khung. Thoáng chốc tới giữa, thiết huyết khói lửa khủng bố khí tượng, ở hắn trên thân kiếm lững lờ. Vậy khí tượng bên trong, thậm chí mang có vô số thiên ma sát phạt hơi thở. Đó là Trương Thanh Vũ truyền cho hắn hơi thở, xuất xứ từ chí cao tới vĩ thiên ma tinh hải. Diệp Thần thấy Diệp Lâm Uyên một kiếm này, cũng là cảm thấy to lớn áp lực. Giờ khắc này, hắn phải đối mặt, cũng không phải là Diệp Lâm Uyên một người. Sau lưng. Còn có Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cùng Trương Thanh Vũ. Diệp Thần ca ca. Trên bầu trời võ giao, thấy Diệp Thần nguy hiểm, cũng là tức giận nóng nảy, chân trời trọng kiếm chém điên cuồng, phịch đích một tiếng, rốt cục thì đem chung quanh không gian lãnh vực, toàn bộ chém bể. Thậm chí, nàng vậy cuồng bạo cổ võ kiếm khí, oanh chém ở trên không thiên tôn trên thân thể.
Không Thiên Tôn thân thể, liền trực tiếp bị chém xuống, hung hăng rơi xuống nhập trong nước biển. Vị này chính là Võ Giao tiểu thư sao? Thật là hung mãnh à! Nàng đã thừa kế Cựu Nhật chi chủ toàn bộ tu vi, tấn vị tiên đế. Làm sao giữa thiên hạ kinh tài tuyệt diễm cô gái, người người đều thích luân hồi chi chủ. Thân thuyền trên, rất nhiều võ giả thấy Võ Giao mạnh mẽ dáng người, một hồi khen ngợi, đối Diệp Thần lại lần nữa liền hâm mộ đố kỵ. Võ Giao đánh rơi Không Thiên Tôn, thoát khốn ra, liền muốn đi giúp Diệp Thần, nhưng một hơi nhưng vận lên không được, thiếu chút nữa muốn rơi xuống. Nàng tuy đánh rơi Không Thiên Tôn, nhưng tự thân tiêu hao cũng là to lớn. Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Diệp Lạc Nhi ba phụ nữ, mới vừa thoát khốn, hơi thở không thuận, cũng không cách nào lập tức đến giúp Diệp Thần. Diệp Thần ánh mắt rét lạnh, mắt gặp Diệp Lâm Uyên một kiếm này như vậy tàn bạo, còn hội tụ Vũ Hoàng Ngạo Tuyết và Trương Thanh Vũ Thần Uy, hắn tự nhiên vậy không dám khinh thường, luân hồi thiên kiếm ánh sáng tách thả ra tới cực điểm, liền chuẩn bị mở long đằng mệnh tinh, quyết sanh tử một cái. Rắc rắc sát. Nhưng vừa lúc đó, chín tầng trời trên bầu trời, truyền tới một hồi thanh âm vang dội. Hình như là bánh răng xe chuyển động thanh âm. Là vận mạng bánh răng xe, bắt đầu chuyển động. Vận mạng sông dài, vĩnh hằng lưu chuyển. Số mệnh uy nghiêm, mãi mãi lớn lên ở. Ta là vận mệnh chủ, chấp trưởng nhân quả đỉnh. Một hồi tiếng ngâm sướng, từ trên chín tầng trời truyền xuống. Chỉ gặp bầu trời ngọn lửa gầm thét, chu tước bay lượn. Một đạo trong trẻo lạnh lùng uy nghiêm bóng người, ở từng cái chu tước vây quanh, chậm rãi từ trên trời hạ xuống. Đó lại là Kỷ Tư Thanh. Thời khắc này Kỷ Tư Thanh, giống như là chấp trưởng vận mạng thần minh. Huyền Cơ Nguyệt chết sau đó, vận mạng quy luật, liền chuyển tới nàng trên mình. So với Huyền Cơ Nguyệt, Kỷ Tư Thanh đối vận mệnh phép tắc nắm trong tay, càng đi sâu vào mạnh mẽ. Quanh thân của nàng, còn quấn vận mạng sông dài. Sau lưng của nàng, lóe lên màu tím số mệnh vòng sáng. Người bất kỳ thấy nàng, đều có loại ngửa mặt trông lên vận mệnh nữ thần cảm giác, muốn phải quỳ xuống thần phục. Làm Kỷ Tư Thanh bóng người, xuất hiện ở đây phiến thiên địa, mảnh thiên địa này tất cả quy luật, không gian, thời gian, giết hại, kiếm đạo vân. Vân, toàn bộ đổi được chậm chạp. Người hô hấp cùng động tác, cũng thay đổi được chậm chạp. Diệp Lâm Uyên kiếm, cũng thay đổi được chậm lại. Diệp Lâm Uyên, ta lấy vận mạng quy luật, thẩm phán ngươi. Luân hồi huyết mạch, không thuộc về ngươi. Ngươi, nhất định là vận mạng cặn bã. Ngươi không xứng chấm mút luân hồi, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, rên rỉ đi. Kỷ Tư Thanh phát ra thật lớn thanh âm, giống như là chí cao tới vĩ vận mệnh nữ thần, trong tay hiện ra một chuôi vận mệnh thẩm phán kiếm, mang số mệnh màu tím chói lọi, lăng không từ chân trời chém xuống tới. Diệp Lâm Uyên thấy Kỷ Tư Thanh một kiếm này, nhất thời kinh hãi chấn động ngạc, thật giống như thật sự là một cái gặp xét xử tội nhân, cả người lại có thể nhúc nhích không được. Không, ngươi không xứng thẩm phán ta. Diệp Lâm Uyên điên cuồng hét lên, chính xác tiên đế khí huyết nổ, rất miễn cưỡng đột phá Kỷ Tư Thanh vận mệnh phong tỏa, một kiếm phản kích tới. Ta muốn ngươi chết, ngươi không thể sống. Kỷ Tư Thanh trong mắt đột nhiên toát ra nóng rực viêm mang, tuôn ra thần minh vậy uy nghiêm. Nếu như nhìn kỹ, có thể từ nàng trong con ngươi, thấy hỏa thần thiên tôn Tô Nghê Thường bóng người. Kỷ Tư Thanh vậy đúng như thần minh vậy, miệng chứa thiên hiến, nói sao làm vậy, lại có thể bạo phát ra một chút nhân quả luật uy lực. Cái này một tí nhân quả luật vận mệnh quy luật phóng thích, nàng 3000 tóc xanh, lập tức toàn bộ hóa thành tuyết trắng. Phốc xích, Diệp Lâm Uyên tim, không có dấu hiệu nào, liền bị Kỷ Tư Thanh trường kiếm đâm xuyên qua. Đau nhức truyền tới, Diệp Lâm Uyên bàn tay buông lỏng một chút, kiếm trong tay đánh mất ở trong nước biển. Đây là, nhân quả luật. Diệp Lâm Uyên trong mắt gắt gao trợn to, không thể tin nhìn Kỷ Tư Thanh. Hắn căn bản không thấy rõ, Kỷ Tư Thanh một kiếm này, là như vậy đâm trúng tim hắn. Bên cạnh Diệp Thần, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Trương Thanh Vũ các người, cũng là hoàn toàn không thấy rõ. Một kiếm kia giống như quỷ mị. Căn bản không phải thế giới hiện thật có thể tồn tại kiếm pháp. Đây là nhân quả luật lực lượng. Kỷ Tư Thanh nói muốn giết Diệp Lâm Uyên, những lời này thành nhân quả luật, hàm chứa vận mệnh đại đạo uy nghiêm. Cho nên, nàng kiếm, liền đâm xuyên qua Diệp Lâm Uyên tim, không phải bất kỳ thực tế thủ đoạn, mà là nhân quả luật hiệu quả, là vận mạng thẩm phán, là bởi vì quả định trước. Diệp Lâm Uyên nhất định phải chết,
đây chính là nhân quả luật, đây là số mệnh. Không thể trái cõng vận mệnh. Suy, Kỷ Tư Thanh rút trường kiếm về, một đạo máu tươi, từ Diệp Lâm Uyên nơi buồng tim phun ra. Đây thật là, không tưởng tượng nổi. Diệp Lâm Uyên môi vù vù động mấy cái, cặp mắt mang nhanh chóng ảm đạm tản đi, thân thể hóa thành thi thể lạnh như băng, liên quan thần hồn cùng mất đi, rơi xuống ở lạnh như băng trong nước biển. Cái được gọi gần gũi nhất luân hồi người, lúc này chết, chết ở Kỷ Tư Thanh trong tay. Phương xa Thiên Thanh vực, hạ nổi lên mưa máu. Một cái ông già, chống gậy, im lặng đứng ở mưa máu bên trong. Là Diệp gia lão tổ Diệp Thuần Quân. Hắn nhìn đầy trời mưa máu, trong mắt lộ ra vô cùng thê lương đau thương thần sắc, già nua thân thể đang phát run. Mà ở sương mù dày đặc đại dương bên trên, Kỷ Tư Thanh đầu tóc bạc trắng, trôi lơ lửng ở mặt biển, uy nghiêm lạnh lùng như chí cao nữ thần, tản ra vận mệnh trói lọi, để cho mỗi một người cảm thấy rung động. Giết nàng! Vũ Hoàng Ngạo Tuyết ở ngắn ngủi rung động kinh ngạc sau đó, thật sâu sợ hãi. Nàng sợ hãi, mình vậy biết bị vận mạng thẩm phán. Cái này cổ sợ hãi, rất nhanh hóa thành giết hại ý niệm, nàng một kiếm hướng Kỷ Tư Thanh đâm tới. Kỷ Tư Thanh mới vừa vận dụng nhân quả luật, liền tóc cũng chuyển bạc trắng, tiêu hao to lớn, giờ phút này đã rơi vào yếu ớt, chính là giết ngược tuyệt thời cơ tốt. Một bên Trương Thanh Vũ, cũng là bộ dạng sợ hãi. Lập tức khua kiếm cùng Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cùng tiến công, muốn chu diệt Kỷ Tư Thanh. Lan! Diệp Thần vành mắt hết sức nứt ra, lòng đằng mệnh tinh đã mở, sau lưng long khí nhô lên, huyết long quấn quanh ở trên cánh tay hắn, hắn một cái long quyền đánh ra, cuồng bạo quyền phong, làm được Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cùng Trương Thanh Vũ, đều là đồng loạt lui về phía sau. Diệp Thần ca ca! Lúc này, võ giao vậy khôi phục hơi thở, và Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dính. Diệp Lạc Nhi ba phụ nữ, từ trên bầu trời đáp xuống, rơi vào Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh bên người. Tư Thanh, không có sao chứ? Hạ Nhược Tuyết khoác ở Kỷ Tư Thanh tay, chỉ cảm thấy bàn tay nàng lạnh như băng lạ thường, khí huyết thật giống như cũng bị rút sạch. Không có sao, còn chưa chết. Kỷ Tư Thanh cười xinh đẹp một tiếng, bình tĩnh nói. Ngươi lại có thể nhúc nhích dùng nhân quả luật. Hạ Nhược Tuyết có chút không dám tin tưởng. Cái này nhân quả luật lực lượng, liền tiên đế đều khó điều động, không nghĩ tới Kỷ Tư Thanh lại có thể nắm trong tay. Nhân quả luật trung cực, chính là vận mệnh. Ta miễn cưỡng có thể thúc giục một chút nhân quả luật lực lượng, nhưng xa xa không làm được phi phàm tiên đế như vậy ung dung tự nhiên. Ta nếu như thúc giục nhân quả luật, giá phải trả cực kỳ to lớn, thậm chí có thể đem tánh mạng máu tươi nhín thời giờ. Kỷ Tư Thanh hít sâu một hơi, ngực hơi phập phồng. Lần này chu diệt Diệp Lâm Uyên, nàng vận dụng nhân quả luật, mạnh mẽ là mạnh mẽ, nhưng tự thân giá phải trả cũng là to lớn, khí huyết cơ hồ tiêu hao không còn một mống, tóc xanh thành tuyết trắng. Nàng chậm rãi điều tức, vậy đầu tóc bạc trắng, chậm rãi khôi phục màu đen. Bên kia Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cùng Trương Thanh Vũ, thấy Diệp Thần bên này, người đông thế mạnh, sắc mặt nhất thời đổi được đặc biệt khó khăn xem. Lúc này, Phong Vân Nhị Sứ vậy đi ra giảng hòa. Tốt lắm, không muốn lại đánh. Đây là ta ẩn đảo địa bàn, cấm chỉ đấu nhau. Đạo thứ nhất khảo nghiệm, đã kết thúc, các ngươi không thể đánh nữa. Phong sứ giả lớn tiếng nói. Không thiên tôn đã bị đánh rơi, cái này đạo thứ nhất khảo nghiệm, liền coi là kết thúc. Mà ở ẩn đảo chỗ này, là không cho phép đấu nhau. Ẩn đảo sau lưng ẩn thánh, có trọng đại mưu đồ, vô luận người nào chết, đối ẩn thánh mà nói, đều là tổn thất to lớn. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết hừ một tiếng, liền cùng Trương Thanh Vũ lui về trên bong. Diệp Thần bên này, tự nhiên cũng không có đánh tiếp nữa ý. Tuy nói bọn họ người nhiều, phần thắng rất lớn, nhưng vô luận là Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, vẫn là Trương Thanh Vũ, đều không phải là hạng người bình thường, muốn đánh chết bọn họ nói, tất nhiên phải bỏ ra nặng giá thật lớn. Diệp Thần chuyến này, chỉ là muốn gặp ẩn thánh, cũng không muốn gây thêm rắc rối. Có thể chu diệt Diệp Lâm Uyên. Giải quyết hết một cái tai họa ngầm, đã là vận mạng chiếu cố. Lập tức, Diệp Thần liền đỡ Kỷ Tư Thanh, mang chúng nữ, trở lại thân thuyền trên. Trước đây, Diệp Thần vậy là Kỷ Tư Thanh, chuẩn bị thư mời, hiện tại vừa vặn công dụng ở trên. Vận mệnh chủ, không nghĩ tới ngươi lại có thể tìm được ta ẩn đảo vị trí. Phong sứ giả ánh mắt híp lại, có chút ngạc nhiên nhìn Kỷ Tư Thanh. Vận mệnh chỉ dẫn ta tới đây. Nếu như có cái gì quấy rầy địa phương,
xin hãy tha lỗi. Kỷ Tư Thanh hơi thở đã chậm rãi khôi phục, tóc vậy toàn bộ khôi phục màu đen, gương mặt bởi vì là yếu ớt, có chút trắng bệch, hiện ra một cổ tiểu tụy thê mỹ. Ha ha, có ngươi và luân hồi chi chủ, chắc hẳn đảo chủ đại nhân tư tưởng, rốt cuộc có thể giải khai. Phong sứ giả cười nói. Cái gì tư tưởng? Kỷ Tư Thanh hỏi. Phong sứ giả muốn nói lại thôi, cuối cùng cười một tiếng, nói chờ các ngươi chân chính leo lên ẩn đảo, liền biết. Thiên thuyền tiếp tục ở lớn hải lý đi, đạo này khảo nghiệm sau khi kết thúc, mọi người đều là vô cùng mệt mỏi, mỗi người nghỉ ngơi. Cái này đạo thứ hai, đạo thứ ba khảo nghiệm là cái gì, Phong Vân Nhị Sứ lại không có nói tỉ mỉ, chỉ là điều khiển thiên thuyền, ở trong sương mù tiến về phía trước. Cái này phiến sương mù dày đặc biển khơi, thật sự là lớn lạ thường, ước chừng chạy ba ngày sau, đám người mới mặc qua sương mù dày đặc, thấy được phía trước có một tòa hòn đảo. Tòa kia hòn đảo, ở chân thực cùng hư ảo tới giữa, không ngừng lóe lên biến hóa, thật giống như tùy thời muốn biến mất, hòn đảo bốn chu vân sương mù lượn lờ, lộ vẻ được đặc biệt thần bí. Đây chính là ẩn đảo sao? Diệp Thần thấy vậy mây mù vòng hòn đảo, trong lòng hơi đông lại một cái. Mọi người thấy cái đảo này đảo nhỏ, ánh mắt cũng là sáng lên. Tốt lắm, các vị, ẩn đảo đến. Phong sứ giả lớn tiếng nói. Có người hỏi, hiện tại thì phải lên đảo sao? Không phải còn có hai đạo khảo nghiệm. Phong sứ giả cười híp mắt nói, các ngươi lên đảo thì biết. Đám người tương cố nghi ngờ, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng không khả năng rút lui. Huống chi, có Diệp Thần, Võ Giao, Kỷ Tư Thanh, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nhóm cường giả ở chỗ này, bọn họ cũng không sợ ẩn đảo dùng lừa gạt. Lập tức, đám người lục tục lên đảo, bước lên hòn đảo bãi bùn trên. Diệp Thần mang Võ Giao, Kỷ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dính, Diệp Lạc Nhi năm nữ, cũng là thuận lợi lên đảo. Nhưng mà, khi bọn hắn vừa bước lên hòn đảo bãi bùn, cái này ẩn đảo lên mây mù, thì trở thành nồng nặc lên. Mây mù gào thét, rất nhanh đem nguyên phiến bãi bùn, cũng bao phủ đi vào. Ở mây mù che đậy hạ, đám người đưa tay không thấy được năm ngón, tầm mắt cùng giác quan, đều bị ngăn cách. Tư Thanh. Diệp Thần vốn là cùng Kỷ Tư Thanh, tay nắm tay, nhưng mây mù một dâng lên, giống như có một cổ cường đại lực lượng, đem hắn cùng Kỷ Tư Thanh ngăn cách chạy đi, rất miễn cưỡng tách ra. Diệp Thần. Kỷ Tư Thanh thanh âm, ở bên cạnh vang lên. Diệp Thần lật đật dọc theo thanh âm kia đi tới, nhưng đi một lớn đoạn khoảng cách, hắn cũng không đụng tới người bất kỳ. Cái này phiến bãi bùn, rõ ràng cũng không lớn, nhưng ở mây mù dâng lên sau đó, nhưng tựa như biến thành vô cùng vô tận thế giới. Vô luận Diệp Thần như thế nào đi đi lại lại, từ đầu đến cuối không đụng phải một người, tựa như tại chỗ xung quanh. Diệp Thần ca ca, ta sợ. Diệp Thần lại nghe được Võ Giao thanh âm, mang nức nở, tựa hồ rất không giúp hình dáng. Võ Giao thanh âm, nghe rõ ràng ngay tại hắn bên người mấy mét, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cũng không cách nào chạm đến. À à à, đừng giết ta. Cứu mạng. Chung quanh trong mây mù, lại truyền ra rất nhiều võ giả kêu thảm thiết, còn có máu tươi giết hại thanh âm, làm người ta rợn cả tóc gáy. Bất quá, những thanh âm này, rất nhanh yên tĩnh lại. Diệp Thần giác quan, bị sương mù dày đặc ngăn cách. Dần dần, hắn cái gì cũng không nghe được, vậy không cảm giác được Kỷ Tư Thanh, Võ Giao bọn hắn tiếng thở. Ở giữa thiên địa, thật giống như chỉ còn lại hắn một người, ngăn cách với đời. Bị ngăn cách ở mây mù bao trùm trên đảo biệt lập. Đây chính là cái gọi là đạo thứ hai khảo nghiệm sao? Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, cũng không có hốt hoảng, mà là suy nghĩ phương pháp phá giải. Đứa nhỏ, người có tốt không? Vừa lúc đó, Diệp Thần nghe được một cổ thanh âm quen thuộc. Hắn thấy trong sương mù mặt, đi ra một người, da thịt trắng như tuyết, liếc nhìn đã thấy được vẻ đẹp, khí chất ung dung hoa quý, lại là thiên nữ. Thiên nữ mang biểu tình cười mỉa, ngắm nhìn Diệp Thần, trong tròng mắt tràn đầy ôn nhu tình ý. Thiên nữ tỷ tỷ, cái này không thể nào. Diệp Thần thấy thiên nữ ở chỗ này, theo bản năng liền cảm thấy nguy hiểm cùng quỷ dị. Thiên nữ không có bị ẩn đảo mời, nàng không thể nào xuất hiện ở nơi này. Cái này thiên nữ, là giả. Không, chính xác mà nói, cái này thiên nữ là thật, chỉ bất quá không phải chân nhân. Mà là. Diệp Thần nội tâm đầu ánh. Diệp Thần tim gông xiềng, đã sớm chặt đứt, hắn cảm giác,
đặc biệt bén nhạy, bất kỳ sương mù dày đặc cùng khốn khóa, cũng không thể giấu giếm hắn ánh mắt. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, cái này thiên nữ, thật ra thì chỉ là mình nội tâm đầu ánh. Là nội tâm sợ hãi đầu ánh. Cái này đạo thứ hai khảo nghiệm, chính là chiến thắng mình nội tâm sợ hãi. Sợ ta sao? Đứa nhỏ. Thiên nữ cười lên, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi hướng Diệp Thần đi tới. Diệp Thần biết cái này thiên nữ, chỉ là mình nội tâm đầu ánh, cho nên cũng không có quá kháng cự, mắt thấy nàng đến gần. Thiên nữ đến gần tới đây, Diệp Thần ngửi được một cổ quen thuộc thơm dịu. Thiên nữ ôn nhu, còn có nàng nhiệt độ cơ thể, da thịt ôn nhu, Diệp Thần đều là sâu sắc cảm thụ qua. Diệp Thần một tiếng thở dài, hắn biết, thiên nữ chính là hắn hôm nay nội tâm lớn nhất sợ hãi. Hắn sợ mình, thật sẽ bị thiên nữ giết chết, luân hồi trận doanh hết thảy, cũng phải bị thiên nữ phá hủy. Ta sợ ngươi, cho nên ta muốn giết ngươi. Diệp Thần nhìn thẳng thiên nữ, nói. Thiên nữ chỉ là ôn nhu mỉm cười, hai cánh tay ôm Diệp Thần cổ, hôn hướng môi của hắn. Diệp Thần cũng không có kháng cự, bàn tay tự nhiên làm theo, leo lên thiên nữ eo thon. Hắn muốn giết thiên nữ là thật, thích thiên nữ vậy là thật. Thiên nữ tâm tư, vậy cùng hắn như nhau, sát ý cùng tình ý cùng tồn tại. Hai người kịch liệt ôm hôn một hồi, thiên nữ mắt nhu tình như nước, nói, ngươi thật muốn giết ta sao? Đúng vậy. Diệp Thần gật đầu. Ngươi bỏ được. Thiên nữ trong mắt mang một chút bi thảm, vừa nói, đi sang một bên cởi Diệp Thần quần áo, vậy cởi mình quần áo. Bỏ được, ta thích ngươi, nhưng vậy muốn giết ngươi. Diệp Thần không có kháng cự tị hiềm chút gì, hắn và thiên nữ rất nhanh tháo xuống tất cả ngụy trang, hai người hết sức chân thành gặp nhau, không ngừng đến gần. Ngươi thật bỏ được. Thiên nữ ánh mắt mê ly, lần nữa chất vấn Diệp Thần. Diệp Thần rõ ràng đối nàng như thế thích, không có lý do gì thống hạ sát thủ. Nhưng mà, Diệp Thần không có động tĩnh, lòng hắn gông xiềng chặt đứt, hơn nữa còn xem qua tương lai kỷ nguyên sự tình phát sinh, hắn đã sớm có thể nhìn thẳng mình nội tâm. Hắn tâm lý đúng là có mâu thuẫn, một mặt thích thiên nữ, một mặt lại phải giết thiên nữ. Cái này của mâu thuẫn, cũng không ảnh hưởng Diệp Thần lựa chọn. Hắn đã quyết định, tương lai cùng thiên nữ quyết chiến. Tuyệt sẽ không có nửa điểm nương tay, chính là muốn ôm trước phải giết quyết tâm. Hôm nay, hắn cùng thiên nữ thẳng thắn gặp nhau, da thịt coi mắt, vậy cổ ôn nhu xúc cảm, vậy Diệp Thần cảm thấy vô cùng động tình. Hắn cúi đầu hôn thiên nữ, nhẹ giọng nói, người muốn giết ta, ta tự nhiên cũng phải giết ngươi, tổng không thể ngồi chờ chết. Chúng ta tới giữa, nhất định là sống chết gặp nhau, từ ngươi nuôi heo một ngày kia trở đi, vận mệnh liền đã quyết định, không phải sao. Thiên nữ cười khẽ, nói, đúng vậy, đây là ta chọn. Diệp Thần nói, ngươi hối hận không? Thiên nữ nói, không hối hận. Diệp Thần cười nói, vậy thì tốt. Hai người lại ôm hôn chung một chỗ, sau đó thân thể thật chặt dựa vào. Trời và đất dung hợp, khắc cốt lưu luyến triền miên, thẳng tới linh hồn đỉnh cấp. Ở đỉnh cấp sau này, thiên nữ ánh mắt mê ly sụi lơ trên đất, si ngốc nhìn Diệp Thần nói, ta không tin ngươi biết giết ta. Diệp Thần không nói gì, luân hồi thiên kiếm chậm rãi ở trong tay nổi lên. Suy, một kiếm rơi xuống, thấy máu phong hầu. Thiên nữ cổ nhiều hơn một cái tia máu, cặp mắt trợn tròn, khóe miệng hơi co rúm, lộ ra một cái buồn bã cười khổ, rồi sau đó sức sống đoạn tuyệt, hoàn toàn chết đi. Diệp Thần nhắm mắt lại, một giọt nước mắt từ trên gương mặt rơi xuống. Cùng hắn mở mắt ra lại con ngươi, cũng đã lần nữa xuất hiện ở ẩn đảo bên trong. Chung quanh vẫn là sương mù dày đặc bao phủ, nhưng một cái thẳng lối đi, xuất hiện ở hắn trước mắt. Diệp Thần ngẩn ngơ, ngắm nhìn bốn phía, nơi nào có cái gì thiên nữ, chỉ có sương mù dày đặc thôi. Mới vừa phát sinh hết thảy, chỉ là nội tâm hắn hoạt động. Vậy thiên nữ, vậy chẳng qua là hắn nội tâm sợ hãi đầu ánh. Giờ khắc này, Diệp Thần đã từ tâm lý thế giới đi ra. Hắn giết chết thiên nữ, chiến thắng nội tâm sợ hãi. Nếu như hiện tại, thật thiên nữ xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không có chút nào do dự, trực tiếp giết chết. Ngươi chọn, thiên nữ. Không thể cãi lại, vận mệnh sao? Diệp Thần than thở một tiếng, dọc theo vậy thẳng lối đi, một đường đi tới trước, rất nhanh liền đi ra cái này phiến sương mù dày đặc bãi bùn, đi tới một nơi ẩn đảo cao điểm trên. Cao điểm bên trên, Phong Vân Nhị Sứ đứng ở một bên,
thấy Diệp Thần đi ra, đều là một hồi ngạc nhiên. Phong sứ giả nói, không hổ là luân hồi chi chủ, ngươi là nhanh nhất thông qua khảo nghiệm người. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, quả nhiên cũng chỉ có một mình hắn, hỏi. Các ngươi cái này khảo nghiệm, là muốn đánh thắng nội tâm sợ hãi sao? Phong sứ giả nói, đúng vậy, tin đồn luân hồi chi chủ, trăm gia chém hết, tim không lo ngại, hôm nay vừa gặp, quả nhiên là lợi hại. Dừng một chút, phong sứ giả lại nói, bất quá, ngươi tại sao khóc? Thấy được Diệp Thần trên gương mặt nước mắt. Không việc gì, cái này đạo thứ ba khảo nghiệm là cái gì? Diệp Thần dửng dưng lau sạch nước mắt, đổi chủ đề. Phong sứ giả nói, không gấp, các người tất cả đi ra nói sau. Diệp Thần gật đầu một cái, liền tại chỗ chờ. Đợi một hồi, cái thứ hai qua cửa người đi ra, là Võ Giao. Diệp Thần ca ca. Võ Giao thấy Diệp Thần, lập tức lại khóc, chạy tới lao vào trong ngực hắn. Thế nào, Võ Giao? Diệp Thần ôm nàng thân thể, cười hỏi. Ta mới vừa thấy ngươi chết, cũng làm ta hù chết, nhưng ta biết cái này nhất định là ảo giác, ngươi sẽ không chết. Võ Giao ánh mắt đỏ đỏ, ngước mắt hướng Diệp Thần nói. Phải không? Diệp Thần cười một tí, cũng biết Võ Giao nội tâm lớn nhất sợ hãi, chính là mình tử vong. Bất quá Võ Giao quá quan phương thức, cũng là khá là thú vị. Nàng tin chắc Diệp Thần sẽ không chết, thấy hết thảy đều là ảo giác, liền trực tiếp từ sợ hãi trong thế giới đi ra. Ngay sau đó, cái người thứ ba vậy đi ra, là Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thấy Diệp Thần, gương mặt nhất thời một hồi bạc màu, cũng không biết trải qua cái gì, tóc xốc xếch, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Yên tâm, các ngươi vạn khư còn không tiêu diệt. Diệp Thần thấy vậy, chính là cười nói. Hắn cũng không cần muốn, một tí liền đoán được Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nội tâm sợ hãi, chính là sợ hãi vạn khư sẽ bị tiêu diệt, mình vậy phải bị giết. Ngươi tên khốn này, ta tương lai nhất định sẽ đích thân giết chết ngươi. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cắn răng nghiến lợi, có dũng khí bị nhìn thấu cảm giác. Diệp Thần cười không nói, lại đợi một hồi, Kỳ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Diệp Lạc Nhi tất cả đi ra. Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Diệp Lạc Nhi ba phụ nữ sợ hãi, đều là giống nhau, chính là luân hồi trận doanh tiêu diệt, Diệp Thần chết. Các nàng có thể đi ra. Hiển nhiên cũng là chiến thắng nội tâm sợ hãi, kiên định đứng ở Diệp Thần bên này. Còn như Kỳ Tư Thanh, nàng lại không nói mình sợ hãi là cái gì. Diệp Thần luôn mãi hỏi, Kỳ Tư Thanh cũng là lắc đầu, tựa hồ có cái gì khó nói ẩn, sắc mặt vậy không tốt lắm xem. Tư Thanh sợ hãi, rốt cuộc là cái gì? Diệp Thần trong lòng hồ nghi, đáng tiếc Kỳ Tư Thanh không nói, hắn vậy suy đoán không ra. Ước chừng qua 2 tiếng. Cái này khảo nghiệm mới hoàn toàn kết thúc. Tất cả lên đảo người, ước chừng có 700 người, cuối cùng có thể hoàn toàn quá quan, lại có 680 nhiều người, không qua cửa chỉ có hơn 10 người. Mặc dù mọi người qua cửa, thời gian dài ngắn không cùng, nhưng phần lớn người, cũng chiến thắng mình nội tâm sợ hãi, thuận lợi vượt qua kiểm tra. Như vậy kết quả, để cho Diệp Thần khá là kinh ngạc. Xem ra vị kia ẩn đảo đảo chủ, đích xác là có chỗ hơn người. Nơi chọn tới 10 người, tâm trí lại có thể cũng bền bỉ như vậy, cho dù đối mặt nội tâm lớn nhất sợ hãi, cuối cùng cũng có thể đi ra. Qua cửa người thất bại, chính là thất khiếu chảy máu, miệng sùi bọt mép, toàn bộ bị mình nội tâm sợ hãi, hành hạ mà chết. Phong Vân Nhị Sứ sai người đem người chết thi thể, ném nhập trong biển khơi, cuối cùng hướng mọi người nói. Chúc mừng các vị thông qua ải thứ 2 khảo nghiệm, cái này ải thứ 3 khảo nghiệm, ở tối nay cử hành. Mời mọi người làm xong nghỉ ngơi. Có người hỏi, nếu là qua ải thứ 3, có thể có tưởng thưởng gì? Phong sứ giả cười hắc hắc, nói, nếu có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra, các ngươi là có thể thấy ta ẩn đảo lớn nhất bí mật. Đám người nghe nói như vậy, trong lòng đều là một hồi nóng bỏng. Ẩn đảo bí mật, có thể nói là vạn cổ bí mật. Vạn cổ tới nay, cho tới bây giờ không người nào có thể còn sống từ ẩn đảo đi ra. Tất cả mọi người đều vô cùng hiếu kỳ, cái này sau lưng chân tướng. Hôm nay, chân tướng đã xúc tu có thể đụng. Chỉ cần có thể thông qua tối nay ải thứ 3 khảo nghiệm. Đám người phân tán nghỉ ngơi, Diệp Thần thì ôm trước Võ Giao nghỉ ngơi. Võ Giao thật sự là quá nhớ thân cận hắn, đặc biệt là đi qua nội tâm sợ hãi sau đó, lại là muốn dính vào hắn bên người. Kỳ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh,
Diệp Lạc Nhi các nàng, thấy vậy cũng chỉ tốt để cho Võ Giao. Thời gian từng chút trôi qua. Rất nhanh, ban ngày trôi qua, nửa đêm tới. Dưới màn rêm ẩn đảo, càng lộ vẻ được thê lương quỷ bí, âm gió mạnh thổi phất, trên đảo từng bụi cây lớn, rào 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 vang động trước. Không tốt, các người xem. Đột nhiên, có người hét dầm lên, chỉ hướng phương xa. Chỉ gặp phương xa có một cây đại thụ, chậm rãi lộ ra một đôi máu đỏ ánh mắt, còn có dữ tợn miệng mũi, ở trên thân cây tạo thành quỷ dị ngũ quan, ánh mắt tràn đầy máu lục sát khí, nhìn chằm chằm đám người. Đây là thụ yêu sao? Thật là khủng khiếp hơi thở. Đám người một hồi sợ hãi, liền gặp đại thụ kia sinh động sau đó, miệng to một tấm, miệng như hắc động, đem chung quanh từng bụi cây cối, toàn bộ cắn nuốt hết. Cắn nuốt đại lượng cây cối sau đó, bụi cây kia cây lớn, thân thể cấp tốc bành trướng, lại là hóa thành mấy trăm trượng cao, cành ngang dọc như cù long, tàng cây che trời tế tháng, hơi thở khủng bố vô cùng. Đại thụ kia trong miệng, lại phát ra chấn động tâm hồn người gào thét, làm người ta sợ hãi. Diệp thần thấy đại thụ kia kinh khủng như vậy hình dáng, cũng là đề phòng. Phong sứ giả lớn tiếng nói, đây không phải là thụ yêu, đây là cây thần, là từ trong ảo tưởng sản sinh ra thần minh. Đám người một hồi kinh ngạc, ảo tưởng sinh ra, thần minh. Phong sứ giả nói, đúng vậy, ở không không lúc nào không bên trong, huyễn thần là một loại đặc biệt đặc thù tồn tại, chư phái vạn tộc cũng biết chế tạo ra thuộc về mình huyễn thần, dùng làm bảo vệ sơn môn, đại chiến lúc xung làm con cờ thí vân. Vân, ha ha, cây này thần, chính là ta ẩn đảo chế tạo huyễn thần. Cái này ải thứ ba khảo nghiệm, chính là muốn các ngươi xông phá cây thần canh phòng, các ngươi muốn biết tất cả bí mật, đều ở đây cây thần phía sau. Phong sứ giả ngay lúc nói chuyện, cây kia thần vậy đang gầm thét, vặn vẹo nhánh cây rút ra, như mãng long, lại như thiên thần roi, phá không càn quét tới. Rất nhiều võ giả kinh hoàng né tránh, có người né tránh không kịp, liền bị sống sờ sờ đánh chết, lâm vào là một đoàn mơ hồ thịt nát. Thấy cây kia thần hung mãnh như vậy hình dáng, không ít người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hơn nữa, cây kia thần thân thể, ở hư ảo cùng chân thực tới giữa, không ngừng biến hóa. Có người sử dụng pháp bảo, hướng cây thần oanh kích, nhưng thật giống như đánh vào không khí phía trên. Cây kia thần là ảo thần, thân thể tùy thời có thể biến thành ảo tưởng khái niệm, miễn dịch hết thảy thực tế công kích sát phạt. Muốn chân chính công kích được cây thần, nhất định phải ở nó thời điểm xuất thủ, cùng thực tế quy luật xung hợp, xác định chân thật hình thể, mới có thể đánh trúng nó. Nhưng, cái này quá khó khăn chắc ăn. Cây thần thân thể cực kỳ to lớn, nó coi như ảo tưởng than xúc, biến thành chân thực, cũng chỉ là biến hóa một phần chia. Như vậy thân thể cao lớn, nơi nào là chân thực, nơi nào là hư ảo, ai cũng không đoán được. Chúng ta xông tới. Diệp thần nhìn xem Võ Giao, Kỳ Tư Thanh chư nữ, nói. Cái này ải thứ ba khảo nghiệm, chỉ là nói muốn xông phá cây thần phòng vệ, không hề bảo là muốn chu diệt cây thần, đối Diệp thần mà nói, tự nhiên không tính là quá khó khăn. Lập tức, Diệp thần ở phía trước bay vút, Võ Giao, Kỳ Tư Thanh các nàng theo ở phía sau. Chúng ta vậy đi theo luân hồi chi chủ. Phía sau rất nhiều võ giả, tranh nhau chỉ sau đi theo Diệp thần phía sau. Đối phổ thông võ giả mà nói, cây này thần hơi thở, cực kỳ khủng bố, đặc biệt khó đối phó. Bọn họ chỉ muốn cùng Diệp thần, như vậy có thể ung dung vượt qua. Bất quá, bọn họ chỉ tính theo ý mình, lại là rất nhanh rơi vào khoảng không. Cây thần gầm thét, vô số nhánh cây như cù long vậy giết ra, không khác biệt công kích hướng tất cả người. Đạo linh lửa, xua tan. Diệp thần huy động luân hồi thiên kiếm, trên thân kiếm thiêu đốt lên đạo linh lửa lửa cháy mạnh, nóng bỏng kiếm khí vung chém, bổ về phía chung quanh nhánh cây. Những cây đó chi như có linh tính, vừa chạm vào đạt tới Diệp thần hỏa diễm kiếm khí, lập tức liền rục về phía sau. Diệp thần rất là ung dung, liền dẫn Võ Giao, Kỳ Tư Thanh các nàng, hướng rừng cây chỗ sâu bước vào. Mà hậu phương các võ giả, chính là vô cùng chật vật, đối mặt cây thần công kích, tất cả người đem hết toàn lực ngăn cản, mới miễn cưỡng phòng ở, khó khăn tiến về trước. Có chút tu vi hơi yếu, càng bị cây thần đánh trọng thương. Diệp thần không ngừng đi rừng rậm chỗ sâu chạy đi, dần dần, đã có thể thấy một tòa thần điện đường danh. Ẩn đảo bí mật, ở nơi này thần điện bên trong. Diệp thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Hống. Lúc này, cây thần tiếng gầm gừ, từ Diệp thần sau lưng nổ lên.
Cây thần thấy Diệp thần các người, lập tức phải đột phá nó canh phòng, cũng là giận dữ, con người toát ra tức giận lửa cháy mạnh, chôn giấu ở trong bùn đất rễ cây, ùng ùng nổ tung đứng lên, từng cái rễ cây như ác ma xúc tu, ùn ùn kéo đến hướng Diệp thần các người vặn cổ tới đây. Chú ý! Diệp thần thong thả, huy động luân hồi thiên kiếm, đạo linh lửa hòa lẫn kiếm khí, tự nhiên ra, đem vậy từng cái rễ cây chém chết, đồng thời vận chuyển nham thần pháp, điều động trong thiên địa nham thổ tinh khí, là võ giao, kỳ thư thanh chư nữ chế tạo hộ thuẫn, miễn được các nàng bị thương. Võ giao chư nữ ở Diệp thần dưới sự bảo vệ, cũng là ung dung tự nhiên, chặn lại cây thần mãnh công. Đột nhiên, Diệp thần thật giống như cảm ứng được cái gì, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa cây thần con ngươi. Ở cây thần trong con ngươi mặt, hoảng hốt tới giữa, hắn thấy được một đạo quen thuộc bóng người. Đó lại là Tôn Di bóng người. Tôn Di. Diệp thần nhất thời bối rối, Tôn Di làm sao sẽ cùng cây thần có liên quan, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp thần, chúng ta đi. Đây là, Kỷ Tư Thanh kéo Diệp thần tay, nói. Chỉ gặp nàng quanh thân chu tước viêm mang dâng trào, từng cổ một nóng rực huy hoàng hơi thở, đã đem chung quanh tất cả cây thần khí voi, toàn bộ nghiền diệt. Hiện tại, nàng và Diệp thần, võ giao các người, coi như là hoàn toàn đột phá cây thần phòng vệ, có thể chân chính chạm đến ẩn đảo chân tướng. Không. Diệp thần lại đột nhiên bỏ rơi Kỷ Tư Thanh tay, ánh mắt sắc bén, nâng kiếm quay đầu, thẳng hướng cây thần liều chết xung phong đi. Thiên cơ thấy rõ dưới, Diệp thần có thể khẳng định, cây này thần và Tôn Di có liên quan. Hắn không ngừng đến gần cây thần, lại đi xem cây thần con ngươi, lại không có bắt được bất kỳ Tôn Di dấu vết. Nhưng Diệp thần biết, hắn cảm ứng, không có sai. Suy. Diệp thần ác liệt một kiếm, liền đâm về phía cây thần con ngươi. Chung quanh tất cả võ giả, đều ở đây khó khăn tiến về phía trước, thấy Diệp thần lại có thể quay đầu, thậm chí muốn công kích cây thần, đều là thất kinh. Tên này điên rồi sao? Vũ Hoàng Ngạo Tuyết hơi có chút giật mình, lúc này nàng đã sắp đột phá cây thần phòng vệ, thuận lợi thông qua khảo nghiệm, thấy Diệp thần quay đầu phát động công kích, cũng là 10 phần bất ngờ. Nàng thật ra thì vậy đã thử công kích cây thần, nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào. Ở cây thần chung quanh, nơi có không gian đều là vặn vẹo, không phải thông thường vặn vẹo, mà là ảo tưởng phương diện vặn vẹo. Người nếu là đến gần, rất dễ dàng bị cuốn vào ảo tưởng lãnh vực, lại cũng không cách nào trở về thực tế. Diệp thần không phải cách dùng bảo công kích, mà là trực tiếp gần người nhô lên gai. Tự tìm cái chết. Cây thần tức giận, con người tia máu vừa chuyển, quanh thân không gian liền vặn vẹo. Thoáng chốc tới giữa, Diệp thần bị cuốn vào một cái không thể nói ảo tưởng lãnh vực, thân thể bắt đầu nhanh chóng nhạt đi, muốn ở trong thế giới hiện thật biến mất. Diệp thần, Kỷ Tư Thanh, võ giao chư nữ, thấy một màn này, nhất thời hoảng hốt. Luân hồi thiên quốc, cho ta trấn áp. Diệp thần ánh mắt sắc bén, rơi vào ảo tưởng lãnh vực bên trong, nhưng không kinh hoàng chút nào, lập tức gọi ra luân hồi thiên quốc. Một phiến mênh mông đất nước. Ngay tức thì từ ảo tưởng trong lãnh vực ra đời, cũng đem tất cả ảo tưởng khí tượng, toàn bộ nghiền nát. Diệp thần thân thể, vậy từ nhạt đi hình thái, lần nữa biến thành chân thực. Ngươi là, luân hồi chi chủ. Cây thần kinh hãi, vậy võ giả nếu là rơi vào ảo tưởng lãnh vực, vậy chỉ có bị xóa bỏ kết quả. Nhưng, Diệp thần là luân hồi chi chủ, hắn luân hồi đất nước, nhưng đủ để trấn phá hết thảy hư ảo, cho dù là ở ảo tưởng trong thế giới. Cũng có thể thành lập được vĩ đại trật tự, vạn pháp bất diệt. Tôn Di ở nơi nào? Diệp thần nhìn chằm chằm cây thần con ngươi, hỏi. Cái gì Tôn Di? Cây thần trợn mắt hốc mồm, ngũ quan trên mang vẻ sợ hãi. Khi thấy Diệp thần luân hồi thiên quốc xuất hiện, nó liền lại cũng không có mới vừa cuồng bạo cùng bướng bỉnh, chỉ có sợ hãi. Diệp thần khí tức bây giờ rất khủng bố, luân hồi huyết mạch đang cháy, như muốn trấn áp chư thiên luân hồi uy áp. Đủ để nghiền nát hết thảy ảo tưởng. Cây thần không dám đối kháng, nhưng nó thật không biết cái gì Tôn Di. Chết! Diệp thần ra mặt co giúp một tí, cũng không có chút nào nói nhảm, bàn tay vung ra, liền khiến cho ra một chiêu cửu thiên thần thuật, thần diệt thiên chiếu công. Cái này thần diệt thiên chiếu công, ở cửu thiên thần thuật bên trong, có thể nói là cấm thuật, khí tức hủy diệt cực kỳ khủng bố, đối với thân thể con người tổn thương cực lớn. Nhưng Diệp thần huyết mạch mạnh mẽ. Tu luyện thần diệt thiên chiếu công mang cho hắn tác dụng phụ, cơ hồ có thể không đáng kể. Hắn thi triển thần diệt thiên chiếu công,
cũng sẽ không có chút nào cản trở. Liền gặp hủy diệt gió bão, ở Diệp Thần trong tay nổ lên, một vòng đại biểu hủy diệt màu đen mặt trời, chậm rãi dâng lên. Đây là thần diệt thiên chiếu công hắc ám thở mạnh voi. Ở màu đen kia mặt trời hạch tâm, còn hàm chứa một chút đỏ thẫm mồi lửa, đó là đạo linh lửa hơi thở. Diệp Thần lấy đạo linh lửa, lớn mạnh thần diệt thiên chiếu công uy lực. À à à, cây thần phát ra kêu thảm thiết, ở hắc nhật thiên chiếu dưới, nó thân cây đùng đùng bốc cháy, hoàn toàn không ngăn được Diệp Thần cái này đáng sợ thần thông. Đặc biệt là đạo linh lửa, đối nó cái loại này thuộc tính mộc thần ma, còn có đặc thù khắc chế hiệu quả. Luân hồi chi chủ, mau dừng lại. Phong Vân nhị sứ thấy Diệp Thần ra tay, muốn chu diệt cây thần, nhất thời bị sợ hết hồn, lật đật bay tới muốn ngăn cản. Nhưng, thần diệt thiên chiếu công hòa lẫn đạo linh lửa, uy thế quá kinh khủng. Chỉ là hô hấp tới giữa, cây kia thần sẽ bị Diệp Thần cháy thành kiếp bụi. Cùng Phong Vân nhị sứ chạy đến thời điểm, cây thần đã hóa thành tro tàn, theo gió tiêu tán. Tuy nói cây thần năng ở ảo tưởng cùng chân thực tới giữa biến đổi, nhưng ở Diệp Thần luân hồi uy áp hạ, như vậy biến đổi thủ đoạn, nhưng là không có hiệu quả chút nào. Phía dưới các võ giả, thấy Diệp Thần ung dung giết chết cây thần, nhất thời sợ ngây người. Bọn họ ngửa mặt trông lên bầu trời đêm, ở màu đen kia mặt trời nổi bật hạ, Diệp Thần bóng người, cô độc lạnh lùng được giống như là một cái người thí thần, không mang theo một chút cảm tình. Luân hồi lực lượng, lại mạnh mẽ như vậy. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết mặt đẹp hơi biến sắc. Xa xa kiếm kia cửa trưởng giáo Trương Thanh Vũ, mắt thấy Diệp Thần thủ đoạn, cũng là hoảng sợ. Nếu như là bọn họ ra tay, đối mặt cây thần chân huyễn biến đổi thủ đoạn, nhất định là đặc biệt khó giải quyết. Nhưng, Diệp Thần mượn luân hồi uy áp, bất kể là ảo tưởng hay là chân thực, cũng một thể trấn áp, đơn giản là vô địch. Chẳng lẽ ta đời này, cũng không cách nào đuổi kịp hắn bước chân sao? Vũ Hoàng Ngạo Tuyết có lòng không cam lòng, ánh mắt mười phần như đưa đám, được đả kích thật lớn. Mà Diệp Thần đánh chết cây thần sau đó, nhân quả bắt, nhất thời hiểu rõ tất cả thiên cơ. Thì ra là như vậy, là cỏ thần hơi thở sao? Tôn gì không ở nơi này? Diệp Thần cười khổ một tí, hắn mới vừa từ cây thần trong con ngươi, thấy được Tôn gì bóng người, thật ra thì đó là cỏ thần đầu ánh. Cỏ thần là chín thần một trong, hết thảy hoa cỏ cây cối nắm giữ thần linh. Cây thần từ trong ảo tưởng ra đời, vậy có cỏ cây hơi thở, sau lưng mang theo cỏ thần nhân quả. Tôn gì bị cỏ thần chọn chúng, là tương lai cỏ thần truyền nhân. Cho nên, Diệp Thần mới từ cây thần trong con ngươi, thấy Tôn gì bóng người, đó là cỏ thần thiên cơ đầu ánh. Xem ra Tôn gì cô nàng kia, thật muốn định trước trở thành cỏ thần. Diệp Thần nghĩ thầm, thật ra thì hắn sớm nên biết, Tôn gì còn bị khốn tại thiên ma tinh hải bên trong, không thể nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bỏ mặc ngươi là thần là người, ngươi thủy chung là ta Diệp Thần người phụ nữ. Diệp Thần tinh thần phấn chấn, lại nhìn hướng ẩn đảo bốn phía. Liền gặp cây thần sau khi chết, ẩn đảo lên hoa cỏ cây cối, đều là nhanh chóng khô héo, thành một phiến hoang vu thế giới. Ở nơi này hoang vu hòn đảo trung tâm, xây dựng trước một tòa phong cách cổ xưa khoáng đạt thần điện. Diệp Thần ánh mắt, hướng thần điện nhìn, tim đập đứng lên. Không nghi ngờ chút nào, ẩn đảo tất cả bí mật, đều ở đây vậy thần điện bên trong. Hắn vậy rất muốn tìm tòi kết quả, nhưng hắn vậy sợ, mình nếu là vào cái này thần điện, liền lại cũng không ra được, giống như đi qua vạn cổ trong năm tháng, tất cả bị lạc ở ẩn đảo người trên như nhau. Luân hồi chi chủ, người giết chết cây thần, đây có thể phiền toái. Phong Vân nhị sứ bay đến Diệp Thần bên người, phong sứ giả có chút không biết làm sao cười khổ nói. Có phiền toái gì? Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, hỏi. Ta ẩn đảo trên có rất nhiều bảo vệ đại trận, cũng là dựa vào cây thần mà bố trí, cây thần vẫn diệt, những cái kia bảo vệ đại trận, toàn bộ mất đi hiệu lực, nếu là ngoại địch xâm lược. Phong sứ giả thanh âm tràn đầy lo âu. Các ngươi ẩn đảo thần bí như vậy, ai có thể tìm tới nơi này? Diệp Thần nói. Thôi, các ngươi coi như là thông qua khảo nghiệm, đi chỗ đó tòa cung điện bên trong, các ngươi muốn biết tất cả bí mật, cũng ở trong đó. Phong sứ giả không biết làm sao cười khổ, lập tức tuyên bố tất cả võ giả, cũng coi là thông qua khảo nghiệm, sau đó hắn vung tay lên, mang Vân sứ giả rời đi, tựa hồ là phải đi tu bổ khẩn cấp đại trận. Thấy cây thần vẫn diệt, Phong Vân nhị sứ rời đi, toàn trường tất cả võ giả, chố mắt nhìn nhau.
Bọn họ ánh mắt, nhìn về phía trước vậy thần điện, lại mang một chút sợ hãi kính sợ. Ẩn đảo thần bí nhất bí mật, ngay tại bên trong thần điện, nhưng không người dám đi vào. Ngày xưa đủ loại khủng bố lời đồn đãi, tại tất cả nhân tâm trên đầu lẩn quẩn. Chúng ta đi. Diệp Thần suy tư một hồi, liền hướng Kỳ Tư Thanh, Võ Giao Chi Nữ ra giấu tay, mang các nàng cùng đi thần điện đi tới. Đám người gặp Diệp Thần hành động, cũng là lật đật đi theo hắn phía sau. Liền Vũ Hoàng Ngạo Tuyết và Trương Thanh Vũ, vậy đi theo Diệp Thần phía sau. Tất cả mọi người đều biết, luân hồi khí vận bàng bạc, muốn phá giải ẩn đảo bí mật, vẫn là phải dựa vào Diệp Thần, những người khác đều không lòng tin. Diệp Thần đi tới thần điện trước, nhưng gặp thần điện cửa khép hờ, không biết bên trong có cái gì. Diệp Thần ca ca, ta mở ra cửa. Võ Giao đạp tiến lên, thì phải mở cửa. Không cần. Diệp Thần ngừng Võ Giao, giơ tay lên mở ra cửa. Oanh! Thần điện cửa mở ra, một cổ kim quang sáng chói, chính là bắn ra, hơi thở mênh mông vô biên, làm người ta rung động. Tất cả mọi người đều cảm thấy một hồi chói mắt, cau mày che ánh mắt, đợi được dần dần thích ứng cái này cổ kim quang, đám người liền thấy bên trong thần điện, là một màn đặc biệt nguy nga cảnh tượng. Bên trong thần điện không gian, lớn vô cùng, hơn nữa đặc biệt huyên náo, chừng mấy chục ngàn người ở bên trong, không ngừng cãi và thảo luận cái gì. Cái này đạo kiếm quyết, cùng ma đạo tướng khế, hẳn là như thế dùng. Không đúng không đúng, ma đạo kiếm quyết là hạ một bài, cái này thiên là thần phạt kiếm quyết, nên cùng thiên địa cũng sinh, cùng tự nhiên quy nhất. À, đạo này quỷ khóc kiếm quyết, ta lĩnh ngộ triệu năm, nhưng là đầu mối chút nào cũng không có. Ha ha ha, ta hiểu. Ngày này đấu thần phạt thiên ma quỷ khóc lớn đổ sát kiếm quyết, tinh túy chính là một cái đổ sát chữ. Cái này mấy chục ngàn người không ngừng cãi và nghị luận, tựa hồ cũng ở tranh luận một môn kiếm pháp bí ẩn, có người khổ tư minh tưởng, có người vò đầu bứt tai, có người suy nghĩ quá độ, thậm chí tại chỗ bị điên, cười to bôn tẩu, tình cảnh một phiến hỗn loạn. Ở thần điện trên vách tường bốn phía, còn có mái vòm trên, cũng hiện đầy màu vàng kim chữ viết. Những thứ này màu vàng chữ viết, chi chít, mênh mông như sao biển, không thể lường được. Tất cả chữ viết, đều là từ trên một tấm bia đá, đầu ánh đi ra ngoài. Tấm bia đá này, trôi lơ lửng ở trung ương đại điện bầu trời, toát ra ánh sáng sáng chói, khắc võ thiên bia ba chữ to. Khoáng đạt, bá đạo, mênh mông, vô địch, khí tức mạnh mẽ, từ nơi này khối võ thiên trên bia tản ra. Tất cả người thấy cái này võ thiên bia, đều cảm thấy tâm thần rung. Đây là, thiên bia. Diệp Thần con ngươi hơi co lại, liền cảm thấy khối này võ thiên bia, hơi thở lại có thể cùng thiên bia đặc biệt tương tự. Nhưng, lại cẩn thận xem xét dưới, Diệp Thần liền phát hiện, khối này võ thiên bia, cũng không phải chân chánh thiên bia, mà là hàng nhái. Là phỏng theo thiên bia, tạo ra bia đá. Cái đó ẩn thánh, quả nhiên gặp qua thiên tâm lão tổ. Diệp Thần nghĩ thầm, cái này võ thiên bia, nhất định là ẩn thánh tạo ra. Ẩn thánh chỉ có chân chính gặp qua thiên bia, cũng chính là thiên tâm lão tổ, mới có thể chế tạo ra khối này võ thiên bia. Mà chế tạo võ thiên bia thủ đoạn, tuyệt đối không phải bất kỳ thực tế chế tạo thuật pháp, mà là ảo tưởng pháp thuật. Diệp Thần từ vậy võ thiên trên bia mặt, vậy cảm nhận được liền ảo tưởng hơi thở. Cái đó ẩn thánh, không hổ là đã từng không không thời không cường giả, tử thần giáo đoàn ghế thứ 6 hộ pháp, nắm trong tay ảo tưởng thần thông, đơn giản là xuất thần nhập hóa. Nếu như là dựa vào chế tạo kỹ thuật mà nói, cho dù là Diệp Thần và Tiêu Tinh Hà cộng lại, cũng không thể chế tạo ra thiên bia hàng nhái. Thiên bia là cường hãn nhất luân hồi huyền bi, uy thế cực kỳ khủng bố, liền thần linh đều có thể nghiền nát. Muốn tạo thiên bia hàng nhái, từ thực tế ánh mắt trên xem, là tuyệt đối không khả năng sự việc. Chỉ có lợi dụng không không thời không ảo tưởng thuật pháp, tự ảo tưởng trên thế giới, mới có thể chế sinh ra thiên bia hàng nhái, chính là khối này võ thiên bia. Diệp Thần tinh thần, quét nhìn võ thiên bia, cảm thấy một hồi áp lực. Thật may, cái này cổ áp lực, cũng không có chân chính thiên bia như vậy khủng bố, còn ở hắn tiếp nhận trong phạm vi. Ở võ thiên bia nội bộ, Diệp Thần thấy được một môn kiếm pháp. Cái này môn kiếm pháp, so hắn trước kia thấy qua kiếm pháp, cũng phức tạp hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói là phức tạp hàng tỷ lần, hoàn toàn không thể như nhau. Cái này môn kiếm pháp tự quyết, chừng trăm triệu tỷ vạn an, như vũ trụ tinh đếm, hoàn toàn không thể lường được.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ là xem những thứ này kiếm quyết chữ viết, có thể liền phải hao phí hơn 10.000 năm thời gian. Những thứ này kiếm quyết chữ viết, đơn độc xốc lên một đoạn đi ra, đều là bác đại tinh thâm, tinh vi huyền ảo, có thể biến thành một môn độc lập kiếm quyết, uy lực cũng là long trời lở đất. Nếu như tất cả kiếm quyết chữ viết, thông hiểu đạo lý, vậy thì thật là không cách nào tưởng tượng thâm ảo, uy lực vậy là không cách nào tưởng tượng mạnh mẽ. Tam thập tam thiên thần thuật, thiên đấu thần phạt thiên ma quỷ khóc lớn đổ sát kiếm quyết. Diệp thần hoàn toàn kinh hãi, cái này môn kiếm pháp, lai lịch đặc biệt khủng bố, lại là tam thập tam thiên thần thuật một trong, hơn nữa còn là hạng thứ ba tồn tại. Kỳ danh là thiên đấu thần phạt thiên ma quỷ khóc lớn đổ sát kiếm quyết. Gọi tắt là thiên đấu lớn đổ sát kiếm. Cửa này thiên đấu lớn đổ sát kiếm, nếu như luyện thành, uy lực so với phong hỏa linh tổ đại mộ thần kiếm, sợ rằng còn lợi hại hơn triệu lần. Đại mộ thần kiếm, ở Diệp thần trong mắt, đã là gần như nghịch thiên kiếm pháp, đủ để mai táng thực tế hết thảy, cũng tiên đế cũng có thể chém chết. Nhưng cái này thiên đấu lớn đổ sát kiếm, so với đại mộ thần kiếm, còn lợi hại hơn triệu lần, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ. Ở tam thập tam thiên thần thuật bên trong, thiên đấu lớn đổ sát kiếm hạng thứ ba, đã đến gần trung cực. Cái này võ thiên bia bên trong, đang hàm chứa thiên đấu lớn đổ sát kiếm tất cả kiếm quyết bí ẩn. Diệp thần muốn phải cẩn thận nghiên cứu, nhưng luân hồi mộ địa bên trong, hoàng lão thanh âm đột nhiên vang lên, quát lên, đừng tìm chết. Tiểu tử! Diệp thần sửng sốt một chút, nói cái gì? Hoàng lão thanh âm tràn đầy ngưng trọng, nói, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này thấy thiên đấu lớn đổ sát kiếm. Đây là đến gần cuối cùng kiếm pháp, cho tới bây giờ không người nào có thể luyện thành. Cái này môn kiếm pháp, quá thâm ảo, vậy đặc biệt hấp dẫn người, người bất kỳ muốn điều nghiên cái này môn kiếm pháp, cũng sẽ chìm đắm vào đi vào, không cách nào tự kiềm chế, hao hết vạn cổ thời gian, cuối cùng ở khổ tư minh tưởng mài mòn bên trong chết đi, không tin ngươi xem những người này. Diệp thần ngẩn ngơ, ánh mắt lần nữa nhìn về phía thần điện phòng khách. Ở trong đại điện, mấy chục ngàn cái võ giả cãi và nghị luận, đều ở đây tranh luận thiên đấu lớn đổ sát kiếm bí ẩn. Bọn họ ánh mắt, thủy chung là nhìn chăm chú thần điện bốn vách hoặc khung trên đỉnh chữ viết, người người như mê tựa như say, cũng chìm đắm trong cái này môn kiếm pháp thần bí bên trong. Đi theo Diệp thần mà đến các võ giả, có người thấy trên vách tường kiếm quyết chữ viết, lập tức bị hấp dẫn đi vào. Ồ, một kiếm này ngược lại là tuyệt diệu. Đây là tam thập tam thiên thần thuật. Thiên đấu lớn đổ sát kiếm. Ta nếu là luyện thành thiên đấu lớn đổ sát kiếm, há chẳng phải là vô địch thiên hạ. Rất nhiều võ giả bị hấp dẫn, bước vào trong đại điện, tìm một chỗ trống ngồi xuống, vậy bắt đầu nghiên cứu trên vách tường kiếm quyết bí ẩn. Bọn họ rất nhanh như vào ma vậy, hoặc là khổ tư minh tưởng, hoặc là như mê tựa như say, hoặc là bắt tim gãi gan, các loại hình dáng, làm người ta khiếp sợ. Lại có chút võ giả, kinh hô lên. Ở trong đại điện, thấy được đã từng khuôn mặt quen thuộc. Trưởng lão, ngươi không phải ở trăm ngàn năm trước mất tích sao? Lúc đầu ngươi không có chết. Sư phụ, ngươi vẫn luôn ở nơi này ẩn đảo phía trên sao? Ngươi nếu còn sống, tại sao không có tin tức truyền về? Đã từng là ẩn đảo, ở thái thượng thế giới bên trong, mời rất nhiều cao thủ. Những cao thủ này, đi ẩn đảo sau đó, cũng chưa có trở về lại. Hiện tại, mới tới các võ giả, ở trong đại điện, thấy được không thiếu ngày xưa người mất tích, trong đó thậm chí có mình sư trưởng. Nha, ta thiên võ tiên môn mấy cái cao cấp trưởng lão, cũng ở nơi đây. Võ giao lấy làm kinh hãi, ở đám người bên trong, tìm được mấy cái tóc bạc hoa râm ông già. Mấy cái này ông già, đều là đã từng thiên võ tiên môn cao cấp trưởng lão, sau đó đi ẩn đảo, cũng chưa có trở lại. Bọn họ vắng mặt, để cho được thiên võ tiên môn tổn thất thảm trọng, sau đó đối kháng vạn khư thần điện, cũng là rơi xuống hạ phong. Các vị trưởng lão, các ngươi có tốt không? Võ giao đi lên phía trước, gọi nói. Vậy mấy cái ông già đang si ngốc nhìn trên vách tường kiếm quyết chữ viết, ở khổ tư minh tưởng trước, tựa hồ không nghe được võ giao mà nói, người người như pho tượng yên lặng. Diệp thần một hồi ngạc nhiên, cũng muốn đi lên xem, nhưng phát hiện Kỳ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Diệp Lạc Nhi bốn nữ, đều là si ngốc nhìn trên vách tường kiếm quyết. Không muốn xem, chú ý mê mệt. Diệp thần kêu to quát lên. Kỳ Tư Thanh nói, kiếm pháp này có chút lợi hại,
Diệp thần, người xem một chiêu này làm sao rõ ràng. Nàng vừa nói, một bên ngón tay nhập lại làm kiếm, diễn luyện dạy kiếm pháp chiêu số. Diệp thần bộ dạng sợ hãi thất sắc, kêu lên, Tư Thanh, đừng xem, kiếm pháp này có cổ quái, một khi ngươi chìm đắm trong đó, liền lại cũng không thể tự kềm chế. Kỷ Tư Thanh nói, có cái gì không thể tự kềm chế, hừ, ta cũng không tin, lấy thiên phú ta, còn lĩnh ngộ không được một chiêu này kiếm quyết. Nàng nói xong, liền tự mình phi thân tới, trôi lơ lửng ngồi xếp bằng ở giữa không trung, ngắm nhìn phía trước trên vách tường kiếm quyết, ngay tức thì liền tiến vào trạng thái si mê. Diệp thần muốn kéo nàng trở về, cũng kéo không ở, bay lên quát lên, Tư Thanh, người nhập ma, mau tỉnh lại. Đưa tay muốn đi kéo tay nàng cánh tay. Chớ phiền ta. Kỷ Tư Thanh lĩnh ngộ trạng thái, bị Diệp thần cắt đứt, nhất thời giận dữ, mở ra hắn tay, nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn hắn một mắt, vừa quay đầu ngắm nhìn trên tường kiếm quyết. Diệp thần tay cứng ở giữa không trung, nhất thời ngẩn ra mắt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Kỷ Tư Thanh lại có thể cứ như vậy nhập ma, hoàn toàn mê mệt ở trên trời lớn chừng cái đấu đổ sát kiếm bí ẩn bên trong đi. Liền Kỷ Tư Thanh đều như vậy, vậy. Diệp thần xem xuống phía dưới, liền gặp Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Diệp Lạc Nhi ba phụ nữ, cũng đều tự tìm cái vị trí, yên lặng điều nghiên thiên đấu lớn đổ sát kiếm bí ẩn, cũng là ngay tức thì si mê. Diệp Lạc Nhi trong miệng lẩm bẩm, chờ ta luyện thành kiếm này, sẽ có thể giúp Diệp đại ca giết sạch tất cả kẻ địch. Diệp thần bộ dạng sợ hãi run sợ, lại thấy Vũ Hoàng Ngạo Tuyết và Trương Thanh Vũ, đều bị kiếm quyết hấp dẫn. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết khóe miệng nhếch một cái nụ cười, tự mình nói, ta cho tới bây giờ không gặp qua, như thế lợi hại kiếm pháp, nếu như học thành, chỉ sợ liền nghĩa phụ cũng không đánh lại ta, muốn chu diệt luân hồi, há chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Thoáng chốc tới giữa, trừ Diệp thần và võ giao bên ngoài, tất cả bị mời tới ẩn đảo võ giả, toàn bộ thất thủ. Diệp thần sống lưng mồ hôi lạnh nhễ nhại, hắn rốt cuộc biết, tại sao vạn cổ tới nay, cho tới bây giờ không có ai rời đi ẩn đảo. Bởi vì những người này, toàn bộ chìm đắm trong thiên đấu lớn đổ sát kiếm bí ẩn bên trong, tất cả mọi người đều giống như nhập ma, không cách nào tự kềm chế. Ẩn thánh mời người tới ẩn đảo, cũng không phải muốn giết người, mà là muốn phá giải ngày này lớn chừng cái đấu đổ sát kiếm bí ẩn. Thiên đấu lớn đổ sát kiếm, đây chính là tam thập tam thiên thần thuật. Hạng thứ ba tồn tại, từ ra đời bắt đầu đến ngày hôm nay, cho tới bây giờ không có người có thể luyện thành. Truyền thuyết, nếu như luyện thành một kiếm này, có thể chém chết chư thiên hết thảy thần ma, hùng bá chư thiên thời không vô địch. Ngày này lớn chừng cái đấu đổ sát kiếm, cũng là hiện tại tam thập tam thiên thần thuật bên trong, cường đại nhất, kinh khủng nhất, nhất là vô địch tồn tại. Còn như xếp hạng thứ nhất, hạng thứ hai thần thuật, trước mắt chỉ tồn tại ở ảo tưởng bên trong. Còn không có chân chính ra đời, chỉ là một khái niệm. Kỷ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Diệp Lạc Nhi, toàn bộ thất thủ. Diệp thần tạm thời tới giữa, cũng không biết như thế nào cho phải, vội vàng đi tới võ giao bên người. Ở võ giao liên tục kêu lên hạ, vậy mấy cái thiên võ tiên môn cao cấp trưởng lão, rốt cuộc cũng là phục hồi tinh thần lại. Võ giao tiểu thư, là ngươi sao? Mấy trưởng lão có chút ngẩn ra. Là ta. Võ Giao nói. Ha ha, người cũng lớn như vậy. Mau tới xem, chúng ta có một chiêu kiếm quyết, từ đầu đến cuối không thể lĩnh ngộ. Võ Giao tiểu thư, người dị bẩm thiên phú, người cùng chúng ta cùng nhau xem, một kiếm này bí ẩn. Mấy trưởng lão mời Võ Giao, ngón tay nhập lại hướng trên vách tường kiếm quyết. À. Võ Giao đáp một tiếng, ánh mắt liền nhìn sang. Không muốn. Diệp thần kêu to, muốn quát bảo ngưng lại. Nhưng, đã muộn. Võ Giao thấy kiếm kia quyết chữ viết sau đó, liền lộ ra một hồi kinh dị hứng thú thần sắc, nói. Kiếm pháp này ngược lại là tuyệt diệu. Nàng lại nghe đến Diệp thần thanh âm, quay đầu cười nói, Diệp thần ca ca, nơi này có khắc một môn kiếm quyết, nhìn như rất lợi hại dáng vẻ, chúng ta ngồi xuống cùng nhau điều nghiên đi. Nói xong, nàng không cùng Diệp thần đáp lại, mình liền ngồi xuống, đi điều nghiên vậy kiếm quyết bí ẩn. Một bên lại cùng chung quanh mấy trưởng lão, nói chuyện với nhau trước. Diệp thần thấy vậy, một trái tim hoàn toàn lạnh. Liền Võ Giao cũng trầm mê, hơn nữa còn là ngay tức thì mê mệt. Nàng nhưng mà tiên đế à. Liền tiên đế đạo tâm, đều không cách nào chống lại ngày này lớn chừng cái đấu đổ sát kiếm bí ẩn. Ngày này lớn chừng cái đấu đổ sát kiếm,
đơn giản là không thể tưởng tượng nổi khủng bố. Không, Diệp Thần tim đang co rúc lại, hắn tuyệt đối không thể nhìn Võ Giao, Kỷ Tư Thanh các nàng thất thủ. Diệp Thần ánh mắt, nhìn về treo lơ lửng trên không trung Võ Thiên Bia. Đây là hết thảy tội ác căn nguyên. Thần điện bốn vách cùng khung trên đỉnh chữ viết, toàn bộ là Võ Thiên Bia đầu ánh đi ra ngoài. Chỉ cần phá hủy Võ Thiên Bia, là có thể đem Võ Giao các nàng khoác cứu ra. Long đấu thương, phá cho ta. Diệp Thần ánh mắt lẫm liệt, nham thổ tinh khí hội tụ, ở trong tay hắn hóa thành một cán cổ xưa chiến thương, hất tay ném một cái, liền hướng vậy Võ Thiên Bia nổ bắn ra ra. Suy, một màn kinh người xuất hiện, làm rồng đấu thương bắn trúng Võ Thiên Bia, lại thật giống như đánh trúng không khí, trực tiếp xuyên thấu đi qua, rồi sau đó thật giống như bị cái gì vặn vẹo quy luật bọc lại, vỡ vụn thành bổn nguyên linh khí. Mà thần điện bên trong, phần lớn người chìm đắm trong thiên đấu lớn đổ sát kiếm bí ẩn bên trong, chỉ có một số ít người nhìn về phía Diệp Thần. Khi bọn hắn phát hiện, Diệp Thần cũng không có tạo thành cái gì phá hoại sau đó, tâm tư lại lần nữa đặt ở kiếm quyết bên trong. Diệp Thần thấy vậy, trong mắt cũng là hơi co rúm một cái. Cái này Võ Thiên Bia, từ trong ảo tưởng ra đời, ở gặp phải hủy diệt công kích thời điểm, có thể tự động hóa làm hư ảo, né tránh công kích. Diệp Thần mới vừa một súng, cũng không có thể chân tránh thương tổn tới Võ Thiên Bia. Thật là tà môn. Diệp Thần khẽ cắn răng, cũng không có buông tha, hai quả đấm nắm chặt, liền chuẩn bị mở long đằng mệnh tinh, không tiếc bất cứ giá nào, đem vậy Võ Thiên Bia phá hủy. Chỉ cần long đằng mệnh tinh mở, ở hắn luân hồi huyết mạch uy áp hạ, tất cả ảo tưởng khái niệm, đều phải sụp đổ hủy diệt. Luân hồi chi chủ, đừng xung động. Vừa lúc đó, một đạo già nua thanh âm đạm mạc, truyền tới Diệp Thần trong lỗ tai. Diệp Thần sửng sốt một chút, bởi vì hắn cảm thấy, thanh âm này là từ vậy Võ Thiên Bia bên trong truyền ra. Hoặc là, chúng ta có thể trò chuyện một chút. Thanh âm kia tiếp tục nói. Ngươi là, ẩn thánh. Diệp Thần bắt được cái gì, tim mãnh liệt một hồi nhảy lên. Là ta, lên đây đi. Thanh âm kia tự nhận là ẩn thánh, nói. Diệp Thần ánh mắt hơi chớp động, suy tư một phen, bàn tay rút lại tay áo bảo bên trong, âm thầm suy diễn cát hung, nhưng cũng không thấy được gì mặt mũi. Bất quá, hắn nghĩ thầm, nếu như ẩn thánh thật muốn động thủ, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Huống chi, chỉ cần là ở thế giới hiện thật, ẩn thánh thực lực, liền tất nhiên bị thực tế hạn chế. Coi như thật đánh, Diệp Thần vậy sẽ không dễ dàng sa sút. Lập tức, Diệp Thần hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, thân thể chớp mắt, đi tới Võ Thiên Bia trước. Một cổ mãnh liệt hấp lực, phải đem hắn hấp dẫn đi vào. Diệp Thần không có kháng cự, bình tĩnh tiếp nhận. Hạ một sát, hắn liền bị hấp dẫn Võ Thiên Bia nội bộ không gian. Đây là một phiến ảo tưởng không gian, chung quanh khắp nơi nổi lơ lửng sương mù dày đặc, cánh hoa, mưa nhỏ, nhẹ tuyết. Tuyệt không phải thế giới hiện thật. Bởi vì ở chỗ này, Diệp Thần không có bắt được bất kỳ thực tế quy luật, chỉ có ảo tưởng phù phiếm. Ở nơi này phiến ảo tưởng thế giới bên trong, một cái ông già, đang chắp hai tay sau lưng, mỉm cười chờ đợi Diệp Thần. Hắn gặp Diệp Thần tới, cười một tiếng, làm một động tác tay mời, mình ngồi xuống trước. Chung quanh vốn là chỉ có sương mù dày đặc cánh hoa, mưa nhỏ nhẹ tuyết, nhưng hắn ngồi xuống thời điểm. Liền xuất hiện một cái đỉnh nhỏ, xuất hiện băng đá bàn đá, nước trà ly bình, chung quanh xuất hiện sơn xuyên rừng rậm, thác nước phi lưu. Hết thảy đều là thần kỳ như vậy tự nhiên, tất cả mọi thứ, thật giống như trời xanh là ở chỗ đó, ảo mộng được không giống như là thực tế. Diệp Thần bước chân vào cái này phiến ảo tưởng không gian, giống như là qua lại tiến vào một cái ảo tưởng thế giới, trên trời dưới đất như con bướm vậy, từng đạo chữ viết phiêu bay ra. Những thứ này chữ viết như mang một cổ ma lực thần kỳ, để cho người nhìn một cái, liền bỏ không được rời đi ánh mắt. Đó là thiên đấu lớn đồ sát kiếm kiếm quyết chữ viết. Muốn đào hố hại ta. Diệp Thần ánh mắt lẫm liệt, dưới chân luân hồi thiên quốc chói lọi nổ lên, cuồng bạo luân hồi lực lượng, lập tức đem những cái kia hư phủ chữ viết xé nát, thiên đường trật tự, ở nơi này phiến ảo tưởng không gian thành lập. Cái này phiến ảo tưởng thế giới, có thiên đường căn cơ. Diệp Thần mỗi bước ra một bước, đều là chân đạp mặt đất, không có bị một chút ảnh hưởng. Vậy ông già thấy vậy, cười ha ha một tiếng, hướng Diệp Thần nâng ly nói, không cần khẩn trương, luân hồi chi chủ, ta không muốn tổn thương ngươi, chỉ là cái này phiến Võ Thiên Bia thế giới,
vốn là mang theo thiên đấu lớn đổ sát kiếm bí ẩn, mời ngồi. Diệp thần gặp vậy ông già thần sắc ôn hòa, cũng không sát ý, khẽ cau mày, liền ngồi xuống. Ngươi chính là ẩn thánh? Diệp thần hỏi. Hắn cùng ông già mặt đối mặt, nhưng như cũng không nhìn thấu đối phương tu vi. Lão già kia thân thể, cũng là tựa như thật như ảo, không đoán được. Đúng vậy. Ông già gật đầu. Hắn chính là trong truyền thuyết ẩn thánh. Ngươi nhiều năm qua, mời thái thượng thế giới các phe cao thủ, tới ngươi ẩn đảo, là vì phá giải thiên đấu lớn đổ sát kiếm bí ẩn. Diệp thần trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi. Đúng vậy, luân hồi chi chủ, ngày này lớn chừng cái đấu đổ sát kiếm, có thể nói là đời này kỷ nguyên, lợi hại nhất kiếm pháp, ở tam thập tam thiên thần thuật bên trong, hạng thứ ba. So nó cường hãn thần thuật, xếp hạng thứ nhất thứ hai tồn tại, còn chỉ là tồn tại ở ảo tưởng khái niệm bên trong, cũng không từng chân chính hạ xuống. Ai luyện thành ngày này lớn chừng cái đấu đổ sát kiếm, đều có thể chém ngang đời này kỷ nguyên vô địch, giết chết hết thảy thần linh, đồ thần như đổ sát heo chó. Ẩn thánh nói, thanh âm mang một hồi hướng tới, không che giấu được kích động. Vô địch kiếm pháp, sau khi luyện thành, chân chính vô địch tại đời này kỷ nguyên, khổng lồ như vậy cám dỗ, không người có thể ngăn cản được. Diệp thần thấy ẩn thánh như vậy khát vọng hình dáng, lại liên tưởng đến Võ Giao, Kỳ Tư Thanh, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết đám người si mê, sống lưng không khỏi được dùng cả mình. Nếu như hắn cũng đi điều nghiên ngày trước lớn chừng cái đấu đổ sát kiếm bí ẩn, có lẽ cũng đã trầm mê. Luân hồi chi chủ, người thiên phú, vô địch thiên hạ, ta lần này mời ngươi tới đây, là muốn mời ngươi phá giải kiếm pháp này bí ẩn. Một khi ngươi phá giải thành công, muốn chém ngang thái thượng thế giới vô địch, đó là dễ như trở bàn tay, cũng có thể thay ta đối phó một tên địch. Ẩn thánh ánh mắt sắc bén, nói. Ngươi làm sao như thế khẳng định, ta sẽ giúp ngươi. Diệp thần nói. Ha ha, Tố Văn luân hồi chi chủ, trọng tình trọng nghĩa. Ngươi ở ta nơi này học biết liền thiên đấu lớn đổ sát kiếm, lớn như vậy nhân quả, chắc hẳn ngươi vậy sẽ báo đáp. Ta tin tưởng Dạ Mẫu ánh mắt, coi như ta nhìn lầm người, nàng cũng sẽ không nhìn lầm người. Ẩn thánh mỉm cười nói, đặc biệt tin tưởng Diệp thần làm người. Huống chi Diệp thần sau lưng, còn có Dạ Mẫu bóng người. Diệp thần cười ha ha một tiếng, nói ẩn thánh tiền bối, sợ rằng phải để cho ngươi thất vọng. Như thế nhiều thái thượng thế giới cao thủ, đều không có thể phá giải thiên đấu lớn đổ sát kiếm. Thậm chí, liền ngươi cái này đến từ không không thời không cường giả, cũng là bó tay, ta thì như thế nào có thể phá giải. Dừng một chút, Diệp thần trong mắt dâng lên một chút hàn mang, bạn ta toàn bộ thất thủ mê mệt, ta chỉ cầu tiền bối khai ân, để cho các nàng khôi phục thanh tỉnh. Nói xong lời cuối cùng, Diệp thần cũng là tỏ rõ liền mình thái độ. Hắn muốn ẩn thánh ra tay. Đem Kỷ Tư Thanh, Võ Giao các người, toàn bộ khoác cứu ra. Nếu như ẩn thánh không chịu, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cướp lấy cái này Võ Thiên Bia quyền khống chế, tiến tới hủy diệt Võ Thiên Bia, từ căn nguyên trên giải quyết vấn đề. Ẩn thánh cảm nhận được Diệp thần khí tức lạnh lùng, gương mặt hơi có chút cứng ngắc, nói các nàng chìm đắm trong thiên đấu lớn đổ sát kiếm mênh mông bí quyết bên trong, ta cũng không có thể thức tỉnh. Luân hồi chi chủ. Người có thể tự đi lĩnh ngộ kiếm pháp này bí ẩn, chờ ngươi lĩnh ngộ thành công, thay các nàng giải thích nghi hoặc giải đáp nghi vấn, các nàng dĩ nhiên là có thể thanh tỉnh. Diệp thần vừa nghe, chân mày cau lại, trầm giọng nói, người muốn ta cũng đi vào trầm luân. Hắn rất có tự mình hiểu lấy, coi như mình thiên phú lợi hại hơn nữa, chỉ ít vạn năm trong thời gian, là không thể nào lĩnh ngộ ngày này lớn chừng cái đấu đổ sát kiếm. Thiên đấu lớn đổ sát kiếm, chỉ là kiếm quyết chữ viết số lượng. Liền như vũ trụ tinh thần vậy mênh mông, người bình thường muốn đơn giản hơn đọc toàn bộ một lần, cũng phải hao phí vạn năm thời gian, muốn lĩnh ngộ, vậy lại càng không biết phải hao phí bao lâu. Thấy Kỳ Tư Thanh, Võ Giao, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết đám người si mê kết quả, Diệp thần chỉ sợ mình vậy mất vào tay giặc đi vào. Diệp thần bàn tay gân xanh nổi lên, luân hồi thiên kiếm ở trong lòng bàn tay hiện lên, xúc thế đãi phát. So với đi hiểu thiên đấu lớn đổ sát kiếm. Trực tiếp giải quyết hết ẩn thánh, có lẽ đơn giản hơn rất nhiều. Hắn mắt lạnh nhìn ẩn thánh, tự định giá chiến đấu thành coi là. Ẩn thánh gặp Diệp thần chuẩn bị động thủ, diễn cảm cứng ngắc, cười nói, luân hồi chi chủ, chớ xung động, ta nói ta không có ác ý. Thật ra thì năm đó ta gặp một cái thiên phú người, hắn tên là Tịch Thần, hắn lĩnh ngộ qua một chút. Đáng tiếc chỉ là một chút.
ta từ trên mình ngươi tựa hồ thấy được tịch thần nhân quả, các ngươi tiếp xúc qua. Ngươi có thể hay không học hắn võ đạo? Diệp Thần hơi ngẩn ra, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ tự ẩn thánh trên mình nghe được tịch thần rơi xuống. Ban đầu tịch thần muốn truyền thụ mình tuyệt học, bị hắn cự tuyệt. Hắn quả thật và tịch thần còn có nhân quả không đoạn. Thật chẳng lẽ nhất định phải và tịch thần dính? Nếu như học biết liền tịch thần võ đạo, có phải hay không sẽ dễ dàng hơn hiểu ngày này lớn chừng cái đấu đổ sát kiếm? Dĩ nhiên hết thảy các thứ này tràn đầy không biết, dưới mắt đối Diệp Thần mà nói trọng yếu nhất chính là tỉnh lại Kỳ Tư Thanh các người. Hắn con người đông lại một cái, nhìn về phía ẩn thánh, không muốn nói sang chuyện khác. Ẩn thánh hiển nhiên cảm giác được Diệp Thần có chút tức giận, vội vàng nói, có một cái đơn giản biện pháp, có thể thức tỉnh người ngươi. Diệp Thần nói, biện pháp gì? Ẩn thánh nói, này các nàng uống ngươi luân hồi máu, các nàng tự nhiên có thể thanh tỉnh, bọn hắn đúng là nhập ma, nhưng ngươi luân hồi máu, có thể ích dịch hết thảy ma tính, nhưng, đây đối với ngươi tiêu hao, đặc biệt to lớn. Diệp Thần nói, ta không có vấn đề, đa tạ tiền bối cho biết, vậy ta cáo từ trước. Hắn biết có biện pháp giải quyết, trong lòng tưởng nhớ chúng nữ an nguy, liền muốn đứng dậy rời đi. Ha ha, ngươi trăm ngàn cay đắng tới gặp ta, liền đi như vậy sao? Ẩn thánh cười nói. Diệp Thần trong lòng rét một cái, hắn trăm ngàn cay đắng đi tới ẩn đảo, đúng là điều không phải muốn đi không một chuyến. Hắn là muốn tự ẩn thánh trong miệng, biết được thiên tâm vực bí mật. Suy tư luôn mãi, Diệp Thần lại lần nữa ngồi xuống, ngưng mắt nhìn ẩn thánh, ngưng trọng hỏi. Ẩn thánh tiền bối, muốn đến ngươi cũng biết, ta chuyến này ý đồ, nếu như thuận lợi, xin cho biết thiên tâm vực bí mật. Thành tựu báo đáp, ngươi muốn đối phó địch nhân gì, ta có thể hơi hết sức miên mỏng lực. Diệp Thần giọng khá là khiêm nhường, ngược lại không phải là trắng muốn không ẩn thánh hỗ trợ, vậy lái ra tiền đặt cuộc. Nếu ẩn thánh có kẻ địch muốn đối phó, hắn vậy có thể giúp một tay, chính là không biết địch nhân kia là ai. Ẩn thánh khẽ mỉm cười, nói ta địch nhân kia, thực lực thông thiên hoàn toàn, lợi hại cũng không bên bước, người muốn đối phó hắn, trừ phi là luyện thành thiên đấu lớn đổ sát kiếm. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, nói. Không biết tiền bối cửu địch là ai? Ẩn thánh nói, hắn chính là thiên bia hóa thân, thiên tâm vực nắm giữ, thiên tâm lão tổ. Diệp Thần nghe được thiên tâm lão tổ bốn chữ. Trong lòng đại chấn. Hắn thật ra thì sớm có dự liệu, nhưng nghe được thiên tâm lão tổ danh hiệu thời điểm, vẫn là cảm thấy thiên cơ hỗn loạn, tựa như vạn cổ thời không đều run rẩy, đầu ông tác hưởng. Ẩn thánh thấy Diệp Thần vẻ mặt này, cười khổ một tí, nói thiên tâm lão tổ thực lực, muốn đến ngươi cũng có thể đoán được. Ừ, Diệp Thần bàn tay nắm chặt liền một tí, lại dương ra, bắp thịt không tự chủ được căng thẳng, thật giống như đối mặt nguy hiểm dã thú. Thiên tâm lão tổ, chính là thiên bia hóa thân. Thiên bia năng lượng, vậy là không cách nào tưởng tượng khủng bố, so với thiên hoàng cổ trung, nhân hoàng thánh đao, địa hoàng sách thần vân. Vân pháp bảo, đều cường hãn hơn. Thậm chí, nếu như có thể đem thiên bia cất giấu năng lượng, toàn bộ phát huy ra được nói, vậy cả ngày đế kim luân, thiên tội cổ kiếm vân. Vân thần chí cao khí, vậy là không thể so sánh. Diệp Thần đi qua tương lai kỷ nguyên, ở tương lai. Hắn chết ở thiên nữ dưới quyền, luân hồi trận doanh người, cũng bị tất cả tàn sát. Muốn thay đổi cái này tương lai, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tìm được thiên bia. Ẩn thánh kẻ địch, chính là thiên bia hóa thân, thiên tâm lão tổ, đó đích xác là thông thiên triệt địa, không cách nào so sánh mạnh mẽ. Thiên tâm lão tổ mở ra thiên tâm vực, liền dạ mẫu và nhâm phi phàm, đều không có thể tìm được chút nào cửa vào đầu mối. Đó là trong ảo tưởng thế giới. Hoàn toàn không tồn tại tại thực tế bên trong. Tiền bối, ngươi và thiên tâm lão tổ, rốt cuộc là làm sao kết thù? Diệp Thần ngắm nhìn ẩn thánh, hỏi. Nói đến nói dài, đó là cực kỳ lâu trước chuyện. Ẩn thánh than thở một tiếng, ánh mắt mang theo vô tận bể dâu cùng thê lương. Ta năm đó thua ở hoàng hôn cự nhân dưới quyền, bị trọng thương, chưa từng không lúc nào không rơi xuống. Ta khỏi bệnh sau đó, liền du lịch bốn phương. Tìm trở về không biện pháp. Thiên tâm lão tổ tìm được ta, ta cùng hắn đi thiên tâm vực, cũng gặp được thiên bia. Khối kia thiên bia, ta không cách nào dùng lời nói hình dạng, tóm lại chính là không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ, tích chứa năng lượng, nếu như toàn bộ bùng nổ nói, phá hủy nửa không lúc nào không, hẳn là không thành vấn đề.
Nói đến thiên bia thời điểm, ẩn thánh giọng bên trong, cũng là lộ vẻ rung động cùng khen ngợi. Đó là vượt qua thần chí cao khí vĩ đại tồn tại, là luân hồi huyết mạch trình độ cao nhất. Thậm chí có thể nói, thiên bia chính là từ cổ chí kim, kinh khủng nhất, cường đại nhất, nhất vô địch đồ, đại biểu thiên ý chí, cuối cùng ý chí. Diệp thần cũng là khen ngợi. 10 khối luân hồi huyền bi, hắn đã lấy được rồi 9 khối, nhưng trước mặt 9 tấm bia đá, năng lượng cộng lại, cũng không có thiên bia mạnh mẽ. Nếu như có thể chấp trưởng thiên bia mà nói, Diệp thần phỏng đoán mình luân hồi huyết mạch, cũng có thể khôi phục nguyên vẹn. Thiên tâm lão tổ nói cho ta, hắn muốn chân chính chấp trưởng thiên bia, hắn kêu ta hỗ trợ. Hắn nói cùng hắn chấp trưởng thiên bia sau đó, liền có thể mang ta hồi không không lúc nào không. Nhưng ta biết, trừ trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, ai cũng không tư cách chấp trưởng thiên bia, liền liền thiên tâm lão tổ cũng không được. Tuy nói thiên tâm lão tổ, chính là trời bia hóa thân, nhưng thực hắn chỉ là một bia linh, tương đương với khí hồn tồn tại, hắn có thể điều động thiên bia phần nhỏ năng lượng, đại khái một phần vạn, khoảng cách hoàn toàn chấp trưởng, đó là kém được xa. Hắn mong muốn, là chân chính khống chế thiên bia, không cam lòng làm một cái bia linh, hắn muốn thành là trời bia chủ nhân. Ẩn thánh nói, thiên tâm lão tổ thực lực, rốt cuộc như thế nào? Diệp thần không nhịn được hỏi. Thiên tâm lão tổ cũng không có thể hoàn toàn khống chế thiên bia, chỉ có thể điều động một phần vạn năng lượng, đây đối với Diệp thần mà nói, dĩ nhiên là một tin tức tốt. Hắn hiện tại chỉ muốn xác thực biết, thiên tâm lão tổ thực lực. Hẳn cùng vũ hoàng cổ đế không kém bao nhiêu đâu, thuật pháp phương diện càng lợi hại hơn một ít, dẫu sao hắn từ thiên bia bên trong ra đời. Trời xanh liền nắm giữ rất nhiều không không thời không quy luật, thí dụ như ảo tưởng tạo vật, nhân quả luật các loại đồ. Ẩn thánh nói, cùng vũ hoàng cổ đế kém không nhiều sao. Diệp thần nội tâm chấn động, nhất thời cảm thấy khó giải quyết. Mặt khác, hắn vậy cảm thấy khiếp sợ. Thiên bia năng lượng, chân thực quá kinh khủng. Thiên tâm lão tổ, chỉ là khống chế một phần vạn năng lượng, thực lực liền cùng vũ hoàng cổ đế xong hết rồi. Nếu là hoàn toàn khống chế, vậy thì thật là không thể tưởng tượng nổi khủng bố. Xem ẩn thánh nói, phá hủy nửa không không lúc nào không, cũng là có khả năng lớn sự việc. Bàn về đánh giết chiến lực, thiên tâm lão tổ và vũ hoàng cổ đế tương đương, nhưng hắn tánh mạng, so với vũ hoàng cổ đế cường hãn hơn, cơ hồ là không giết chết. Hắn nắm giữ ảo tưởng cùng nhân quả luật bí pháp, cho dù chết, cũng có thể từ trong ảo tưởng sống lại, muốn xóa bỏ hắn, đặc biệt khó khăn. Ta đã từng thử nghiệm triệu hoán thiên khải giáo chủ đại nhân hạ xuống, đánh lén giết chết hắn, nhưng tiếc là hắn lại sống lại. Ẩn thánh thật sâu than thở, mặt đầy phiền muộn. Cái này thiên tâm lão tổ, có thể vô hạn sống lại. Diệp thần ra mặt rung một tí. Không không lúc nào không rất nhiều cường giả, đều có sống lại thủ đoạn, bọn họ quy tích, phân bố ở thiên thiên vạn vạn cái thời gian tuyến bên trong, thậm chí còn có ảo tưởng thời gian tuyến. Muốn giết chết một cái không không cấp cường giả, cần đem hắn tất cả tồn tại thời gian dấu vết, toàn bộ xóa đi, mới có thể chân tránh giết chết, nếu không bọn họ liền sẽ không giới hạn sống lại. Bất quá bởi vì phép tắc hạn chế, những thứ này ngoại hạng sống lại thủ đoạn, ở thế giới hiện thật khó mà thi triển, chỉ là vậy thiên tâm lão tổ, mượn thiên bia năng lượng, coi như là ở thế giới hiện thật, vậy có thể làm được vô hạn sống lại. Ẩn thánh bất đắc dĩ nói. Vậy phải thế nào giết chết thiên tâm lão tổ? Diệp thần càng ngày càng cảm thấy khó giải quyết. Hắn muốn luyện hóa thiên bia mà nói, thiên tâm lão tổ là một cái càng bất quá ngưỡng cửa, nhất định phải giải quyết. Ha ha, chỉ cần ngươi có thể luyện suốt ngày lớn chừng cái đấu đổ sát kiếm, một kiếm chém ra đi, đủ để đem thiên tâm lão tổ bằng thây vạn đoạn. Ngươi vậy chút địch nhân gì, vũ hoàng cổ đế, ma tổ vô thiên, thiên nữ vân. Vân. Cũng không ngăn nổi thiên đấu lớn đồ sát kiếm mũi nhọn. Ẩn thánh cười nói. Diệp thần nghe nói như vậy, ánh mắt nhất thời trầm xuống. Ẩn thánh nói như thế nhiều, thật ra thì chính là muốn gọi hắn tu luyện thiên đấu lớn đồ sát kiếm. Nhưng, Diệp thần biết, vậy môn kiếm pháp quá phức tạp, thái thần bí, quá thâm ảo, coi như là hắn, cũng không khả năng lĩnh ngộ. Coi như mấu chốt ngộ, vậy phải đi tìm một tí tịch thần. Tịch thần có chút thần bí. Diệp thần mơ hồ cảm giác người này cũng có thể sáng tạo ảo tưởng thế giới. Hơn nữa tịch thần cũng có bố trí của hắn, một khi mình tiến vào đối phương bố trí, vậy thì nhân quả phức tạp hơn. Luân hồi và vũ hoàng, thậm chí và không không đánh cờ, rất phức tạp.
Hiện tại Võ Giao, Kỷ Tư Thanh, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết các người, toàn bộ mê mệt nhập ma, Diệp Thần chỉ sợ mình tu luyện sau đó, vậy sẽ nhập ma, không cách nào lại thanh tỉnh. Tiền bối, xin thứ cho ta tư chất ngu đột, luyện không được ngày này lớn chừng cái đấu đổ sát kiếm. Diệp Thần nói, ha ha, luân hồi chi chủ, nếu là liền ngươi đều không cách nào tu luyện, vậy trên đời không có thể luyện thành người. Ừ, ta cũng biết, ngày này lớn chừng cái đấu đổ sát kiếm, đích xác là quá mức thâm ảo chút. Vậy tịch thần vậy lĩnh ngộ, chỉ là lĩnh ngộ một chút. Truyền thuyết, thiên đấu lớn đổ sát kiếm là một vị tuyệt thế cường giả, hao phí hàng tỷ kỷ nguyên thời gian, mới từ trong ảo tưởng sáng tạo ra, sau đó cơ duyên xảo hợp, rơi xuống ta trong tay. Năm đó hoàng hôn cự nhân muốn giết ta, không chỉ là muốn đoạt lấy ta hộ pháp quyền vị, còn muốn cướp đoạt cái này môn kiếm pháp. Đáng tiếc, cái này môn kiếm pháp chân thực quá thâm ảo, ta ở thời gian luân hồi bên trong hiểu triệu kỷ nguyên, cũng không thể lĩnh ngộ, một lần mê mệt nhập ma, nếu như không phải là thiên khải giáo chủ đại nhân thức tỉnh ta, ta có thể liền không ra được. Ẩn thánh nhắc tới chuyện cũ, lại là một hồi thổn thức. Tiền bối, người nếu biết thiên đấu lớn đổ sát kiếm phức tạp, vậy còn kêu ta tu luyện. Thậm chí hãm hại liền bên ngoài nhiều người như vậy. Diệp Thần trầm giọng nói. Thiên tâm lão tổ muốn giết ta, ta là cầu tự vệ, chỉ có thể triệu tập thái thượng thế giới rất nhiều thiên tài cùng đại tông sư, chung nhau ngộ kiếm, hy vọng có thể sáng tạo kỳ tích, đáng tiếc. Nhưng, ta sẽ không bỏ rơi, người khác chế không tạo được kỳ tích, luân hồi chi chủ, người nhất định có thể. Ẩn thánh ánh mắt lửa đốt, ngưng mắt nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhìn ẩn thánh như vậy khát vọng hình dáng, cũng không khỏi thở dài một cái, nói tiền bối, ngươi quá để mắt ta, ta cũng muốn giúp ngươi, thế nhưng thiên đấu lớn đổ sát kiếm, chỉ sợ ta cũng không cách nào lĩnh ngộ, ta thậm chí cũng có thể mê mệt trong đó, không thể tự kiềm chế. Ẩn thánh kẻ địch, chính là thiên tâm lão tổ. Mà Diệp Thần muốn nhận phục thiên bia mà nói, cũng cần giải quyết thiên tâm lão tổ. Nếu như có thể, hắn dĩ nhiên muốn giúp ẩn thánh. Nhưng vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Hiện tại, hắn liền thiên tâm vực lối vào cũng không tìm được. Ẩn thánh nói, luân hồi chi chủ, ta tin tưởng ngươi, ngươi có thể thử trước một chút mình tinh thần cường độ, lấy ngươi tinh thần ý chí, nhất định có thể chống cự thiên đấu lớn đổ sát kiếm ma tính, giữ thanh tỉnh. Ngay lúc nói chuyện, ẩn thánh sử dụng một phiến trang sách. Cái này phiến trang sách, lộ ra cổ xưa thần bí mất đi hơi thở, tựa như có thể tiêu diệt hết thảy. Mờ mịt sương mù, ở trên trang sách nhấp nhô, mơ hồ có thể gặp sương mù hạ lóng lánh ký tự. Làm Diệp Thần đưa mắt nhìn những chữ kia phù thời điểm, thậm chí tựa như nghe được Phật Đà phạm sướng, mất đi vạn giới, hơi thở trang nghiêm túc mục. Đây là cái gì? Diệp Thần lấy làm kinh hãi. Thần tích tụng đời điển chương 8, mất đi thiên đạo thư trang sách. Ẩn thánh thúc dục trong tay trang sách, một cái tràn đầy mất đi hơi thở đáng sợ lãnh vực. Nhất thời ở Diệp Thần dưới chân toát ra. Trong lãnh vực tim, là một cái kinh khủng lỗ xoáy đen, tựa như có thể chôn vùi hết thảy, nuốt mất hết thảy. Diệp Thần liền đứng ở cái hắc động này phía trên, hắn liền cảm thấy có một cổ cường đại hấp lực, muốn phải chiếm đoạt mình, nghiền nát mình hết thảy. Chương 8 đạo thư, mất đi thiên. Diệp Thần gương mặt trầm xuống, vận chuyển luân hồi huyết mạch, thân như bàn thạch, kháng cự mất đi hắc động chiếm đoạt. Cái hắc động này mất đi hơi thở cực kỳ khủng bố, thậm chí muốn nghiền diệt Diệp Thần tinh thần. Diệp Thần bão nguyên thủ một, lại vận chuyển luân hồi thánh hồn thiên cùng võ tổ đạo tâm, từ đầu đến cuối giữ tinh thần ổn định, không bị hắc động kia gây thương tích. May là Diệp Thần dùng mọi cách phòng vệ, hắn tinh thần vẫn là cảm thấy từng cơn đau đớn kịch liệt, thật giống như bị người ném nhập một cái cối xay lớn bên trong, không ngừng nghiền mài vậy. Bất quá, Diệp Thần cũng không có hướng ẩn thánh động thủ. Hắn biết, ẩn thánh là đang khảo nghiệm mình, muốn thử một chút hắn tinh thần cường độ. Diệp Thần cũng muốn xem, mình tinh thần cường độ, đến cái gì bước. Ở mất đi thiên đạo thư không ngừng nghiền mài hạ, Diệp Thần tinh thần, tuy chịu đủ hành hạ, nhưng thần hồn cũng nhận được cường hóa. Kiên trì chừng một lúc lâu sau, Diệp Thần rốt cuộc chịu đựng không nổi, sau lưng rào một tiếng, tự do cánh chim dương ra mở, liền từ mất đi thiên lãnh vực bên trong bay ra ngoài. Thoát khỏi hắc động kia nghiền mài. Tiền bối, người cái này mất đi thiên đạo thư, không khỏi quá kinh khủng chút. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhìn ẩn thánh vậy mất đi thiên trang sách, tinh thần như cũ có chút xé vậy đau đớn.
nếu như hắn lại không hút thân đi ra, tinh thần rất có thể sẽ bị sống sờ sờ nghiền nát. Luân hồi chi chủ, người có thể chịu đựng ta cái này tịch diệt thiên thư một giờ uy áp, đủ để chứng minh ngươi tinh thần cường độ, người có tư cách tu luyện thiên đấu lớn đổ sát kiếm. Ẩn thánh thấy Diệp thần kiên trì lâu như vậy, cũng không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc. Tịch diệt thiên thư, là thần thích tụng đời điển chương 8, đã đặc biệt đến gần trung cực, đại biểu cực hạn mất đi cùng sát phạt, lực sát thương đặc biệt khủng bố. Coi như chỉ là một phiến trang sách, uy áp cũng là kinh thiên vậy mãnh liệt. Diệp thần có thể ngăn cản, đủ để chứng minh hắn tư cách. Diệp thần khẽ cau mày, trong lòng suy tính. Đang. Vừa lúc đó, bên ngoài truyền đến một hồi lại một trận tiếng chuông. Cái này cổ tiếng chuông, mang du dương cổ xưa, phát người sâu tỉnh hơi thở, để cho người sau khi nghe, tâm hồn chấn động, như thể hồ quán đỉnh, như sấm bên tai. Đây lại là thiên hoàng cổ trung tiếng chuông. Vũ hoàng cổ đế tới. Nghe được cái này tiếng chuông, Diệp thần và ẩn thánh nhìn nhau, nội tâm đều là chấn động. Ta ẩn đảo tọa độ bí mật, liền thiên tâm lão tổ cũng không tìm được, cái này vũ hoàng cổ đế làm sao tìm được. Ẩn thánh sắc mặt khá làm khó xem, lập tức mang Diệp thần, đi ra ngoài. Hai người đi tới thần điện bên trong, chỉ nghe được thiên hoàng cổ trung tiếng chuông, ở bên trong thần điện quanh quẩn. Rất nhiều võ giả nghe được cái này tiếng chuông, đều là phục hồi tinh thần lại, từ mê mệt nhập ma trong trạng thái thanh tỉnh. Diệp thần thấy võ giao, kỷ tư thanh các nàng, tựa hồ vậy thanh tỉnh, chỉ là mới vừa tỉnh lại, vẫn là mơ mơ màng màng hình dáng. Thần điện phía trên mái vòm chỗ, truyền tới kinh khủng khí lưu nổ âm, như sấm nổ, mọi chỗ không gian vặn vẹo. Một đạo thân ảnh già nua, uy nghiêm như quân vương, bá đạo như thần minh, đạp phá hư không. Hạ xuống ở bên trong thần điện. Chính là Vũ Hoàng Cổ Đế. Thời khắc này Vũ Hoàng Cổ Đế, sau lưng mơ hồ có thiên hoàng cổ trung khí tượng lững lờ, vậy cổ xưa tiếng chuông, một tí gõ, chấn động người tâm thần. Ngay sau đó, ở Vũ Hoàng Cổ Đế bên người, lại xuất hiện từng cái mang mặt nạ hộ pháp dạ xoa. Một cái trong đó hộ pháp dạ xoa, hơi thở đặc biệt mạnh mẽ, long trời lở đất, vặn vẹo thực tế. Hắn chậm rãi tháo xuống mặt nạ, lộ ra một tấm lạnh lùng gương mặt. Lại là Đà Đế Thiên Tông, thập đại dạ xoa một trong, Phù Đồ Huyền. Diệp thần con ngươi nhất thời co rúc lại, hắn nhận được cái này Phù Đồ Huyền, chính là Đà Đế Thiên Tông 10 cái mạnh nhất dạ xoa một trong. Cái này Phù Đồ Huyền, vẫn là võ cực đạo thư người chấp trường. Năm đó Phong Hỏa Linh Tổ con gái Tiêu Tĩnh, chính là bị Phù Đồ Huyền tổn thương nặng. Diệp thần lại không nghĩ rằng, Phù Đồ Huyền lại có thể hạ xuống đến thế giới hiện thật, thậm chí đi theo ở Vũ Hoàng Cổ Đế bên người. Cổ thần bệ hạ, Ngạo Tuyết tiểu thư ở nơi đó. Phù Đồ Huyền chỉ xuống phía dưới, chỉ gặp Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, đã từ mê mệt nhập ma trong trạng thái, khôi phục thanh tỉnh. Vũ Hoàng Cổ Đế gật đầu một cái, thật ra thì hắn nghe Phù Đồ Huyền gọi mình là cổ thần, trong lòng rất có không vui. Bởi vì, hắn là Vũ Hoàng Cổ Đế, tự tin là độc nhất vô nhị tồn tại. Cái gọi là Đà Đế cổ thần, chỉ là hắn tương lai thân, cũng không phải là hắn. Bất quá, Vũ Hoàng Cổ Đế cũng không vạch trần. Dẫu sao, ở rất nhiều hộ pháp dạ xoa trong mắt, Vũ Hoàng Cổ Đế và Đà Đế cổ thần, liền là cùng một người, đều là bọn họ phải bảo vệ thần chí cao. Nghĩa phụ, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết ngơ ngác nhìn Vũ Hoàng Cổ Đế, cũng là phục hồi tinh thần lại, nhớ tới mình mới vừa nhập ma, lại có thể chìm đắm trong thiên đấu lớn đổ sát kiếm bí ẩn bên trong. Không khỏi được sống lưng phát rét. Kiếm pháp này có cổ quái. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết mặt đẹp biến sắc, khua kiếm đi về trước phương tường vách đá chém tới, muốn chém chết trên vách tường chữ viết, nhưng thật giống như chém vào không khí phía trên, kiếm khí trực tiếp xuyên thấu đi qua. Chỗ tòa này thần điện, hiển nhiên vậy mang theo ảo tưởng quy luật quỹ tích, muốn phá hoại, tuyệt không phải chuyện dễ. Ngạo Tuyết, cũng gọi ngươi không nên tới ẩn đảo, vì sao ngươi còn muốn tới? Vũ Hoàng Cổ Đế quan sát Ngạo Tuyết, lạnh lùng nói. Thật xin lỗi, nghĩa phụ. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết mồ hôi lạnh nhễ nhại, tự biết thiếu chút nữa gây thành đại họa, vội vàng nhận sai. Ẩn thánh, lúc đầu ngày này lớn chừng cái đấu đổ sát kiếm bí quyết, lại có thể ở bên trong tay ngươi, ha ha ha. Lần này nhà ta Ngạo Tuyết tới ngươi nơi này, vậy coi là ta chỉ dẫn thiên cơ, rốt cuộc bị ta tìm được ngươi chỗ. Ngày này lớn chừng cái đấu đổ sát kiếm. Liền trở về ta vạn khư.
Phù Đồ Huyền, mang đi cái này Võ Thiên Bia. Vũ Hoàng Cổ Đế chắp hai tay sau lưng, ánh mắt từ Diệp Thần và Ẩn Thánh trên mình quét qua, cười nhạt liền liền, lại hét ra lệnh đi xuống. Hắn không có tự mình động thủ, dẫu sao trước đây bị Nhâm Phi Phàm gây thương tích, hôm nay tổn thương nặng nề mới khỏi, không thích hợp hoạt động. Cổ thần bệ hạ. Phù Đồ Huyền cung kính lĩnh mệnh, bàn tay một chảo, thì phải mang đi trôi lơ lửng ở thần điện giữa không trung Võ Thiên Bia. Trong truyền thuyết thiên đấu lớn đồ sát kiếm bí quyết, đang núp ở Võ Thiên Bia bên trong. Ngươi dám! Ẩn Thánh nhất thời tức giận, cong ngón tay bắn ra, thời không quy luật hóa thành sông dài, lại giống như thất luyện, thao thao bất tuyệt hướng Phù Đồ Huyền bạo đi giết. Ồ! Phù Đồ Huyền cảm nhận được Ẩn Thánh hung mãnh hơi thở, không khỏi lấy làm kinh hãi, lui về phía sau, né tránh Ẩn Thánh nhất kích. Ta còn lấy vì ngươi bị Hoàng Hôn Cự Nhân tổn thương nặng, đã lâm vào là một tên phế vật, không nghĩ tới còn có mấy phần bản lãnh. Phù Đồ Huyền nói. Ẩn Thánh hừ một tiếng, không có trả lời. Lúc này, Phong Vân Nhị Sứ mang một ít ẩn đảo canh phòng, từ bên ngoài chạy đi vào. Thấy hiện trường khẩn trương cục diện, Phong Vân Nhị Sứ đều là ngưng trọng. Đảo chủ đại nhân, bảo vệ đại trận tạm thời mất hiệu lực. Phong Sứ giả thấp giọng nói. Ẩn đảo bảo vệ huyễn thần cây thần, bị Diệp Thần giết chết, đưa đến rất nhiều đại trận, cũng mất đi hiệu quả. Thật ra thì coi như là tiên đế cao thủ hạ xuống, cũng chưa chắc có thể giết chết cây thần. Dẫu sao, cây thần là ảo muốn, có thể trốn vào ảo tưởng khái niệm bên trong, né tránh hết thảy sát phạt. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Thần luân hồi huyết mạch, nhưng có thể nghiền phá ảo tưởng. Hắn đạo linh lửa, cũng chết đấu nhau chế cây thần, cuối cùng đưa đến cây thần vẫn diệt, làm ẩn đảo rất nhiều đại trận mất đi hiệu lực. Không sao, ta ẩn đảo định trước nên có kiếp này. Ẩn Thánh khoát tay một cái, cũng không ngại, ánh mắt mang theo một chút lạnh lùng, nhìn về mái vòm chỗ Vũ Hoàng Cổ Đế. Ẩn Thánh, khối này Võ Thiên Bia cho ta lập tức liền đi, như thế nào? Vũ Hoàng Cổ Đế vậy nhìn Ẩn Thánh, lạnh lùng nói. Ẩn Thánh dẫu sao là đã từng không không thời không cường giả, cho dù hôm nay suy sụp, nhưng tu vi thực lực như cũ cường hãn, không thể khinh thường. Vũ Hoàng Cổ Đế cũng không muốn xé rách ra mặt, chỉ cần có thể bắt được Võ Thiên Bia. Cái này Võ Thiên Bia, có thể nói là ẩn đảo chân quý nhất đồ, trong truyền thuyết thiên đấu lớn đồ sát kiếm, liền khắc in ở phía trên. Luân hồi chi chủ ở nơi này, người không muốn động thủ giết hắn sao? Ẩn Thánh hỏi. Ha ha, thằng nhóc này, ta sớm muộn sẽ đem hắn bầm thây vạn đoạn, nhưng không phải hiện tại. Hiện tại, ta chỉ cần Võ Thiên Bia. Vũ Hoàng Cổ Đế âm ngoan nhìn Diệp Thần một mắt. Hắn dĩ nhiên muốn giết Diệp Thần, nhưng hiện tại cũng không có tuyệt đối chắc chắn. Luân hồi khí vận hừng hực ngút trời, nơi nào có như thế dễ dàng giết chết. Huống chi, hiện tại Võ Giao, Kỳ Tư Thanh các người, đều ở chỗ này, các nàng vậy sẽ cùng Diệp Thần sóng vai tác chiến. Vũ Hoàng Cổ Đế lợi dụng Thiên Hoàng Cổ Trung, thức tỉnh Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, vậy gián tiếp tỉnh lại Võ Giao các nàng. Hiện tại Võ Giao, Kỳ Tư Thanh chư nữ, toàn bộ khôi phục thanh tỉnh, trở lại Diệp Thần bên người, cảnh giác nhìn Vũ Hoàng Cổ Đế. Thật ra thì coi như không có Vũ Hoàng Cổ Đế, Diệp Thần lợi dụng mình luân hồi máu, cũng có thể đem các nàng thức tỉnh. Ẩn Thánh nghe được Vũ Hoàng Cổ Đế chỉ cần Võ Thiên Bia, trong mắt lướt qua một chút lãnh mang, nói, muốn Võ Thiên Bia, trừ phi ngươi trước hết giết ta. Vũ Hoàng Cổ Đế ra mặt hơi co rúm, nói, ngươi thật lấy là ta không dám động tay. Tiếng nói rơi xuống, Vũ Hoàng Cổ Đế quanh thân tóe ra kinh khủng kiếm ý, tóc hắn ánh mắt, hắn giơ tay nhấc chân tới giữa. Cả người trên dưới, toàn bộ nhô lên ra kiếm khí. Đó là thiên chu sát phạt, vô tình lãnh khốc thiên tội kiếm ý. Cổ thần bệ hạ, tuyệt đối không thể. Phù Đồ Huyền thấy Vũ Hoàng Cổ Đế muốn đích thân ra tay, không khỏi được thất kinh. Hiện tại Vũ Hoàng Cổ Đế tổn thương nặng nề mới khỏi, có thể không thích hợp động thủ. Nghĩa phụ, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cũng là lấy làm kinh hãi, muốn trở lại Vũ Hoàng Cổ Đế bên người khuyên can. Nhưng Vũ Hoàng Cổ Đế quanh thân kiếm khí nhô lên, căn bản không người có thể đến gần. Chỉ gặp ngàn vạn đạo kiếm ý, ngàn vạn đạo kiếm khí, hội tụ một đạo kiếm thật lớn ảnh, từ thần điện mái vòm trên chém xuống. Cái này đạo kiếm ảnh, chính là thiên tội cổ kiếm bóng dáng. Thiên tội kiếm ảnh hạ xuống, Diệp Thần sắc mặt chấn động phố, nhất thời cảm nhận được liền uy áp kinh khủng.
Ban đầu đảm nhiệm thiên nữ, chính là bị thiên tội kiếm gây thương tích, thiếu chút nữa thì chết. Cái này thiên tội cổ kiếm, có thể nói là thế gian thứ nhất thần kiếm, là mạnh nhất thần chí cao khí, sát phạt vô địch. Cho dù chỉ là một đạo kiếm ảnh, cũng có chu diệt tiên đế có thể. Thần điện rất nhiều khôi phục thanh tỉnh võ giả, thấy ngày trước tội kiếm ảnh hạ xuống, cũng là bộ dạng sợ hãi chấn động phố, tựa như thấy được ngày tận thế. Nhưng, ẩn thánh thấy một màn này, nhưng là không nhúc nhích chút nào. Vũ Hoàng cổ đế, ngươi chính là một đạo kiếm ảnh, liền muốn giết ta. Không khỏi quá ý nghĩ hảo huyền. Tịch diệt thiên thư, phá cho ta. Ẩn thánh quát lên một tiếng lớn, sử dụng một trang tịch diệt thiên thư, trên không trung hóa thành Phật giới mất đi đất nước. Cái này Phật giới đất nước, khắp nơi toát ra kim quang, thủy hà muôn vàn, từng ngọn Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, So Khâu, hiện ra nguy nga vĩ đại bóng người. Trang nghiêm túc mục mất đi hơi thở, tràn ngập 3.000 tu di hư không, tách thả ra thập phương thế giới, làm người ta rung động. Cái gì, tịch diệt thiên thư? Vũ Hoàng cổ đế thấy được một trang này tịch diệt thiên thư, nhất thời lộ ra chấn động vẻ. Thần thích tụng đời điển cửu chương đạo thư, tịch diệt thiên thư là chương 8, đã đặc biệt đến gần trung cực. Coi như ẩn thánh trong tay đạo thư, chỉ là một trang, vậy uy năng cũng là đáng sợ, mênh mông không thể lường được. Diệp thần thấy vậy tịch diệt thiên thư thần quang vạn trượng khí tượng, cũng là trợn to hai mắt. Hắn trước đây nhận tịch diệt thiên thư khảo nghiệm, thế nhưng cũng chỉ là khảo nghiệm, cũng không phải là chân chính giết hại. Hiện tại, ẩn thánh toàn lực thúc giục, đem tịch diệt thiên thư khí tức giết hại, bùng nổ đến mức tận cùng. Cái này cổ hơi thở, liền Diệp thần đều cảm thấy vô cùng khủng bố, tựa như cả người đều phải bị nghiền nát. Liền gặp ẩn thánh một trưởng đánh ra, vậy tịch diệt thiên thư biến thành Phật giới đất nước, ngàn vạn Phật Đà Bồ Tát, cũng là đồng loạt đánh ra một trưởng. Thoáng chốc tới giữa, thời không nổ, đại lộ giống như phai mờ. Cuồng bạo mất đi đợt khí, đánh về phía Vũ Hoàng cổ đế thiên tội kiếm ảnh. Oanh! Mất đi đợt khí cùng thiên tội kiếm ảnh va chạm, nhất thời đưa tới động trời gợn sóng. Ác liệt thiên tội kiếm khí chém ra, đem vậy Phật giới đất nước, toàn bộ chém chết, khí lưu nghẹn ngào, chỉ còn lại một phiến nguyên thủy trang sách. Nhưng thiên tội kiếm ảnh sát phạt, vậy toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, cũng không có thể làm bị thương ẩn thánh chút nào. Cái này một tí giao phong, nhưng là lực lượng tương đương. Một trang tịch diệt thiên thư, lại có thể lợi hại đến tình cảnh này sao? Liền nghĩa phụ ta thiên tội kiếm khí, cũng có thể chống đỡ. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thấy một màn này, nhất thời vậy kinh hãi. Vậy tịch diệt thiên thư uy năng, xa xa vượt quá nàng tưởng tượng. Phải biết, Vũ Hoàng cổ đế thiên tội kiếm khí, liền tiên đế đều có thể giết chết, ban đầu từng tổn thương nặng thiên nữ. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay lại bị ẩn thánh chặn lại. Vũ Hoàng cổ đế, còn đánh nữa không? Ẩn thánh chấp trưởng tịch diệt thiên thư, lạnh lùng nói. Thật ra thì hắn có thể chống đỡ Vũ Hoàng cổ đế thiên tội kiếm, trừ tịch diệt thiên thư lợi hại ra, còn bởi vì nơi này là ẩn đảo, hắn chiếm hết địa mạch khí vận ưu thế. Nếu là đi đến bên ngoài, vậy cũng không nhất định. Dẫu sao thiên tội cổ kiếm, chính là cao nhất thần khí, coi như chỉ là một đạo kiếm khí, vậy đủ để chém chết tiên đế, cực kỳ khủng bố. Ẩn thánh tịch diệt thiên thư, chỉ có một trang thôi, muốn chân tránh đối kháng, đặc biệt khó khăn. Vũ Hoàng cổ đế nghe ẩn thánh mà nói, sắc mặt vậy là đặc biệt khó khăn xem. Ở người khác trên địa bàn, hắn thua thiệt quá lớn. Được, ẩn thánh, coi là ngươi may mắn. Có ngon ngươi cả đời núp ở trên hoang đảo này mặt, nếu là ngươi dám ra đây, ta liền làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Vũ Hoàng cổ đế căm hận được cắn răng nghiến lợi, chúng ta đi. Nói xong liền dẫn phủ đồ huyền, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết các người, xoay người biến dạng hư không rời đi. Ẩn thánh chiếm cứ địa mạch khí vận ưu thế, lại có tịch diệt thiên thư, hắn muốn cướp đi võ thiên bia, đã là chuyện không thể nào. Thấy Vũ Hoàng cổ đế rời đi, bên trong thần điện mọi người, một hồi kinh ngạc. Phốc xích, ẩn thánh lại đột nhiên khạc ra máu tươi, gương mặt tái mét. Tiền bối, ngươi thế nào? Diệp thần lật đật đỡ ẩn thánh, nói. Ho, còn chưa chết. Ẩn thánh lau mép một cái máu tươi, tay một chiêu, võ thiên bia liền từ thần điện không trung rơi xuống, cũng thu nhỏ lại thành bàn tay số đo, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Cái này võ thiên bia và tịch diệt thiên thư, người cầm, đi, đi lập tức,
Thiên Tâm lão tổ lập tức tới đây, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Ẩn Thánh đem Tịch Diệt Thiên Thư thiếp đến Võ Thiên trên bia mặt, sau đó đem Võ Thiên bia giao cho Diệp Thần. Thiên Tâm lão tổ muốn tới. Diệp Thần một hồi sợ hãi. Đúng vậy, hắn vẫn luôn muốn cái này Tịch Diệt Thiên Thư, chỉ là ta không cho, hôm nay Thiên Thư hơi thở bại lộ, khẳng định sẽ bị hắn bắt được. Ẩn Thánh trong tròng mắt tràn đầy lo âu. Ban đầu hắn bị Thiên Tâm lão tổ mời, tiến vào Thiên Tâm vực, thật ra thì chính là bởi vì Tịch Diệt Thiên Thư. Thiên Tâm lão tổ muốn dựa vào cái này Tịch Diệt Thiên Thư, áp chế Thiên Bia hơi thở, từ đó chấp trưởng Thiên Bia. Nhưng, Ẩn Thánh cũng không có đáp ứng. Bởi vì hắn biết, Thiên Bia hơi thở quá kinh khủng, dựa hết vào một trang Tịch Diệt Thiên Thư, là căn bản không có thể áp chế. Nếu như áp chế thất bại, hắn liền phải bị cắn trả, cái mất nhiều hơn cái được, cho nên từ đầu đến cuối không có đáp ứng. Hắn không chịu đáp ứng, Thiên Tâm lão tổ liền một mực giam lỏng trước hắn, cũng không cho hắn rời đi Thiên Tâm vực. Bách dưới sự bất đắc dĩ, Ẩn Thánh triệu hoán Thiên Khải Chí Tôn hạ xuống, giết chết Thiên Tâm lão tổ, đáng tiếc không có thể xóa sạch nơi có thời gian tuyến, lại bị đối phương sống lại, hai bên từ đây kết làm tử thù. Người dựa vào Võ Thiên Bia, liền có thể truy tố đến Thiên Tâm vực rơi xuống, nhưng ta nói cho ngươi, không luyện thành thiên đấu lớn đổ sát kiếm trước, ngàn vạn không nên đi Thiên Tâm vực, nếu không ngươi nhất định phải chết. Ở Thiên Tâm lão tổ địa bàn bên trong, hắn một cái tát liền có thể đập chết ngươi. Ẩn Thánh nghiêm trọng cảnh cáo một phen. Thiên Tâm vực là Thiên Tâm lão tổ khai sáng ảo tưởng thế giới, trong cái thế giới kia, Thiên Tâm lão tổ liền là tuyệt đối thần, liền tiên đế tiến vào, đều có rơi xuống nguy hiểm. Muốn đối phó Thiên Tâm lão tổ, chỉ có dựa vào thiên đấu lớn đổ sát kiếm. Diệp Thần ngưng trọng gật đầu, hiện tại Võ Thiên bia ở trong tay hắn, tấm bia đá này đặc biệt nặng nề. Diệp Thần biết, mình coi như là hoàn toàn bị cuốn vào, Ẩn Thánh cùng Thiên Tâm lão tổ tới giữa trong nước xoáy đi. Hắn cầm Võ Thiên bia, liền muốn rời đi. Nhưng lúc này, Diệp Thần tim đập mạnh, trong sâu thẳm, hắn thật giống như cảm thấy có một cổ lực lượng gì, như nguyền rủa vậy, muốn ăn mòn mình tánh mạng, đem hắn sống sờ sờ giết chết. Đó là nhân quả luật lực lượng. Có người phát động nhân quả luật, muốn dựa vào nhân quả quy tắc, trực tiếp xóa bỏ Diệp Thần. Diệp Thần bộ dạng sợ hãi kinh hãi, hắn đã ở Hoàn Mỹ Đại Thánh trong tay, ăn qua một lần thua thiệt. Hiện tại, hắn đối trong chỗ U Minh nhân quả quy luật, có cực kỳ bén nhạy cảm ứng. Một cảm thấy được nhân quả luật nguyền rủa hạ xuống, Diệp Thần lập tức rút ra Luân Hồi Thiên Kiếm, kiếm quang hộ thể, chặn lại cái này cổ nguyền rủa có hiệu lực. Luân Hồi Thiên Kiếm, cùng Luân Hồi huyết mạch chặt chẽ tương liên. Diệp Thần càng mạnh, thì kiếm này càng mạnh. Hôm nay đơn thuần lấy mũi nhọn mà nói, Luân Hồi Thiên Kiếm còn không sánh bằng Nhân Hoàng Thánh Đao, nhưng đối với tánh mạng huyết mạch bảo vệ, nhưng là vô cùng lợi hại, có thể bảo vệ Luân Hồi huyết mạch không chịu tổn. Luân Hồi Chi Chủ, quả nhiên không giống vật thường, lại có thể như vậy ung dung, liền chặn lại lão phu nhân quả luật sát phạt. Một đạo cực kỳ thanh âm già nua, từ trong hư không vang lên. Rồi sau đó, một đạo người mặc che chở bào, chống một cây bằng sắt cây nặng, tóc trắng thương nhan ông già, chậm rãi biến dạng hư không, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này ông già, hình dáng đặc biệt quỷ dị, không mang theo một chút thực tế hơi thở, chỉ có ảo tưởng vặn vẹo, thật giống như lại chỉ là một đạo ảo ảnh phân thân, cũng không phải là bổn tôn. Thiên Tâm lão tổ, người quả nhiên tới. Ẩn Thánh thấy cái này ông già, nhất thời bộ dạng sợ hãi, không cách nào lại giữ vững bình tĩnh. Cái này ông già, chính là Thiên Tâm lão tổ. Diệp Thần thấy Thiên Tâm lão tổ xuất hiện, cũng là bộ dạng sợ hãi phòng bị. Mới vừa nhân quả luật nguyền rủa, rõ ràng chính là Thiên Tâm lão tổ phát ra. Thiên Tâm lão tổ muốn xóa bỏ Diệp Thần. Bất quá, Diệp Thần phản ứng thật nhanh, kịp thời làm xong phòng ngự, cũng không bị thương. Nếu quả thật chúng Thiên Tâm lão tổ nguyền rủa, Diệp Thần nhất định phải trọng thương, nhưng dĩ nhiên, sẽ không chết. Nhân quả luật cũng có cực hạn, muốn dựa vào nhân quả quy luật, trực tiếp vô căn cứ xóa bỏ luân hồi, vậy chân thực quá gian nan, giữa thiên hạ không người có thể làm được. Diệp Thần ca ca, lão đầu này thật giống như chỉ là một đạo phân thân. Võ Giao đứng ở Diệp Thần bên người, cảnh giác nhìn Thiên Tâm lão tổ, nhẹ giọng nói. Cái này Thiên Tâm lão tổ, tựa hồ chỉ là phân thân. Thiên Tâm lão tổ khẽ mỉm cười, nói, đúng vậy, cô gái nhỏ, ta chỉ là một đạo phân thân,
ta không hề muốn cùng các người xé rách ra mặt, chỉ cần các ngươi thức thời. Diệp Thần nói, cái gì gọi là thức thời? Thiên Tâm Lão Tổ nói, đừng vọng tưởng bước vào ta thế giới, ta không hoan nghênh người ngoài. Diệp Thần nói, vậy ngươi đem thiên bia giao ra, thiên bia là luân hồi huyết mạch một phần chia, ngươi không tư cách chiếm hữu, còn nữa, thả Tiêu Tĩnh cô nương. Thiên Tâm Lão Tổ nói, ha ha, cái đó Tiêu Tĩnh sao? Nàng là thủy thần thiên tôn học trò, ta sẽ không làm thương tổn nàng, nhưng nàng ở ta thế giới, cũng không khả năng ra phải đi. Ta thiên tâm vực là ảo nghĩ thế giới hiện thật người tiến vào, thì không thể lại đi ra. Ngoài ra, người nói thiên bia là luân hồi huyết mạch một phần chia. Thật là nói khoác mà không biết ngượng, ngày này bia là lão phù đồ ta, ai cũng không tư cách cướp đi. Nói xong lời cuối cùng, thiên tâm lão tổ trong mắt ý định giết người bại lộ, tràn đầy hung ác. Suy, bàn tay hắn nâng lên cây nạng tột đỉnh, đâm rách không khí, hướng Diệp Thần tim điểm đã đâm đi. Một kích này bình thường không có gì lạ, nhưng trong thực tế mang theo nhân quả luật năng lượng, chỉ cần vừa ra đánh, liền có thể đánh trúng trái tim của địch nhân, đem người giết chết, sẽ không có sai lệch chút nào. Giống như Kỷ Tư Thanh, trước mặt đánh chết Diệp Lâm Uyên như nhau, cũng là lợi dụng nhân quả luật, trực tiếp gai xuyên tâm. Bất quá, thiên tâm lão tổ đối nhân quả luật vận dụng, so với Kỷ Tư Thanh thành thạo nhiều, đã đến lô hỏa thuần thanh, muốn gì được nấy bước. Diệp Thần thấy cây nạng đâm tới, cũng là cảm thấy da đầu tê dại. Cây nạng tột đỉnh, còn không đâm tới, Diệp Thần tựa như đã thấy mình kết quả, chính là bị đâm chết. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần liền chuẩn bị bùng nổ long đằng mệnh tinh đối kháng. Đây là duy nhất biện pháp. Bất quá lúc này, ẩn thánh ra tay. Ẩn thánh một trường vung ra, lòng bàn tay hiện ra mất đi phù văn, liền bắt được thiên tâm lão tổ cây nạng, cắt đứt hết thảy nhân quả phát tác. Tịch diệt thiên thư đã đưa đến Diệp Thần trong tay, nhưng ẩn thánh một trường này, còn có thể toát ra mất đi phù văn, đủ thấy hắn đối tịch diệt thiên thư nhân xâm mài, cũng là đến xuất thần nhập hóa bước. Coi như không có thiên thư nơi tay, trong giơ tay nhấc chân, như cũ có kinh khủng mất đi oai. Thiên tâm lão tổ thấy một màn này, sắc mặt nhất thời rung một tí, thanh âm mang phẫn uất cùng bi thương, nói ẩn, người tịch diệt thiên thư tu vi, so với trước kia cường hãn hơn, vì sao không chịu giúp ta? Chỉ cần ngươi giúp ta, lợi dụng tịch diệt thiên thư uy áp, đủ để áp chế thiên bia. Ta như chấp trưởng thiên bia, ta có thể mang ngươi hồi không không lúc nào không, ngày khác thành tựu nghiệp bá, không thiếu được ngươi một phần công lao. Ẩn thánh lắc đầu một cái, nói ta chỉ có một trang tịch diệt thiên thư, làm sao có thể áp chế thiên bia. Thiên tâm lão tổ nói, hoàn chỉnh tịch diệt thiên thư, đã sớm thất truyền, ta cũng biết. Nhưng, chỉ cần ta có một trang thiên thư, có căn cơ, ta liền có thể tự ảo tưởng bên trong, tái tạo mất đi. Ẩn thánh nói, tái tạo tịch diệt thiên thư, cái này không thể nào, không người có thể làm được. Thiên tâm lão tổ bi thống nói, ẩn, ngươi vẫn là không tin được ta, ta khổ cầu ngươi triệu năm, ngươi từ đầu đến cuối không chịu cầm thiên thư cho ta, hôm nay nhưng tùy tiện đưa cho một cái người ngoài. Hắn ánh mắt nhìn về Diệp Thần, tràn đầy cừu hận ghen tị. Thôi, ta ngày hôm nay liều mạng nguyên khí tổn thương nặng, cũng phải đem các ngươi toàn bộ tiêu diệt. Tịch diệt thiên thư là ta, thiên bia cũng là ta. Thiên tâm lão tổ gương mặt vặn vẹo, cả người linh khí nổ, khí thế tăng vọt. Vậy nguyên bản hư ảo phân thân thân thể, lại có thể dần dần biến thành chân thực, có máu có thịt. Hắn lại có thể không tiếc giá phải trả, muốn triệu hoán mình chân thân hạ xuống. Một khi thiên tâm lão tổ chân thân hạ xuống, tình cảnh đem không thể thu thập. Thiên ma tinh hải, tội ác nguyên, phá. Bỗng nhiên, lúc này, một đạo trẻ tuổi thanh âm vang lên. Một người mặc hắc bào nam tử, phá hư tới, điểm ngón tay một cái, một cổ tràn đầy tội ác dơ bẩn hắc mang, nổ bắn ra ra, bắn vào thiên tâm lão tổ trên người. Thiên tâm lão tổ chân thân, còn không chân chính hạ xuống, liền bị cái này cổ dơ bẩn hắc mang đánh trúng. Thoáng chốc tới giữa, thiên tâm lão tổ nửa thật nửa huyễn thân thể, liền gặp phải dơ bẩn ăn mòn, suy suy vang dội, cuối cùng hóa thành khói trắng tiêu tán. Ma tổ vô thiên, là ngươi. Ở cổ thân thể này tiêu tán trước, thiên tâm lão tổ quay đầu nhìn vậy áo bào đen nam tử, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Vậy xuất thủ áo bào đen nam tử, lại là ma tổ vô thiên. Nhưng, hôm nay ma tổ vô thiên hình mạo, nhưng hết sức trẻ tuổi. Trong mắt vậy mười phần trong veo,
thà nói là vô thiên, ngược lại không như nói hắn là quay về trần. Quay về trần, là ngươi sao? Diệp thần kinh ngạc nhìn quay về trần, nói. Diệp đại ca, là ta. Quay về trần mở miệng, thanh âm vậy là đặc biệt phức tạp. Gặp qua lão tổ, kiếm môn trưởng giáo Trương Thanh Vũ đi tới trước, hoảng vội vàng khom người hỏi thăm sức khỏe. Ta không phải lão tổ, ta và lão tổ thân thể, đã dung hợp, hôm nay dùng chung một cái thân thể, nhưng một thể hai hồn, linh hồn còn không ma hợp. Lúc bình thường, là lão tổ nắm trong tay thân thể quyền tự chủ, nhưng hôm nay hắn chuẩn bị tấn vị tử thần, đang bế quan, ta tạm thời nắm trong tay thân thể này. Quay về trần hướng Trương Thanh Vũ giải thích. Thì ra là như vậy, vậy, gặp qua quay về trần thiếu gia. Trương Thanh Vũ lập tức đổi lời nói. Ẩn thánh tiền bối, nhà ta lão tổ nhờ ta vấn an ngươi. Quay về trần chắp tay hướng ẩn thánh thi lễ. Ma tổ vô thiên ở lúc còn trẻ, từng đạt được ẩn thánh truyền thụ ma đạo công pháp, hai người tới giữa sâu xa không cạn. À, đây thật là. Ẩn thánh nhìn xem quay về trần, lại nhìn xem Diệp thần, không lời có thể nói. Hắn năm đó làm quen ma tổ vô thiên thời điểm, người sau vẫn là một cái thiếu niên người, lúc ấy vẫn là cựu Nhật kỷ nguyên, nào nghĩ tới cuộc bể dâu, ngày hôm nay lại có thể sẽ có cục diện như vậy. Quay về trần, ngươi làm sao tới? Diệp thần hỏi. Ban đầu hắn cùng quay về trần, ở Thái Thượng Công đức chiến bên trong, tranh đấu có thể nói là thảm thiết. Nhưng giờ phút này, quay về trần trong mắt, thân sắc bình tĩnh, ánh mắt trong veo, tựa hồ đã buông xuống ngày xưa phân tranh. Hiển hiện ra một cổ thần thánh cổ Phật ý vận, sau lưng thật giống như từ mang vòng sáng vậy. Nghe được Diệp thần câu hỏi, quay về trần vẫn là khách khí, nói, Diệp đại ca, là lão tổ kêu ta tới giúp ngươi. Diệp thần ngạc nhiên, nói, ma tổ vô thiên phải giúp ta. Cái này không thể nào, hắn là hận không được ta chết. Quay về trần mỉm cười nói, Diệp đại ca, thật ra thì đây là giao dịch, là lão tổ và dạ mẫu giao dịch. Diệp thần tâm tư khẽ nhúc nhích, nói, lúc đầu phải giúp ta, không phải ma tổ vô thiên, là dạ mẫu. Các ngươi muốn giao dịch cái gì, chỉ là giúp ta một lần, liền muốn chuộc về tim nói, không khỏi quá tiện nghi các ngươi. Thiên tâm lão tổ tuy lợi hại, nhưng Diệp thần bên này, cũng không phải bình thường, thật muốn quyết chiến, hắn chưa chắc thất bại. Dẫu sao, nơi này là ẩn đảo, là ẩn thánh địa bàn, cũng không phải là thiên tâm lão tổ địa bàn. Diệp thần bên này cũng có ưu thế, chiếm hết địa mạch khí vận. Quay về trần nói, lão tổ ban đầu vì cứu ta, đem tim thế chân cho thanh lại thương hội, ít nhất phải thế chân một năm, nhưng lão tổ hắn không kịp đợi, muốn phải lập tức chuộc về. Lần này hắn giúp ngươi, coi như là bắt được tiền đặt cuộc, có thể trước thời hạn chuộc về tim, nhưng còn cần lại chuẩn bị nhiều tiền chuộc. Diệp thần nói, thì ra là như vậy. Hắn rõ ràng tới đây, lúc đầu ma tổ vô thiên giúp hắn. Là muốn cùng dạ mẫu giao dịch, lần nữa chuộc về tim. Nếu là ma tổ vô thiên lần nữa lấy lại tim, hắn thân xác là có thể khôi phục viên mãn, đến lúc đó, hắn thực lực, là có thể lại lên một tầng lầu. Diệp thần trong lòng hơi ngưng trọng, đánh giá quay về trần, liền cảm thấy quay về trần hơi thở vô cùng mạnh mẽ, ẩn nhiên có ma đạo chí tôn đại khí phách, nếu là hắn thân xác viên mãn, thậm chí thật sự có thể siêu thoát thực tế, chứng đạo tử thần. Diệp đại ca. Khả năng này là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Quay về trần cười một tiếng, chờ một chút lần gặp lại, chắc hẳn lão tổ đã lấy lại tim, hắn thân xác khôi phục viên mãn sau đó, ta linh hồn cũng sẽ bị hắn chiếm đoạt. Đến lúc đó, thế gian lại không quay về trần, chỉ có vô thiên lão tổ. Diệp thần gặp hắn nụ cười rộng rãi, nhưng sau lưng lại lộ ra một chút nhàn nhạt đau thương, hỏi, ngươi hối hận không? Quay về trần cười nói, không hối hận. Ta vốn chính là lão tổ thiện niệm hóa thân, là linh hồn hắn một phần chia, hắn chiếm đoạt ta cũng chỉ là lại thuộc về ngọn nguồn thôi. Diệp thần nghe hắn nói không hối hận, nhưng gặp hắn trong mắt bên trong, vậy cổ đối chết lo lắng âm thầm cùng sợ hãi, là vô luận như thế nào cũng không che giấu được, trong đầu nghĩ có lẽ ta có thể lôi kéo quay về trần. Bất quá cái ý niệm này, vậy chỉ là suy nghĩ một chút, thật muốn thực hiện, quá khó khăn. Diệp đại ca. Ta cáo từ trước, hy vọng tương lai ngươi có thể cùng lão tổ, dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Quay về trần chắp tay thi lễ một cái, sau đó liền dẫn Trương Thanh Vũ cáo từ rời đi. Diệp thần cười khổ một tí, hắn và ma tổ vô thiên, là quả quyết không thể nào cùng rõ ràng.
Ma tổ vô thiên muốn cướp lấy thiên ma tinh hải, tấn vị tử thần, chỉ là một điểm này, Diệp thần liền định trước cùng hắn không chết không thôi. Thần điện bên trong, rất nhiều người tu luyện tương cố im lặng. Ngày xưa bởi vì hiểu thiên đấu lớn đổ sát kiếm, mê mệt nhập ma mọi người, giờ phút này đã khôi phục thanh tỉnh. Vũ hoàng cổ đế hạ xuống, thiên tâm lão tổ xuất hiện, quay về trần đến, các loại biến ảo, để cho được bọn họ hoa cả mắt. Ẩn thánh một tiếng thở dài, hướng Diệp thần nói, luân hồi chi chủ, ngươi mang võ thiên bia, rời đi nơi này đi, ngươi đã cuốn vào chàng này vòng xoáy, tương lai tiêu diệt thiên tâm lão tổ, liền xem ngươi. Thiên tâm lão tổ là thiên bia bia linh, tu vi nội tình cực kỳ thâm hậu, đối nhân quả luật cùng ảo tưởng phép tắc nắm trong tay, thế giới hiện thật không ra hắn yêu thích. Hắn thậm chí có thể vô hạn sống lại. Muốn chân chính giết chết thiên tâm lão tổ mà nói, chỉ có dựa vào võ thiên trên bia khắc thiên đấu lớn đổ sát kiếm. Diệp thần ngưng trọng gật đầu, tuy biết thiên đấu lớn đổ sát kiếm thâm ảo phức tạp, nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Bên trong thần điện rất nhiều các người tu luyện, nghe được Diệp thần muốn mang đi võ thiên bia, nhất thời một hồi xôn xao. Ẩn thánh cất cao giọng nói, các ngươi muốn tiếp tục hiểu thiên đấu lớn đổ sát kiếm mà nói, sau này có thể đi theo luân hồi chi chủ, thiên đấu lớn đổ sát kiếm kiếm quyết, ngay tại ở trên tay hắn. Lời nói này rơi xuống, toàn trường xôn xao. Ngày trước lớn chừng cái đấu đổ sát kiếm, bác đại tinh thâm, tinh vi huyền ảo, hiện tại đám người tuy đã khôi phục thanh tỉnh, nhưng trong lòng đối ngày trước đấu kiếm quyết, vẫn là nhớ không quên. Ta nguyện ý đi theo luân hồi. Chỉ cần có thể tiếp tục tu luyện thiên đấu lớn đổ sát kiếm. Ta cũng nguyện đi theo luân hồi, nghe nói luân hồi chi chủ thiên phú vô song, cùng hắn cùng nhau hiểu thiên đấu lớn đổ sát kiếm, tất có thể rất nhiều thu hoạch. Lập tức, trong sân thì có không thiếu người tu luyện, biểu thị muốn đi theo Diệp thần. Võ giao tiểu thư là luân hồi chi chủ đạo lữ, chúng ta từ giờ cũng là luân hồi máu chảy đầu rơi. Ngày xưa mấy cái thiên võ tiên môn cao cấp trưởng lão, vậy thành tâm thành ý đi theo Diệp thần. Rất nhanh, toàn trường người tu luyện, liền hướng Diệp thần thần phục, khom người thi lễ, trong miệng tán tụng luân hồi vĩ đại. Diệp thần đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đại hỉ. Những người tu luyện này, có rất nhiều là ngày xưa thái thượng thế giới mất tích cường giả, thậm chí có rất nhiều thiên võ tiên môn cao cấp chiến lực, bọn họ toàn bộ quy thuận, Diệp thần luân hồi trận doanh thế lực, tuyệt đối là muốn bạo tăng, đây là thiên đại cơ duyên. Đa tạ các vị. Diệp thần chắp tay, trong lòng có vẻ vui sướng. Ẩn thánh nói, luân hồi chi chủ, những người này tuy là ngày xưa thái thượng thế giới cường giả, nhưng dẫu sao quá lâu không chiến đấu qua, lực lượng suy thoái nghiêm trọng, muốn chân chính đổi thành vì ngươi luân hồi chiến lực, còn cần thời gian đào tạo. Diệp thần nói, ta biết, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Tuy nói những người tu luyện kia, lực lượng thật có suy thoái, nhưng dẫu sao căn cơ còn ở, tương lai đào tạo khôi phục. Bọn họ tuyệt đối là một chi trung thành sức chiến đấu. Tiền bối, người tiếp theo muốn đi nơi nào? Diệp thần lại hỏi. Ẩn đảo đã bại lộ, ta không thể ở lại chỗ này nữa, ta dự định đi tìm cỏ thần che chở. Ẩn thánh thở dài nói. Cỏ thần sao? Diệp thần giật mình trong lòng. Đúng vậy, ta cùng cỏ thần thiên tôn có chút giao tình, nếu như nàng chịu che chở ta, ta là có thể tạm thời né tránh thiên tâm lão tổ đuổi giết. Ẩn thánh nói. Tiền bối, ta cũng muốn gặp cỏ thần thiên tôn, nếu như ngươi gặp được nàng, xin giúp ta dẫn gặp dẫn gặp. Diệp thần nói, tôn di bị cỏ thần chọn chúng, là tương lai cỏ thần người thừa kế, hắn vì tôn di, cũng muốn gặp gặp cái này cỏ thần. Ẩn thánh lộ ra một chút thần sắc khó khăn, nhưng vẫn là gật đầu nói, nhất định, luân hồi chi chủ, ta sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi dẫn gặp. Diệp thần chắp tay bái tạ, vậy liền đa tạ tiền bối. Ẩn đảo chuyện. Lúc này chấm dứt. Ẩn thánh mang phong vân nhị sứ, còn có ẩn đảo canh phòng, người làm rời đi. Ngày xưa vô cùng thần bí ẩn đảo, cũng là nhanh chóng sụp đổ hủy diệt. Hết thảy dấu vết, đều là tan thành mây khói. Diệp thần, võ giao, kỳ thư thanh các người, mang ngày xưa mất tích các người tu luyện, cũng là rời đi ẩn đảo, lần nữa trở lại tinh nguyệt giới. Diệp thần dẫn người trở lại một cái, toàn bộ tinh nguyệt giới. Chính là ánh sáng rực rỡ bắn ra bốn phía, tiên khí nhô lên, thủy hà đầy trời, lộ ra vô cùng nguy nga thở mạnh voi. Điều này đại biểu, luân hồi trận doanh khí vận cùng thế lực, biên độ lớn tăng vọt. Thái thượng thế giới các nơi, cũng là từng cơn chấn động. Tất cả mọi người đều cảm nhận được,
luân hồi quật khởi, thế không thể đỡ. Diệp Thần tiêu hao bộ phận luân hồi máu, ở tinh nguyệt giới bên trong, chế tạo một tòa luân hồi máu cung, cũng đem thiên đấu lớn đổ sát kiếm bí quyết, đầu chiếu vào máu cung bên trong. Tự ẩn đảo trở về các cường giả, ở nơi này máu cung bên trong, tu luyện thiên đấu lớn đổ sát kiếm. Ở luân hồi máu dưới sự che chở, bọn họ không có lại bị lạc, mặc dù đối với ngày trước lớn chừng cái đấu đổ sát kiếm, vẫn là như mê như say, nhưng cũng không có nhập ma, còn duy trì sau cùng thanh tỉnh. Diệp Thần gặp luân hồi máu hữu hiệu, cũng là lớn vui. Xem ra ẩn thánh nói không sai, có luân hồi huyết mạch hắn, đích xác có thể ngăn cản thiên đấu lớn đổ sát kiếm ma tính, thanh tỉnh hiểu cái này môn kiếm pháp. Làm Diệp Thần tính hạ tâm lai, học hỏi thiên đấu lớn đổ sát kiếm kiếm quyết, hắn liền cảm thấy vậy từng đạo kiếm quyết chữ viết, nối liền lên, ở hắn đầu óc bên trong hóa thành bóng người, là từng đạo múa kiếm bóng người. Vô số kiếm chiêu múa, để cho được Diệp Thần cũng là cảm thấy có chút hoa cả mắt, từ đầu đến cuối sở không rõ hư thật. Cửa này thiên đấu kiếm quyết, thật là quá mức huyền ảo tinh thâm, được gọi là thế gian mạnh nhất kiếm pháp, lấy Diệp Thần thiên phú năng lực, cũng là khó mà lĩnh ngộ. Bất quá, hắn học hỏi thiên đấu kiếm quyết, để cho được tự thân kiếm đạo, cũng là tăng thêm không thiếu, đặc biệt là ngày xưa chỉ thủy kiếm nói, còn có trảm thiên cửu kiếm, tăng lên đặc biệt là rõ ràng. Chỉ bất quá, điểm này tăng lên, muốn đi tiêu diệt thiên tâm lão tổ, đó là tuyệt đối không đủ. Muốn chân chính giết chết thiên tâm lão tổ, chỉ có dựa vào chân chính thiên đấu lớn đổ sát kiếm. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng biết trong thời gian ngắn, không thể nào hoàn toàn lĩnh ngộ thiên đấu kiếm quyết, liền dẫn cái này võ thiên bia, đi huyết nguyệt thế giới, đi gặp Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm ngồi xếp bằng ở huyết nguyệt trên thế giới ương, cả người hơi thở trì hoa rửa hết, phơi bày ra một cổ mười phần yêu nhã tư thái, lại có vô số cái quy luật xích thần, ở hắn quanh người lóe lên. Những cái kia quy luật xích thần, sau lưng ẩn chứa quy luật, đã siêu thoát thực tế, có không không uy năng. Nhâm tiền bối, người tu vi lại có tinh tiến. Diệp Thần thấy một màn này, cũng là mừng rỡ, chắp tay nói. Hôm nay Nhâm Phi Phàm, đối không không phép tác trưởng khống lực, rõ ràng cho thấy vượt xa trước kia. Đến tìm ta làm chi? Muốn gọi ta giúp ngươi giết chết thiên tâm lão tổ sao? Nhâm Phi Phàm thấy Diệp Thần tới, trong mắt hơi chăm chú, hỏi. Hắn đã biết rõ tất cả thiên cơ, biết được ở ẩn đảo trên phát sinh hết thảy. Diệp Thần cười nói, nếu như Nhâm tiền bối chịu ra tay, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa, đây là võ thiên bia, căn cứ tấm bia đá này, có thể truy tố đến thiên tâm vực vị trí. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần sử dụng võ thiên bia. Một cổ minh mông, cổ xưa, bàng bạc, uy nghiêm hơi thở, nhất thời ở mảnh máu này tháng thế giới, tràn ngập ra. Võ thiên bia, là ẩn thánh phỏng theo thiên bia, từ trong ảo tưởng tạo ra hàng nhái. Tuy là hàng nhái, nhưng tấm bia đá này ẩn chứa hơi thở, cũng là vô cùng cường hãn. Đặc biệt là, ẩn thánh đem thiên đấu lớn đổ sát kiếm bí quyết, cũng khắc ở võ thiên trên bia mặt. Cái này võ thiên bia hơi thở nội tình, liền kinh khủng hơn. Ở võ thiên trên bia mặt, còn có rất nhiều hơn tràn đầy mất đi hơi thở phù văn, đó là thần tích tụng đời điển chương 8, tịch diệt thiên thư phù văn. Hoàn chỉnh mất đi thiên đạo thư, thế gian đã sớm thất truyền, chỉ để lại một trang cuối cùng, ở ẩn thánh trong tay. Hiện tại, cái này một trang cuối cùng tịch diệt thiên thư, đang dán vào võ thiên trên bia mặt, đã cùng võ thiên bia hòa làm một thể. Nhâm Phi Phàm ngưng mắt nhìn võ thiên bia, còn có phía trên tịch diệt thiên thư. Lẩm bẩm nói, võ thiên bia, tịch diệt thiên thư. Có hai thứ đồ này, coi như là phổ thông tiên đế, đều khó giết chết ngươi. Dừng một chút, Nhâm Phi Phàm lại trầm ngâm nói, bất quá, ngươi muốn đi thiên tâm vực mà nói, hai thứ đồ này, cũng không thể giữ được tính mạng ngươi. Còn nữa, nếu ngươi lấy được võ thiên bia, vậy ngươi hẳn đi tìm tịch thần. Diệp Thần lần nữa nghe được tịch thần, hơi ngẩn ra, chợt hiếu kỳ nói, Nhâm tiền bối. Ngươi cũng cảm thấy được ta hẳn đi tìm tịch thần. Nhâm Phi Phàm suy tính chốc lát, nói tịch thần lai lịch, có chút thần bí, phải cùng không không dính, ta có thể từ võ thiên bia bên trong thấy một chút tịch thần và ngươi nhân quả, nhưng hết thảy quá mức mơ hồ, ta cũng không rõ ràng. Bất quá tìm tịch thần là sớm muộn, cùng ngươi đi qua thiên tâm vực nói đi, bất quá thiên tâm vực, nhưng mà nguy hiểm trùng trùng. Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối, ta chính là biết thiên tâm vực nguy hiểm. Cho nên muốn cùng ngươi thương lượng một chút.
Thiên Tâm vực là Thiên Tâm lão tổ địa bàn, nếu là tùy tiện bước vào, đó đúng là vô cùng nguy hiểm. Diệp Thần tự nhiên sẽ không như thế lỗ mãng đụng. Nhâm Phi Phàm trầm ngâm không nói, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một cổ ánh sáng bắn ra, rơi vào Võ Thiên trên bia mặt. Rào. Võ Thiên bia ánh sáng rực rỡ lóe lên, thần quang lóe lên, toát ra từng luồng khói mù, cũng chậm rãi cấu trúc thành một màn thần bí hình ảnh. Đó là một phiến thế giới thần bí, chỉ có sương mù dày đặc, hỗn độn, hắc ám, vực sâu tồn tại, khắp nơi tràn ngập quỷ bí bầu không khí, không có một chút thực tế dấu vết, tựa như chỉ tồn tại ở ảo tưởng bên trong. Đây chính là Thiên Tâm vực sao? Diệp Thần chỉ là nhìn mảnh thế giới này, liền cảm thấy mãnh liệt kiềm chế hơi thở, khó hiểu lòng rung động. Đúng vậy, đây chính là Thiên Tâm vực, một cái ảo tưởng thế giới. Nhâm Phi Phàm vậy ngưng mắt nhìn cái này thế giới thần bí, Võ Thiên bia ở hắn linh khí dưới sự thúc dục, qua lại thiên cơ không ngừng hiện lên, Thiên Tâm vực thế giới cảnh tượng không ngừng nổi lên. Cái này Thiên Tâm vực, tựa hồ cùng Thất Lạc thời không có chút tương tự. Diệp Thần cẩn thận xem xét, liền phát hiện cái này Thiên Tâm vực và Thất Lạc thời không có chút tương tự, nhưng muốn thần bí được hơn. Nhâm Phi Phàm nói, bất kỳ ảo tưởng thế giới đều không phải là vô căn cứ sinh ra. Tất nhiên cùng thực tế tồn tại đồ, có chút rất nhiều liên quan. Cái này Thiên Tâm vực, đúng là cùng Thất Lạc thời không tương tự, muốn ở bên trong hoạt động nói, nhất định phải có hải đăng, mới khá bảo đảm không sẽ bị lạc. Diệp Thần cau mày nói, hải đăng sao? Ai có thể làm ta hải đăng? Trong lòng lướt qua Kỳ Tư Thanh, Võ Giao đám người bóng người. Nhâm Phi Phàm cười nói, người hải đăng, còn có thể là ai, dĩ nhiên là ta. Diệp Thần cả kinh, nói, Nhâm tiền bối, người muốn đích thân cùng ta đi Thiên Tâm vực sao? Hắn biết Nhâm Phi Phàm thực lực cường hãn, đã có chứng đạo không không tư cách, thế giới hiện thật đã rất khó chứa hắn tồn tại, hắn nếu là đi ra bên ngoài, tùy tiện ra tay một cái, thì có thể bị đại lộ cuối cùng cảm cho đòi, trực tiếp phi thăng đi không không lúc nào không. Cho dù là hiện tại, ẩn thân ở huyết nguyệt thế giới bên trong, Nhâm Phi Phàm vậy muốn mượn kỷ nguyên đạo thư, mới khá tránh không không tiếp đón. Nhâm Phi Phàm nói, ta là người hộ đạo giả, vậy Thiên Tâm vực quỷ bí như vậy nguy hiểm, ta không yên tâm ngươi đi, ta làm ngươi hải đăng, ngươi vậy làm ta hải đăng, có thể bảo tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Còn như không không thời không tiếp đón, ngươi không cần lo lắng, vậy Thiên Tâm vực là ảo nghĩ thế giới, coi như ta bùng nổ toàn lực, vậy sẽ không ảnh hưởng đến thực tế, càng sẽ không bị không không tiếp đón. Diệp Thần nghe nói như vậy, nhất thời đại hỉ, nói, Nhâm tiền bối, ngươi có thể toàn lực ra tay, há không phải có thể trực tiếp tiêu diệt Thiên Tâm lão tổ. Nhâm Phi Phàm trầm ngâm một hồi, nhưng là lắc lắc đầu nói, vậy Thiên Tâm lão tổ, không như vậy dễ dàng giết chết, trừ phi đem hắn tất cả tồn tại thời gian tuyến, tất cả ảo tưởng dấu vết, toàn bộ xóa đi, nếu không hắn là có thể vô hạn sống lại. Diệp Thần trong mắt lướt qua một chút hàn mang, nói, bất kể như thế nào, có Nhâm tiền bối ngươi ra tay, ta sẽ không sợ vậy Thiên Tâm lão tổ. Nhâm Phi Phàm bấm ngón tay tính toán, bỗng nhiên nhíu mày, nói, chỉ sợ vậy Thiên Tâm vực bên trong, trừ Thiên Tâm lão tổ, còn khác biệt cao thủ. Diệp Thần sửng sốt một chút, cái khác cao thủ. Nhâm Phi Phàm mắt nhìn Võ Thiên bia đầu ánh ra thế giới hình ảnh kia hỗn độn hắc ám, hoàn toàn không thấy được cái gì chi tiết, nhưng hắn thần sắc nhưng là vô cùng ngưng trọng, tựa hồ đã theo dõi đến sau lưng bí mật, nói. Là từ không không phủ xuống cao thủ. Cho ta một loại vô cùng nguy hiểm hơi thở, thực lực hẳn cùng ma nữ kém không nhiều. Diệp Thần con ngươi co rúm một cái, ma nữ cấp bậc cao thủ. Nhâm tiền bối, ngươi không nhìn lầm chứ? Ma nữ tu vi cực kỳ mạnh mẽ, cường đại đến căn bản không cách nào hạ xuống thế giới hiện thật. Nếu là Thiên Tâm vực bên trong, còn cất giấu một tôn ma nữ cấp bậc cao thủ, vậy thì thật là không thể tưởng tượng nổi khủng bố. Nhâm Phi Phàm nói, đi trước xem nói sau. Ngươi lại điều chỉnh hai ngày sau chúng ta liền lên đường. Diệp Thần nư một tiếng, trong lòng khá là ngưng trọng. Kế tiếp hai ngày, Diệp Thần chính là tĩnh tâm nghỉ ngơi điều chỉnh. Hắn tinh thần hồn lực, võ đạo tu vi, thần thông đạo pháp, khắp mọi mặt cũng thuộc về trạng thái tột cùng, khoảng cách thiên huyền cảnh chỉ thiếu chút xíu nữa. Duy nhất không biết làm sao, chính là võ đạo căn cơ tồn tại tổn thương, đan điền có từng cái thật nhỏ vết rách. Đây là ban đầu mai táng hoàn mỹ đại thánh nhân quả luật nguyền rủa, lưu lại cắn trả tổn thương. Cho dù là lấy Diệp Thần y thuật thủ đoạn,
muốn hoàn toàn khôi phục nói, cũng cần 5-3 năm thời gian. Hắn là không kịp đợi, bây giờ muốn nhanh chóng khôi phục, trừ phi là tìm được Tiêu Tĩnh, người sau là Thủy Thần Thiên Tôn truyền nhân, tinh thông Vạn Thủy Thần Quyết. Dựa vào vậy Vạn Thủy Thần Quyết, có thể lập tức chữa Diệp Thần vết thương. Hơn nữa, Tiêu Tĩnh vẫn là Phong Hỏa Linh Tổ con gái. Lần đi Thiên Tâm Vực, Diệp Thần trừ tìm Thiên Bia đầu mối bên ngoài, chuyện trọng yếu nhất, tự nhiên chính là cứu ra Tiêu Tĩnh, trả lại Phong Hỏa Linh Tổ ân huệ. Thời gian 2 ngày, vội vã rồi biến mất. Đến ước định ngày lên đường, Diệp Thần đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, trong mắt như nước tẩy vậy trong trẻo lạnh lùng. Vô luận Thiên Tâm Vực có nhiều nguy hiểm, hắn cũng phải đi xông vào một lần. Nhâm Phi Phàm cũng chuẩn bị xong, hắn thân thể đùng đùng, có sấm sét tử điện khí tượng tách thả ra, ác liệt uy mãnh, làm người ta không dám đến gần. Nhâm tiền bối, người Hy Hoàng Lôi Ấn lại có tinh tiến. Diệp Thần hỏi. Ha ha, không phải Hy Hoàng Lôi Ấn, là Cuồng Lôi Thiên Tuyệt Trảm. Nhâm Phi Phàm trong mắt lướt qua một chút màu tím điện mang, lạnh nhạt nói.